Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 981, cái quần của vợ anh. Sau khi hỏi qua ba người thì vẻ mặt của Triệu Quân Dũng chợt trở nên âm trầm, những người này trả lời giống hệt như Tiểu Triệu, có thừa nhận gặp Vương Tử Quân đeo đồng hồ, nhưng căn bản không biết đó là nhãn hiệu gì. Hai nhân viên phá án ở bên cạnh Triệu Quân Dũng không lên tiếng, giống như đều đang chờ Triệu Quân Dũng lên tiếng. Lúc này Triệu Quân Dũng đưa mắt nhìn hai người bên cạnh, sau đó nói. Nhìn tôi làm gì, vì sao không nói lời nào, sợ cái gì, các anh còn là nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật hay không? Nhân viên của tổ phá án cũng không nói lời nào, bọn họ vẫn nhìn vị nhân viên có chức vụ cao nhất đang ngồi ở giữa, để cho đối phương tha hồ mở miệng. Triệu Quân Dũng đi vài vòng trong phòng, sau đó mở miệng mắng. Vào thời điểm mấu chốt thì bị liệt dương, còn bà nó, tôi không chấp nhất với các người. Sau khi phát tiết hết cơn giận thì Triệu Quân Dũng lại tiếp tục động viên. Chúng ta không thể nổi giận, biết đâu những người kia căn bản chưa từng thấy đồng hồ của Vương Tử Quân, nhưng còn có thư ký và lái xe của Vương Tử Quân là chưa thẩm vấn, tôi nghĩ có thể móc được vài thông tin từ bọn họ. Triệu Quân Dũng trầm giọng nói. Triệu Quân Dũng suy tư thêm một lát, sau đó dùng giọng khẳng định nói. Thư ký của Vương Tử Quân nhìn qua rất có kinh nghiệm, trước tiên chúng ta nắm bắt người này trước, cuối cùng mới hỏi đến tài xế. Cấp dưới đồng ý một tiếng, hai phút sau Khương Long Cương được đưa đến chiếc ghế đối diện với Triệu Quân Dũng. Lúc này ánh mắt đám người tổ phá án chợt lóe sáng giống như chim ưng thấy được bóng thỏ. Lúc này Khương Long Cương đã có đầy đủ chuẩn bị, hắn không chờ Triệu Quân Dũng lên tiếng, nhanh chóng cười chào hỏi đám người Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng nhìn bộ dạng khách hát chủ của Khương Long Cương, hắn cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, nhưng hắn lại khẽ cười nói. Mời trưởng khoa Khương ngồi. Khương Long Cương ngồi xuống ghế rất quy củ, chờ Triệu Quân Dũng đặt câu hỏi. Trưởng khoa Khương, anh đã công tác bên cạnh Bí thư Vương được bao lâu rồi? Triệu Quân Dũng lần này vẫn chọn chiến thuật vu hồi, hắn cười hỏi Khương Long Cương. Khương Long Cương cười cười nói. Tôi tiếp nhận vị trí thư ký của thư ký trưởng đồng, bắt đầu phục vụ Bí thư Vương từ đầu năm ngoái. Phục vụ cho lãnh đạo chính là một con đường tắt để có thể phát triển mạnh mẽ, nhưng trên con đường này cũng đầy nguy hiểm. Trước đó trong tỉnh Sơn Nam chúng ta có một vị cán bộ lãnh đạo phạm sai lầm, nhưng thư ký của anh ấy lại giữ mình trong sạch, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, chủ động khai báo, nhận lấy lời khen ngợi từ tỉnh ủy. Đồng chí Khương Long Cương, tôi biết rõ anh là người thông minh, anh nên biết mình nên cho ra lựa chọn gì. Khương Long Cương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Quân Dũng, hắn chợt cười nói. Cảm ơn chủ nhiệm Triệu đã nhắc nhở, nhưng tôi đi theo Bí thư Vương, ngược lại chưa có bao nhiêu nguy hiểm. Khác biệt là Bí thư Vương công tác rất chăm chú nghiêm cẩn, căn bản là tấm gương sáng cho tôi học tập. À, Bí thư Vương là cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất trong tỉnh Sơn Nam chúng ta, cũng là Bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất, lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng Bí thư Vương. Có câu thế này, có yêu có hận có sai lầm, chúng ta phải kéo các đồng chí đi đến biên giới sai lầm quay về chính đạo. Long Cương, anh là thư ký của Bí thư Vương. Anh nên phải làm gương ở phương diện này. Triệu Quân Dũng nói đến đây thì mở văn kiện ra và tiếp tục. Anh có thấy Bí thư Vương đeo đồng hồ không? Không những thấy, hầu như ngày nào cũng thấy. Khương Long Cương khẽ ngồi thẳng người dùng giọng không quan tâm nói. Anh có biết nhãn hiệu chiếc đồng hồ của lãnh đạo không? Triệu Quân Dũng càng thêm cẩn thận, Khương Long Cương trả lời dứt khoát như vậy, điều này rõ ràng làm hắn không thích ứng. Khương Long Cương cười thản nhiên nói. Không biết. Trưởng khoa Khương, báo cáo với tổ chức thì nhất định phải cầu thị, nếu anh cố tình che giấu, không chỉ hại người mà còn hại mình. Chúng ta có chính sách khoan hồng với cán bộ, anh là sinh viên tài cao, anh nên biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Triệu Quân Dũng nói đến đây thì dùng giọng lạnh lùng nói. Người ngu xuẩn nhất chính là biết trên núi có hổ mà vẫn cứ trèo lên. Cảm ơn chủ nhiệm Triệu đã nhắc nhở, nhưng tôi thật sự không biết đó là nhãn hiệu gì. Khương Long Cương vẫn dùng giọng không nóng không lạnh nói. Điều này cũng giống như ngài luôn một mực đi theo lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, vậy ngài có biết chiếc áo bí thư Mã mặc có nhãn hiệu gì không? Con bà nó. Triệu Quân Dũng thầm mắng một câu, hắn cảm thấy tiểu tử kia thật sự là miệng lưỡi quá cứng. Nhưng điều này cũng dễ hiểu,
dù sao đối phương cũng là thư ký chuyên trách của Vương Tử Quân, đối phương đã liên hệ tính mạng và tương lai của mình cùng với Vương Tử Quân từ lâu rồi. Triệu Quân Dũng biết có hỏi nữa cũng vô công, thế là hắn đưa tấm ảnh chụp chiếc đồng hồ Patek Philippe cho Khương Long Cương, sau đó cho Khương Long Cương đi nghỉ, lại chờ gọi người tiếp theo. Chủ nhiệm Triệu, tiếp tục như vậy là không được, tôi cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục hỏi bọn họ, nên tiến vào cơ quan trong thị ủy La Nam, xâm nhập điều tra. Một nhân viên công tác ngồi bên cạnh Triệu Quân Dũng chợt mở miệng nói. Triệu Quân Dũng hỏi cùng 3 giờ và đầu óc choáng váng, tình huống thật sự là giằng co, thứ gì có tác dụng cũng đã được hắn lôi ra dùng. Hắn gật đầu nói. Anh Lý nói đúng, bây giờ còn lái xe của Vương Tử Quân, sau khi hỏi hắn rồi tiếp tục công tác tiếp theo, không thể bỏ lỡ giữa chừng được. Sau khi Lý Đức Trụ đi vào phòng, Triệu Quân Dũng cũng không chờ cho đối phương ngồi xuống, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Lý Đức Trụ, Khương Long Cương đã nói rồi, anh cũng nên nhanh chóng tự hiểu lấy, nếu không sẽ bị coi là đồng phạm, đến lúc đó cũng không ai cứu được anh. Nhưng lời hù dọa của Triệu Quân Dũng xem như không có tác dụng, nếu nói về tố chất tâm lý thì Lý Đức Trụ còn mạnh hơn cả Khương Long Cương. Hắn vung tay dùng giọng không giải thích nói. Chủ nhiệm Triệu, ngài muốn hỏi về điều gì, tôi còn chưa biết rõ. Anh còn chưa biết rõ sao? Tôi hỏi anh, bí thư Vương Tử Quân có đeo đồng hồ không? Triệu Quân Dũng căn bản không cho Lý Đức Trụ cơ hội suy nghĩ mà nhanh chóng ra tay trước khống chế kẻ địch. Có, thường xuyên đeo đồng hồ. Lý Đức Trụ liên tục gật đầu, giọng điệu dứt khoát. Vậy anh nói tôi xem, anh ta đeo đồng hồ loại gì? Giọng điệu của Triệu Quân Dũng càng thêm nhanh chóng, giọng điệu càng thêm nghiêm nghị. Hắn là một lão cán bộ của công tác kiểm tra kỷ luật, tất nhiên biết rõ nên làm gì để người ta suy nghĩ rối loạn hơn. Không biết. Câu trả lời của Lý Đức Trụ cũng nằm trong dự đoán của Triệu Quân Dũng, hắn dùng giọng lạnh lùng nói. Anh vừa nói mỗi ngày bí thư Vương đều đeo đồng hồ, anh là tài xế cho anh ấy, mỗi ngày đi cùng anh ấy, nhưng anh không biết bí thư Vương đeo đồng hồ nhãn hiệu gì, điều này rõ ràng là nói dối. Tôi nhắc nhở trước với anh nên thành thật khai báo, đỡ bị liên lụy vào sự kiện này. Lúc này vẻ mặt Lý Đức Trụ chợt biến đổi, hắn cũng hít thở dồn dập hơn. Triệu Quân Dũng nhìn thấy biểu hiện của Lý Đức Trụ, hắn cảm thấy lời nói của mình phát huy tác dụng, hắn hỏi thẳng. Lúc này anh mau trả lời câu hỏi của tôi, anh có biết hay không? Chủ nhiệm Triệu, mỗi ngày anh ngủ với vợ, mỗi ngày anh đều cởi quần cho vợ, vậy tôi hỏi anh có biết quần của vợ anh có nhãn hiệu gì không? Lý Đức Trụ chợt đứng lên lớn tiếng quát với Triệu Quân Dũng. Lúc này bầu không khí trong phòng chợt ngưng động. Dù là Triệu Quân Dũng hay cả hai gã nhân viên công tác của Ủy ban kỷ luật đều giống như những đầu máy hết dầu. Đám người nhìn bộ dạng hổn hển của Lý Đức Trụ, thế là không biết trả lời sao cho phải. Triệu Quân Dũng là người được hỏi, hắn thật sự không biết phải làm sao. Hắn nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Lý Đức Trụ, thế là không khỏi cảm thấy bức bối. Hắn kỳ tay vào người Lý Đức Trụ rồi lớn tiếng nói. Tôi yêu cầu anh khai báo tình huống theo đúng quy định. Cũng không phải là bàn về chuyện nhãn hiệu cái quần của vợ tôi. Triệu Quân Dũng nói còn chưa dứt lời thì hai nhân viên công tác ngồi bên cạnh thiếu chút nữa đã phì cười. Hai người đã công tác nhiều năm với Triệu Quân Dũng, đây là lần đầu tiên thấy chủ nhiệm Triệu hổn hển thất thố như vậy. Không phải bàn về chuyện nhãn hiệu của vợ, những lời nói căn bản không ra gì lại được chủ nhiệm Triệu nói ra khỏi miệng, hơn nữa lại rất có hương vị. Lý Đức Trụ vốn rất tức giận. Nhưng bây giờ nghe được những lời nói của Triệu Quân Dũng, hắn càng thêm bức bối. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng, sau đó lớn tiếng nói. Tôi biết sẽ nói là biết, không biết sẽ nói không biết, còn bà nó anh ngay cả chuyện nhãn hiệu cái quần của vợ còn không biết, dựa vào cái gì mà tôi phải biết rõ nhãn hiệu chiếc đồng hồ trên tay bí thư Vương. Triệu Quân Dũng hít vào một hơi, cuối cùng mới áp chế được cơn giận trong lòng. Hắn nâng ly nước lên nhấp một ngụm. Sau đó mới dùng giọng bình tĩnh nói, L. Đồng chí Lý Đức Trụ, tôi sẽ thông báo với văn phòng thị ủy về những gì anh phối hợp với ủy ban kỷ luật tỉnh ủy vào ngày hôm nay, như vậy là anh không biết nhãn hiệu của chiếc đồng hồ bí thư Vương hay đeo sao? Chủ nhiệm Triệu, ngài báo cáo với lãnh đạo văn phòng thị ủy như thế nào thì đó là tự do của riêng ngài, tôi chỉ nói lời thật lòng, tôi không biết nhãn hiệu chiếc đồng hồ của bí thư Vương. Điều này rất bình thường.
giống như chủ nhiệm Triệu mà thôi, cởi quần của vợ nhiều năm nhưng không có khả năng biết rõ nhãn hiệu của nó được. Lý Đức Trụ lắc lắc đầu mỉm cười nói với Triệu Quân Dũng. Con bà nó, cứ mãi nhắc đến chuyện này, Triệu Quân Dũng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Lý Đức Trụ, xua đó lạnh lùng nói. Chúng ta tiếp tục các vấn đề tiếp theo, chuyện cái quần để nói sau. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi, con người của tôi ăn nói vụng về, căn bản không có gì để so sánh, thế nên mượn những thứ quen thuộc để nói cho trôi chảy. Lý Đức Trụ thấy đã qua cửa ải này, thế là nụ cười trên mặt thêm sáng lạn. Triệu Quân Dũng nghe những lời này tuy cảm thấy khá lạ nhưng căn bản không kịp phản ứng ngay lập tức. Nhưng khi hắn thấy hai gã nhân viên bên cạnh che miệng cười, hắn chợt hiểu ra vấn đề. Con bà nó quen cái gì mà quen? Đó là quần của vợ ông, con bà mày dám chiếm tiện nghi của ông sao? Lúc này chủ nhiệm Triệu cực kỳ tức giận nhưng cũng chỉ có thể áp chế trong lòng, dù sao công tác của hắn bây giờ không phải là cãi nhau với Lý Đức Trụ, nếu không thì hắn cũng xem như mất đi phong độ của mình. Anh đã từng thấy qua chiếc đồng hồ này chưa? Thái Đông Quân thay đổi chủ đề, cầm tấm ảnh chiếc đồng hồ lên hỏi Lý Đức Trụ. Lý Đức Trụ nhìn tấm ảnh, đầu tiên cảm thấy hơi quen. Nhưng sau đó có chút trầm ngâm, trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đây là có ý gì? Vẻ mặt Triệu Quân Dũng chợt phát lạnh, hắn nói. Đồng chí Lý Đức Trụ, anh làng viên, còn vào đảng khi công tác trong quân ngũ, anh cũng phải biết rõ ràng, anh nói gì đều phải dựa trên nguyên lý trung thành với đảng. Tôi biết rõ, chủ nhiệm Triệu, tôi cũng phải có chút tố chất chính trị như vậy. Tôi sở dĩ gật đầu và lắc đầu là vì mình cũng không biết rõ đã từng thấy chiếc đồng hồ này chưa. Trong mắt tôi thì chiếc đồng hồ này giống như cái quần vậy, ngoài màu sắc có chút khác biệt, căn bản nó có nhãn hiệu gì, chỉ cần giống màu thì cơ bản là giống nhau, ngài nói xem có đúng không. Triệu Quân Dũng thiếu chút nữa thì nổi trận lôi đình, con bà nó sao cứ suốt ngày lôi cái quần ra làm ví dụ là sao. Nếu như không phải lần này đang đi điều tra, chỉ sợ Triệu Quân Dũng sẽ sử dụng chút thủ đoạn cho Lý Đức Trụ biết tay. Nhưng bây giờ hắn vừa mới đến cửa nhà người ta để điều tra, còn chưa đến thời điểm cho Lý Đức Trụ hưởng thụ thủ đoạn của mình. Sau khi hỏi thêm 10 phút thì Triệu Quân Dũng uể oải cho Lý Đức Trụ rời khỏi phòng làm việc của mình, nhân viên làm công tác ghi chép ở bên cạnh chợt hỏi. Có cần ghi chép tất cả lời nói của Lý Đức Trụ lại không? Nếu dựa theo quy củ thì phải ghi cả vào. Triệu Quân Dũng không nói gì, hắn nắm cây bút đập mạnh xuống bàn. Đây là bút gì vậy, viết mới được một chút thì hư, không phải là thật giả lẫn lộn sao? Đáng lý phải vứt đi từ sớm, bây giờ dùng lại rơi vào tình huống xấu hổ. Triệu Quân Dũng chợt nổi giận tím mặt chỉ trong khoảnh khắc, điều này không khỏi làm cho hai gã nhân viên công tác cảm thấy căng thẳng. Tên nhân viên vừa mở miệng chợt nhanh trí hiểu ra chủ nhiệm Triệu không muốn ghi chuyện liên quan đến cái quần của mình vào biên bản, thế là lên tiếng. Chủ nhiệm Triệu, si của tôi là những thứ không liên quan đến vụ án thì không nên ghi vào hồ sơ. Triệu Quân Dũng lúc này cầm lấy bản ghi chép chất chồng trên bàn, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Tuy lúc bắt đầu Triệu Quân Dũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tình huống hỏi thăm không thực chất và không chút tiến triển làm cho hắn cảm thấy mình giống như thất bại thảm hại. Hắn không có chút chứng cứ hữu dụng, lấy gì để chứng minh Vương Tử Quân có chiếc đồng hồ trị giá cả triệu bạc. Trong đầu lóe lên ý nghĩ hay, Triệu Quân Dũng cầm theo hồ sơ đi đến phòng làm việc của Bí thư Mục Hoài Trụ. Khi hắn gõ cửa đi vào thì Bí thư Mục Hoài Trụ đang đọc báo. Tiến độ thế nào? Mục Hoài Trụ đặt tờ báo trong tay xuống. Sau đó khẽ hỏi Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng biết rõ Mục Hoài Trụ còn sốt ruột hơn mình ở sự kiện này, thế là hắn có chút do dự, sau đó dùng những lời thoái thác mình đã chuẩn bị sẵn để lên tiếng. Bí thư Mục, tình huống không tốt lắm, những người kia giống như đã được sắp xếp sẵn khi đến tiếp nhận điều tra, thật sự không phối hợp với chúng ta. Mục Hoài Trụ khẽ gật đầu, hắn cũng không nói thêm điều gì mà tiếp tục mở báo xem xét. Trong quan trường hơn nhau một cấp đã có thể đè chết người, Mục Hoài Trụ có thể tùy ý trước mặt Triệu Quân Dũng, thế nhưng Triệu Quân Dũng căn bản không dám làm như vậy. Triệu Quân Dũng đưa mắt nhìn Mục Hoài Trụ đang chú tâm đọc báo, thế là tuy có sốt ruột nhưng lại không dám truy vấn, chỉ có thể cung kính đứng chờ, chờ chỉ thị của vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong đơn vị. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột ngột truyền đến, Mục Hoài Trụ đang đọc báo chợt ngẩng đầu lên,
hắn khẽ gật đầu tỏ ý cho Triệu Quân Dũng ra mở cửa. Thái Đông Quân lúc này không biết người đến là ai, nhưng hắn thật sự rất hoan nghênh đối phương. Dù sao thì mình đứng đây chờ bí thư Mục Hoài Trụ đọc báo xong cũng không phải sung sướng gì, giống như bị đặt lên kệ nướng, đứng ngồi không yên. Chương 982, sắp kết thúc thắng lợi. Xin hỏi vị nào là bí thư Mục? Có hai vị cán bộ đứng ngoài cửa, hai người bọn họ nhìn qua giống như kẻ trộm, ánh mắt liên tục nhìn khắp bốn phía. Khi Triệu Quân Dũng mở cửa, bọn họ vội vàng mở miệng hỏi ngay. Triệu Quân Dũng suy đoán thân phận của bọn họ, ngoài miệng lại thản nhiên nói. Tôi không phải là bí thư Mục, bí thư Mục. Không phải. Người đến nhanh chóng nói một câu, sau đó thở dài một hơi. Quân Dũng, cho bọn họ đi vào, là khách của tôi. Giọng nói của Mục Hoài Trụ chợt vang lên. Hai vị cán bộ đi vào trong phòng của Mục Hoài Trụ, người đi phía trước đưa mắt nhìn Mục Hoài Trụ, hắn há hốc miệng nhưng không lên tiếng. Mời hai vị ngồi, tôi là Mục Hoài Trụ, hy vọng hai vị có thể phối hợp với công tác của tôi. Mục Hoài Trụ đặt tờ báo xuống rồi nở nụ cười vui vẻ nói. Hai vị cán bộ vội vàng đi đến dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn về phía bí thư Mục Hoài Trụ. Chào bí thư Mục, hai người chúng tôi đi đến báo cáo vài hạng mục công tác dựa theo chỉ đạo của lãnh đạo. Mục Hoài Trụ khẽ gật đầu, hắn cũng không nhiều lời với hai người kia, hắn chỉ về phía Triệu Quân Dũng. Vị này chính là chủ nhiệm Triệu của phòng giám sát số 2 thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, các anh có tình huống gì có thể phản ánh với chủ nhiệm Triệu. Triệu Quân Dũng nhìn bộ dạng của hai người đàn ông đối diện mà chợt sinh ra cảm giác bừng tỉnh, lúc này hắn khẽ cười với bọn họ, sau đó khẽ nói. Mời hai vị đi theo tôi. Hai người kia cũng không nhiều lời, bọn họ cùng Triệu Quân Dũng rời khỏi phòng của Mục Hoài Trụ, đi đến gian phòng vừa rồi tiếp đón đám người Lý Đức Trụ. Lúc này tình hình khác trước, những câu trả lời của hai người đàn ông làm cho Triệu Quân Dũng rất thoải mái. Tuy hai người bọn họ không thể xác định chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân thật sự là Patek Philippe, thế nhưng lại có bề ngoài giống y hệt. Có chứng cứ này là được rồi. Hai bên lại tiếp tục bắt tay nhau rất nhiệt liệt, Triệu Quân Dũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hắn nhanh chóng đi vào trong phòng của Mục Hoài Trụ, vừa giao bằng chứng cho Mục Hoài Trụ vừa hưng phấn nói. Bí thư chính là bí thư, ngài vừa ra tay thì thật sự làm cho chúng tôi đỡ mất công vài ngày. Nếu không có ngài, chỉ sợ bây giờ chúng tôi còn đang khổ sở tìm cách cho đám người kia mở miệng nói sự thật. Mục Hoài Trụ tiếp nhận bản ghi chép, nụ cười trên mặt thêm nồng đậm. Hắn cho Triệu Quân Dũng ngồi xuống, sau đó cười nói. Quân Dũng, Ủy ban Kỷ luật chúng ta phá án thì nhất định phải coi trọng lực lượng cơ sở. Chỉ khi nào có thể làm cho các đồng chí địa phương biểu hiện sự tích cực của mình, như thế mới có thể mở lỗ hổng ra được. Triệu Quân Dũng khẽ gật đầu, hắn dùng giọng nịnh nọt nói. Bí thư Mục, sau này có cơ hội ngài nhất định phải cho tôi đi theo, vì kinh nghiệm thực chiến như vậy cũng không phải có được sau một hai ngày. Tuy Triệu Quân Dũng tâng bốc bằng lời lẽ không quá cao minh, thế nhưng điều này cũng đủ làm cho Mục Hoài Trụ cảm thấy vui vẻ. Bí thư Mục, lúc này chúng ta đã có đủ căn cứ chính xác để chứng minh chiếc điện thoại trên tay Vương Tử Quân là Patek Philippe, anh xem có nên mời Vương Tử Quân ngay bây giờ không? Mục Hoài Trụ trầm ngâm giây lát rồi đứng lên nói. Chúng ta nên đuổi giặc đường cùng, chỉ sợ lúc này bọn họ còn cho rằng mình sắp xếp rất cao siêu, bây giờ chúng ta đánh cho đối phương trở tay không kịp. Vâng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Quân Dũng giống như nhận được chỉ thị của tướng quân chỉ huy cao nhất, hắn chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này hắn chợt nghĩ đến nụ cười của bí thư Vương Tử Quân của thành phố La Nam, nghĩ đến tình huống không thèm quan tâm của đối phương vài ngày trước đó, trong lòng thật sự tràn đầy chờ mong. Để xem đối mặt với căn cứ chính xác của đám nhân viên công tác của văn phòng thị ủy thì Vương Tử Quân sẽ nói như thế nào. Mục Hoài Trụ vươn tay lấy áo khoác trên giá, sau đó hắn nói với Triệu Quân Dũng. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi gặp Bí Thư Vương, nói chuyện với anh ấy một phen. Từ nhà khách La Nam đến văn phòng thị ủy rất gần, chỉ 5 phút thì xe đã dừng lại dưới khu văn phòng thị ủy. Khi Mục Hoài Trụ xuống xe thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là Mục Hoài Trụ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Lúc này tôi có vài hạng mục công tác múa bàn với anh có ở trong phòng làm việc không?
Mục Hoài Trụ nói năng rất khách khí, thế nhưng Triệu Quân Dũng nghe vào tia lại cảm thấy thật sự xả giận. Tôi cũng muốn xem Vương Tử Quân sẽ mở miệng như thế nào. Tốt quá, lát nữa chúng ta sẽ gặp mặt. Mục Hoài Trụ nói xong thì tắt điện thoại. Bí thư Mục, Bí thư Vương có trong phòng không? Triệu Quân Dũng tuy đã biết đáp án khi tiến lên phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn thật sự có chút lo lắng. Lúc này hắn giống như gặp phải tình huống khó khăn, trong lòng sinh lo lắng được mất. Vẻ mặt Bí thư Mục Hoài Trụ vẫn rất bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu nói. Bí thư Vương đang ở trên phòng, chúng ta đi lên thôi. Hia người Mục Hoài Trụ đi qua hành lang, liên tục có người đi qua bên cạnh bọn họ. Khi thấy những người này thì Triệu Quân Dũng chợt sinh ra cảm giác bao quát, nhưng khi cùng Mục Hoài Trụ đi đến một điểm trên hành lang, hắn chợt nghe thấy bên trong cánh cửa khép hờ có một âm thanh. Hừ, con mẹ nó gương mặt đen như tờ giấy, giống như tôi không nói ra thì hắn sẽ tiến lên nuốt chửng vậy. Ông nói không biết hắn không tin, nói rằng tôi mỗi ngày đều đi theo Bí thư Vương. Khi đó tôi nôn nóng một chút, trực tiếp hỏi hắn xem mỗi ngày ôm vợ ngủ, thường cởi quần cho vợ, có biết cái quần có nhãn hiệu gì không? Thế là tên kia nghẹn họng. Sau khi nghe được âm thanh này thì gương mặt Triệu Quân Dũng chợt trở nên đen nhẻm, thầm nghĩ tên khốn Lý Đức Trụ kia đang lắm lời tuyên truyền sự kiện vừa rồi. Khi Triệu Quân Dũng nghe được và nảy sinh ý nghĩ độc ác, chợt nghe thấy có người bên trong nói. Anh Lý, hắn không biết có hai khả năng. Một là vợ của hắn không mặc quần. Không chờ người này nói xong thì bên trong vang lên những giọng cười của đàn ông cực kỳ bỉ ổi. Triệu Quân Dũng siết chặt nắm đấm, hắn hận không thể đạp cửa xông vào đánh cho tên khốn kia thành đầu heo. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không được làm vậy, như thế không những làm việc vô bổ, ngược lại còn làm cho hắn là người trong cuộc càng thêm khó xử. Chúng mày cứ cười đi, bây giờ có thể còn sức mà cười. Đợi đến khi tên khốn Vương Tử Quân bị bắt, xem chúng mày còn cười được không. Triệu Quân Dũng thầm sinh ra ý nghĩ ác độc, hắn siết chặt nắm đấm đi theo Bí thư Mục Hoài Trụ về phía trước. Còn có khả năng thứ hai sao? Anh Tam, anh nói xem nó là gì? Tuy không muốn nghe nhưng âm thanh vẫn ngoan cố chui vào trong tai của Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng biết rõ lời của đối phương căn bản không hay ho gì, nhưng vẫn phải chú ý lắng nghe. Thế là lực chú ý của hắn chuyển vào trong gian phòng kia. Khả năng thứ hai là trước nay hắn chưa từng cởi quần vợ. Vậy chẳng phải vợ hắn đói khát mà chết sao? Hi hi, anh chưa từng nghe qua câu này sao? Những năm nay không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong. Quan viên thường nhiều vợ, phụ nữ là một khối đất phì nhiêu, hắn không tưới tắm thì có người đổ vốn vào thôi. Ví dụ như anh, tinh lực dồi dào, cũng có thể nếm thử một lần. Thuận tiện xem nhãn hiệu cái quần là gì. Tiếng cười phát ra càng thêm không kiêng nể gì, Triệu Quân Dũng cảm thấy mình thật sự phẫn nộ. Hắn là cán bộ cấp chính cục, hắn lại bị đối phương đùa bỡn, thật sự khó thể nhẫn nhịn được. Lần này nhất định phải cho đám người ở thành phố La Nam một bài học, cho bọn họ biết Triệu Quân Dũng này không phải hạng người dễ ức hiếp. Triệu Quân Dũng thầm sinh ra ý nghĩ ác độc, hắn nhìn văn kiện trong tay, trong lòng đầy động lực. Chương 983, tay mở mây mù trăng bừng sáng. Triệu Quân Dũng có những bằng chứng của mình, hắn có thể làm cho Vương Tử Quân phải uất nghẹn mà chết. Tất nhiên loại nhãi nhép như Lý Đức Trụ căn bản không thể nào giúp đỡ được gì cho Vương Tử Quân, sau này còn ở thành phố La Nam lâu dài được sao? Rõ ràng chỉ còn là tan đàn xẻ nghé mà thôi. Chào Bí thư Mục, tôi là thư ký Khương Long Cương của Bí thư Vương. Lúc này Bí thư Vương đang tiếp điện thoại. Đặc biệt phái tôi ra nghênh đón ngài. Khi hai người Mục Hoài Trụ và Triệu Quân Dũng lên đến lầu 2, Khương Long Cương tiến ra chào đón với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Mục Hoài Trụ bắt tay Khương Long Cương rất phong độ, hắn cười nói. Chào đồng chí Long Cương. Chào chủ nhiệm Triệu. Khương Long Cương quay đầu bắt chuyện một câu với Triệu Quân Dũng, sau đó thì đưa đoàn người Mục Hoài Trụ đi đến bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Khương Long Cương gõ cửa, Vương Tử Quân từ trong phòng đi ra, trên mặt hắn là nụ cười tràn đầy. Tuy Triệu Quân Dũng căn bản không có cảm tình gì với vị bí thư thị ủy này, thế nhưng khi nhìn nụ cười rào rạt của đối phương, hắn không thể không thừa nhận đối phương có khả năng giả vờ cực kỳ tốt, ít nhất cũng có nhiều lực tương tác. Chào Bí thư Mục, khó có được cơ hội ngài đến thành phố La Nam một chuyến,
tôi vốn nghĩ đến đưa lãnh đạo đi đón gió tẩy trần, thế nhưng ngài còn có công tác, tôi lại vướng phải tị hiềm, vì vậy kính mong lãnh đạo tha thứ cho. Mục Hoài Trụ nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trên gương mặt mập mạp cũng lộ ra nụ cười. Hắn vừa bắt tay với Vương Tử Quân vừa cười nói. Chào Bí Thư Vương, lần này tôi đến thành phố La Nam, nói thật thì cũng không muốn đến. Nhưng lãnh đạo thượng cấp có sắp xếp, tôi dù thế nào cũng phải đi để làm theo đúng trình tự. Tôi trước tiên nói rõ một vài lời công bằng, chỉ có thể mong Bí Thư Vương thứ lỗi mà thôi. Triệu Quân Dũng nhìn hai người Vương Tử Quân và Mục Hoài Trụ nói chuyện với nhau như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, hắn chợt phát hiện mình kém Bí Thư Mục Hoài Trụ quá xa. Khi nào thì mình mới có được trình độ như của Bí Thư Mục? Như vậy khoảng cách để hắn tiến lên cấp bậc cao hơn sẽ không quá xa. Chào chủ nhiệm Triệu, chào mừng anh lại đến với thành phố La Nam. Vương Tử Quân hàn huyên hai câu với Mục Hoài Trụ, sau đó hắn cười ha hả nói với Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng dù tràn đầy địch ý với Vương Tử Quân, thế nhưng khi đối mặt với bàn tay của Vương Tử Quân, hắn không tự chủ được phải vươn hai tay ra bắt chặt tay đối phương. Chào Bí Thư Vương. Khoảnh khắc khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, Triệu Quân Dũng chợt sinh ra một loại xúc động muốn đánh chính mình. Vương Tử Quân là ai? Trong mắt hắn thì Bí Thư Vương của thành phố La Nam là nhân vật sắp bị đánh ngã, mình cần gì phải khách khí với hắn như vậy? Ngay từ đầu thì Mục Hoài Trụ cũng không đề cập đến vấn đề chính, hắn hầu như chỉ mở miệng nói chuyện phiếm. Lúc này hắn mới nói. Bí Thư Vương, thật sự là ông trời đố kỵ người tài, ngài là cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất của tỉnh Sơn Nam chúng ta, thành tích ở thành phố La Nam lại căn bản là quá rõ ràng. Có câu nói thế này, cây mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật gốc. Anh xem, ngài công tác xuất sắc như vậy, thế nhưng người ta lại đố kỵ. Lần này chúng tôi đến thành phố La Nam chính là dựa theo chỉ thị của Bí Thư Nhất Phong và Bí Thư Mã, đó là phải làm trong sạch cho ngài. Có lẽ ngài cũng biết những lời nghị luận trên Inter rồi chứ. Chúng ta phải có một câu trả lời, phải là nhìn thẳng nghe chuẩn, chúng ta cần phải giữ vững hình tượng của cán bộ tỉnh Sơn Nam, không thể làm vấy bẩn được. Vương Tử Quân mãi nở nụ cười, hắn hiểu rõ Mục Hoài Trụ và Nguyễn Gia đi lại rất gần, lần này càng hận không thể nhổ cỏ tận gốc đối với mình. Mong sao cho Nguyễn Chấn Nhạc nhanh chóng tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Nhưng hiểu thì hiểu, những lời nên nói thì Vương Tử Quân vẫn phải nói. Sau khi Khương Long Cương dâng trà lên, hắn cười nói. Cảm ơn hai vị bí thư đã tín nhiệm thành phố La Nam và bản thân tôi nhất định sẽ phối hợp với công tác của Bí Thư Mục. Mục Hoài Trụ nói với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên. Nói trắng ra thì lần này không cần phải có tổ điều tra. Chẳng qua chỉ một người đi đến nói vài lời với ngài là xong trình tự mà thôi. Nhưng bây giờ số người đang bàn luận trên Inter ngày càng nhiều, chúng ta không đến thì chỉ sợ sẽ sinh ra nhiều phỏng đoán khó lường, như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng mặt trái đến hình tượng của Bí Thư Vương và cả tỉnh Sơn Nam. Vì vậy lãnh đạo cho chúng tôi đến đây, mục đích chỉ có một, chính là cố gắng bằng khả năng lớn nhất để làm sáng tỏ vụ này cho Bí Thư Vương. Vương Tử Quân mỉm cười nói thêm vài câu với Mục Hoài Trụ, tất nhiên là những lời khẳng định sẽ cố gắng hết sức có thể để phối hợp với công tác của nhóm người Mục Hoài Trụ. Sau khi nói thêm vài lời khách khí, Mục Hoài Trụ chợt cười nói. Bí Thư Vương, gần đây trên Inter có công bố một hình ảnh, nói là ngài có đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe có giá trên triệu bạc, không biết có thật sự tồn tại một sự việc như vậy hay không? Ngài nói đến nó sao? Vương Tử Quân tự nhiên sắn tay áo lên, một chiếc đồng hồ hiện ra trước mắt của Mục Hoài Trụ và Triệu Quân Dũng. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì dù là Mục Hoài Trụ hay Triệu Quân Dũng cũng ngây cả người. Hai người Mục Hoài Trụ dù thế nào cũng không ngờ lúc này Vương Tử Quân vẫn còn đeo chiếc đồng hồ kia trên tay. Không phải là hàng giả đấy chứ? Triệu Quân Dũng nghĩ đến điều này mà tâm tình không khỏi trầm xuống, hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Bí Thư Mục Hoài Trụ. Cũng thấy được vẻ thất vọng trong mắt lãnh đạo. Đây là chiếc đồng hồ được cho lên Inter sao? Mục Hoài Trụ trầm ngâm giây lát rồi mở miệng hỏi. Bí Thư Vương, xin hỏi chiếc đồng hồ này có phải là hiệu Patek Philippe hay không? Triệu Quân Dũng thật sự không nhìn được phải vội vàng hỏi Vương Tử Quân, trong lòng hắn tuy đã có thất vọng, thế nhưng vẫn nghĩ đến được đáp án sẽ ra khỏi miệng Vương Tử Quân. Mục Hoài Trụ nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Đầu óc cũng liên tục xoay chuyển. Nếu như Vương Tử Quân phủ nhận,
như vậy bọn họ chỉ có thể tiến thêm một bước điều tra. Nhưng bùn đất cũng phải ở trong đúng quần, không phải rác thải cũng là phân, dù Vương Tử Quân có nói đó là đồng hồ giả, thế nhưng lực lượng của dư luận vẫn tấn công dồn dập vào Vương Tử Quân. Chính là Patek Philippe, nếu không phải người trên Inter xào nóng chuyện này, chỉ sợ tôi còn chưa biết chiếc đồng hồ này giá trị lớn như vậy. Vương Tử Quân sờ lên chiếc đồng hồ rồi tiếp tục nói. Vương Tử Quân không phải bị điên đấy chứ? Sao lại dễ dàng thừa nhận như vậy cho được? Sớm biết đối phương thừa nhận như thế này, tội gì mình phải đi tìm đám thư ký lái xe và nhân viên văn phòng thị ủy để tìm hiểu tình huống, trực tiếp đến đây không phải hay hơn sao? Mục Hoài Trụ là người công tác nhiều năm ở hệ thống ủy ban kỷ luật, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, càng cảm thấy sự việc này căn bản là không đơn giản. Vương Tử Quân không phải là người ngu, đối phương can đảm thừa nhận sự thật này, rõ ràng nắm chắc phần thắng ở bên trong. Bí thư Vương, ngài có thể nói làm sao có được chiếc đồng hồ này không? Mục Hoài Trụ lấy ra một điếu thuốc, hắn châm lửa rồi hỏi Vương Tử Quân. Tất nhiên là có thể, đây là vật đính ước của vợ tôi, vì vậy tôi luôn mang nó trên tay. Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên nói. Là vật đính ước của vợ. Điều này làm cho tâm tư của Triệu Quân Dũng thật sự có chút sinh động, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Mục Hoài Trụ, ánh mắt rõ ràng có chút cấp bách. Mục Hoài Trụ trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Tôi nghe nói vợ của anh công tác trong quân đội, với tiền lương của chị ấy, căn bản không thể nào mua được chiếc đồng hồ giá trên triệu bạc như thế này chứ. Vương Tử Quân buông tay ra nói. Còn chuyện vợ của tôi có thực lực kinh tế hay không, vì có liên quan đến vài điều cơ mật. Thế nên tôi không tiện nói ra, vì bây giờ tôi còn chưa có quyền hạn như vậy. Nhưng các anh có thể đi điều tra. Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một phần tài liệu trong ngăn kéo. Đây là những giấy tờ liên quan đến thủ tục mua bán đồng hồ, bí thư Mục có thể mang theo một phần. Giấy tờ xác nhận mua bán đồng hồ đều là tiếng nước ngoài, Triệu Quân Dũng thật sự cảm thấy rất thất lạc, hắn đờ đẫn tiếp nhận, ánh mắt lại nhìn thoáng qua bí thư Mục. Vẻ mặt của bí thư Mục đã nhanh chóng biến đổi, chuyển thành vẻ tươi cười. Hắn chợt cười lớn nói. Bí thư Vương, ngài thành khẩn thẳng thắn như vậy thật sự là xua mây mù thấy trăng sáng. Khi đến đây tôi còn có vài phần lo lắng bận tâm, bây giờ xem ra đó chỉ là lo buồn vô cớ, thật sự là lo lắng hão huyền, ha ha ha. Cảm ơn bí thư Mục đã tín nhiệm với tôi, chuyện này vốn là tôi nên chủ động báo cáo với lãnh đạo. Nhưng lần này bí thư Mục đến xem như ném cho tôi một ân tình lớn. Nếu như bí thư Mục có rảnh, tối nay xin cho tôi chút thời gian, kính mong được mời lãnh đạo vài ly. Chỉ sau khoảnh khắc thì Vương Tử Quân và Mục Hoài Trụ lại ngồi cùng một chỗ giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, cả hai người đều là nói nhảm, thế nhưng tiếng cười lại liên tục vang lên trong phòng. Sau khi nói chuyện thêm một lát, Mục Hoài Trụ chợt khẽ nói. Bí thư Vương! Tuy chúng tôi nhận được những chứng cứ thuyết phục từ trong tay ngài, thế nhưng chúng tôi sẽ vẫn phải điều tra rõ ràng về tình huống tài sản của chị nha. Đợi đến khi tất cả rõ ràng, chúng ta sẽ cùng nhau uống vài ly. Vậy thì làm phiền bí thư Mục hao tâm tổn trí rồi. Vương Tử Quân nói rồi cùng đứng lên với Mục Hoài Trụ, hai người cùng cười nói đi ra ngoài cửa. Bí thư Vương xin dừng bước. Đi đến bậc cầu thang thì Mục Hoài Trụ dùng giọng khách khí nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Bí thư Mục, ngài là khách quý của thành phố La Nam, bây giờ lại không có thời gian uống với tôi vài ly, dù thế nào thì tôi cũng phải tiễn chân ngài để biểu đạt tình hữu nghị giữa hai chúng ta chứ. Lúc này ngoài hành lang xuất hiện nhóm thường ủy thị ủy Kim Điền Lạc, bọn họ túm tụm vây quanh Vương Tử Quân, tình hình tiễn chân Mục Hoài Trụ đi xuống thật sự giống như sao sáng quanh trăng. Bí thư Mục, ngài còn có công tác cần, lần này xem như xong. Đến khi mọi việc hoàn công, ngài cũng đừng chối từ đấy nhé. Vương Tử Quân bắt tay Mục Hoài Trụ, sau đó dùng giọng thắm thiết nói. Mục Hoài Trụ mở miệng rất hào khí. Bí thư Vương, khi anh đến thành phố Sơn Viên, tôi nhất định sẽ chiêu đãi ngài thật tốt, ngài cứ yên tâm. Khi hai người trò chuyện với nhau, vài tên lái xe từ trong phòng đi đến, đi đầu là Lý Đức Trụ, hắn nhìn thấy nhóm người Triệu Quân Dũng thì định quay đầu đi. Đức Trụ. Cậu đến đây một chút. Vương Tử Quân thấy Lý Đức Trụ thì khẽ vẫy tay nói. Triệu Quân Dũng thấy Lý Đức Trụ thì đỏ mắt giống như kẻ thù gặp mặt nhau, nhưng bây giờ sự kiện Vương Tử Quân đeo đồng hồ tiền Triệu cũng không còn đơn giản nữa,
điều này làm hắn thật sự rất thất lạc. Bí thư Vương. Lý Đức Trụ nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng chào hỏi. Tôi nghe nói hôm nay cậu tiếp xúc báo cáo thì đã có thái độ không tốt với chủ nhiệm Triệu, có phải không? Vương Tử Quân nhìn Lý Đức Trụ rồi dùng giọng nghiêm túc nói. Lý Đức Trụ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt sợ hãi, vì trong nhóm lãnh đạo thành phố La Nam thì hắn chỉ sợ mỗi một mình Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nghiêm mặt lên tiếng, hắn thật sự cảm thấy căng thẳng. Bí thư Vương, tôi, điều này, Lý Đức Trụ vừa muốn nhận thì đã bị Vương Tử Quân ngăn cản. Không cần bày biện nhiều lý do, phối hợp với tổ điều tra là nghĩa vụ và là công tác của cậu. Cậu nói ồn ào với các đồng chí tổ điều tra là không đúng. Vương Tử Quân nhìn Lý Đức Trụ rồi dùng giọng nghiêm túc nói. Mau xin lỗi chủ nhiệm Triệu của tổ điều tra cho tôi. Bí thư Vương, đây cũng không phải việc gì lớn, hay là thôi đi, thật ra cũng không có gì cả. Thấy Vương Tử Quân như vậy thì Mục Hoài Trụ là tổ trưởng tổ điều tra, hắn vội vàng dùng giọng khách khí nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Chuyện này bí thư Mục ngài không truy cứu nhưng tôi nhất định phải cho tiểu tử này biết trời cao đất rộng, phải như vậy mới có lợi cho sự phát triển của cậu ấy. Lý Đức Trụ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lại nhìn thoáng qua bốn phía, khi thấy những người khác căn bản không cầu tình cho mình, thế là chỉ có thể nói với Triệu Quân Dũng. Chủ nhiệm Triệu, tôi sai rồi, hôm nay tôi không nên chống đối ngài, càng không nên lấy cái quần của vợ ngài ra so sánh. Tôi chỉ là vô tâm mà thôi. Chỉ vì văn hóa thấp kém, khi đó lại quá gấp gáp, thế cho nên mới lấy cái quần của vợ ngài ra làm ví dụ, căn bản cũng không có ý nghĩ gì khác. Vẻ mặt Triệu Quân Dũng chợt đỏ bừng, trước đó Lý Đức Trụ nói về chuyện cái quần của vợ trước mặt đồng nghiệp đã làm cho hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, bây giờ đứng trước mặt đám lãnh đạo thành phố La Nam thì tiểu tử kia vẫn nói như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Hai ngày qua lỗ tai Triệu Quân Dũng thật sự rất thính. Dù là bất kỳ hiện tượng gió thổi cỏ lay cũng không thoát đi được, hắn căn bản không cần nhìn cũng biết đám người chung quanh đang cúi người che giấu nụ cười điên cuồng. Triệu Quân Dũng thật sự cảm thấy phẫn nộ, nhưng hắn thật sự không thể nổi nóng vào lúc này. Bây giờ người ta xin lỗi mình, nếu như mình lại nổi nóng, chính mình rõ ràng là người thất lễ. Sau này tôi nhất định sẽ học tập, mỗi ngày sẽ chăm chú học tập tri thức khoa học, sẽ không lấy cái quần của vợ ngài ra nữa. Lý Đức Trụ lại tiếp tục nói, âm thanh trầm bổng vang lên trong tai Triệu Quân Dũng. Kim Điền Lạc nghe những lời xin lỗi không ra gì của Lý Đức Trụ mà thật sự cố gắng lắm mới có thể không cười. Tiểu tử Lý Đức Trụ này thật sự là quá xấu, học tập cái gì thì không đáng nói, nhưng mỗi ngày lại học tập không lấy cái quần của vợ người ta ra, điều này sao có thể làm cho chủ nhiệm Triệu chịu nổi sao? Kim Điền Lạc không bật cười nhưng không có nghĩa là người khác không cười, đồng chí Tân xì cười một tiếng. Sau đó hắn nhanh chóng ho khan, vừa ho vừa giải thích. Các vị, xấu hổ quá, hôm nay tôi bị viêm họng. Lúc này Mục Hoài Trụ cũng buồn cười nhưng căn bản là không thể cười, dù sao thì Triệu Quân Dũng cũng là thuộc hạ của hắn. Lúc này nếu hắn cười, chỉ sợ sẽ làm tổn hại hình tượng thuộc hạ của mình. Vì vậy hắn cố gắng chịu đựng, cố gắng nghĩ đến những điều không hay, thế nên vẻ mặt vẫn bảo trì được sự nghiêm túc. So sánh với Mục Hoài Trụ thì vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn thật sự rất muốn cười. Hắn gọi Lý Đức Trụ đến chỉ là ý nghĩ tức thời, dù sao thì Triệu Quân Dũng người ta cũng là khách, mà Lý Đức Trụ lại là người nhà của mình. Trước đó hai người xích mích với nhau giống như hai đứa trẻ đánh nhau, hai bên người lớn đều kéo đến đông đủ, bình thường đều phải mở miệng phê bình con mình. Trong mắt Vương Tử Quân thì Lý Đức Trụ cũng giống như con mình. Nhưng Vương Tử Quân thật sự không ngờ Lý Đức Trụ chạy đến xin lỗi chủ nhiệm Triệu lại bày ra trò vui như thế này. Chương 984, nhúng tay vào làm cho kế hoạch tốt đẹp chợt rối tinh rối mù. Lúc này Vương Tử Quân chợt hiểu Lý Đức Trụ đang muốn đùa giỡn với Lý Đức Trụ, thế nhưng gương mặt Lý Đức Trụ lại biểu hiện cực kỳ vô tội. Tốt, vậy thì nói đến đây thôi. Vương Tử Quân sợ Lý Đức Trụ lại nói ra những lời khó nghe, thế là tranh thủ thời gian cắt đứt. Chủ nhiệm Triệu là người rộng lượng, chắc chắn sẽ không chấp nhất một tiểu tử như cậu. Triệu Quân Dũng đứng xấu hổ ở một bên, tuy trong lòng căm tức nhưng ngoài miệng lại khó nói gì hơn. Khi gương mặt hắn âm trầm đến mức sắp chảy ra nước, chợt nghe thấy bí thư Mục nói. Cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi,
Phương thức làm việc của Quân Dũng cũng có chút nóng vội, nhưng mọi người đều là đồng chí của mình. Sự việc đã qua, cậu nói xem có đúng không Quân Dũng? Người khác nói chuyện thì Triệu Quân Dũng có thể không quan tâm, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải nể mặt Bí Thư Mục. Thế cho nên hắn trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng thành thật nói. Bí Thư Mục nói đúng, không có chuyện gì. Khi Triệu Quân Dũng và Bí Thư Mục lên xe, nhóm người Vương Tử Quân mới đi về phòng. Khi lên lầu, Vương Tử Quân nói với đồng chí Tân. Thư ký trưởng, anh vừa rồi cười mà nói mình ho khan, tôi thật sự lo lắng anh cười sốc hồng ấy chứ. Bí Thư Vương, người kia quá buồn cười. Đồng chí Tân rất thân cận với Vương Tử Quân, nói chuyện rất tự do. Tiểu tử Lý Đức Trụ kia cũng thật sự quá xấu, thật sự quá đáng cười. Ha ha ha, Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống vừa rồi mà không khỏi cười lên ha hả. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc, đồng chí Tân cũng nhẹ nhàng theo sau. Khi đóng cửa lại thì hắn mới nói. Bí Thư Vương, giám đốc Triệu của nhà khách có phản ánh, nói là có đồng chí của chúng ta đi tìm người của tổ điều tra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn ném một điếu thuốc cho đồng chí Tân rồi thản nhiên nói. Trời sắp mưa mà gái sắp lấy trống, cứ để mặc bọn họ thôi. Bí Thư Vương, không ngờ Thượng tá Mạc lại có tiền như vậy, bây giờ cuối cùng cũng là mây tán trăng sáng. Đồng chí Tân lấy bật lửa ra mồi thuốc giúp Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng hưng phấn nói. Sau khi biết được chân tướng từ trong miệng Vương Tử Quân, đồng chí Tân không khỏi cảm thấy hưng phấn. Hắn là một cán bộ thuộc phái Vương Tử Quân. Hắn biết rõ ràng khi Vương Tử Quân ngã xuống sẽ có ý nghĩa thế nào với mình. Bây giờ Bí Thư Vương bình an vô sự, như vậy con đường làm quan sau này của hắn sẽ bừng sáng. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi khẽ nói. Thư ký trưởng, anh đã xem chuyện này quá nhỏ rồi, dù chúng ta đã nói rõ vấn đề, thế nhưng người ta cũng xem như đạt được mục đích khi làm ra trò này. Vẻ mặt đồng chí Tân chợt trở nên ngưng trọng, Bí Thư Vương đã nói quá rõ ràng. Dù đã mở miệng nói sự thật với lãnh đạo, thế nhưng dư luận lúc này đã thành hình. Những khó khăn hiện tại sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự kiện Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy, đồng chí Tân hiểu rất rõ. Cho dù Vương Tử Quân không có vấn đề, khi đối mặt với quá nhiều nghi vấn, chỉ sợ sẽ rất khó làm một thường ủy tỉnh ủy vào lúc này. Không, phải nói là không có khả năng mới đúng. Dù sao thì rất nhiều chuyện cần sự ổn định. Mà chuyện này trong miệng mọi người đã coi như thành một trong những lý do tốt nhất để dìm Vương Tử Quân xuống. Bí Thư Vương, ngài còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Thành phố La Nam chúng ta phát triển rất nhanh, tổng sản lượng rất lớn, như vậy cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đồng chí Tân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Thư ký trưởng, sự việc còn chưa đến thời khắc cuối cùng. Vương Tử Quân lật một phần tài liệu trong tay. Sau đó đột nhiên nói. Trang web của thành phố La Nam chúng ta được xây dựng thế nào rồi? Bí Thư Vương, đã được làm xong, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Dù không biết Vương Tử Quân bỏ nhiều sức lực làm trang web cho thành phố La Nam với mục đích gì, thế nhưng đồng chí Tân vẫn dùng giọng cực kỳ nghiêm túc và thành khẩn nói. À, vậy thì tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bí Thư Mục. Chẳng lẽ Vương Tử Quân nói như vậy là xong việc sao? Khi trên xe về nhà khách La Nam, Triệu Quân Dũng luôn quan sát gương mặt của Bí Thư Mục Hoài Trụ. Khi thấy Mục Hoài Trụ đã bình tĩnh tự nhiên, hắn không nhịn được phải hỏi. Mục Hoài Trụ luôn suy tư về vấn đề của Vương Tử Quân, lúc này nghe được câu hỏi của Triệu Quân Dũng, thế là đưa mắt nhìn Triệu Quân Dũng nói. Tất nhiên không thể xong. Dù Vương Tử Quân đã nói như vậy nhưng chúng ta vẫn phải điều tra rõ ràng, chỉ như vậy thì chúng ta mới có kết quả để báo cáo công tác cho tỉnh ủy. Nếu như vợ của Vương Tử Quân thật sự, Triệu Quân Dũng nói đến đây thì ngừng lời, thế nhưng hắn tin Mục Hoài Trụ hiểu rõ câu nói của mình. Mục Hoài Trụ tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Quân Dũng, hắn cười cười nói. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta chỉ cần đăng báo là được. Triệu Quân Dũng nhìn gương mặt tươi cười của Mục Hoài Trụ, hắn giống như hiểu được thứ gì từ bên trong đó, nhưng rốt cuộc nó có ý gì, hắn lại không thể rõ ràng ngay được. Đây chẳng phải quá tiện nghi cho Vương Tử Quân sao? Triệu Quân Dũng cắn răng rồi cuối cùng nói ra những lời như vậy. Triệu Quân Dũng là một cán bộ công tác trong đơn vị kiểm tra kỷ luật lâu năm,
hắn biết rõ có một vài thứ nên hỏi, cũng có một vài chuyện mà lãnh đạo không muốn nói. Biện pháp tốt nhất của hắn trong tất cả trường hợp là giả vờ câm điếc, nhưng hôm nay hắn thật sự không nhịn được. Mục Hoài Trụ cũng không trả lời ngay, ý nghĩ của hắn thật sự đã bay xa theo lời nói của Triệu Quân Dũng. Khi Triệu Quân Dũng cảm thấy khó xử, chợt nghe Mục Hoài Trụ nói. Cho dù vợ của Vương Tử Quân là người giàu có, Vương Tử Quân cũng căn bản phải chịu đả kích. Triệu Quân Dũng thật sự không quá hiểu rõ, thế nhưng biểu hiện thâm sâu khó lường của Mục Hoài Trụ làm cho hắn cảm thấy nên nuốt lời nói đến bên miệng quay về. Ngày mai cậu đến quân khu xem xét, mời bọn họ hỗ trợ điều tra. Mục Hoài Trụ đưa tay ra xoa eo, sau đó trầm giọng nói với Triệu Quân Dũng. Mục Hoài Trụ rất chướng mắt với ngộ tính của Triệu Quân Dũng, thầm nghĩ Vương Tử Quân đã bị ảnh hưởng khi tiến lên đảm nhiệm vị trí thường ủy tỉnh ủy, như vậy quá tốt rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Mục Hoài Trụ là người dẫn đội ngũ đi điều tra Vương Tử Quân, thế nhưng lại có không biết bao nhiêu người đang chú ý đến sự kiện này. Sau khi trở lại khách sạn, Bí Thư Mục bắt đầu gọi điện thoại. Người thứ nhất hắn liên lạc cũng không phải là Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Mã Nghênh Tường, là một vị lão lãnh đạo luôn chú ý đến sự kiện này. Cậu nói chiếc đồng hồ kia là vợ của Vương Tử Quân mua sao? Lão lãnh đạo trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nghi ngờ nói. Vương Tử Quân nói như thế. Bí Thư Mục trả lời cực kỳ cẩn thận. À, chuyện này được rất nhiều người chú ý. Hoài Trụ, cậu là tổ trưởng tổ điều tra, cậu cần phải cho ra một kết quả điều tra chống lại khảo nghiệm. Lão lãnh đạo ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, cho ra một chỉ thị giống hệt như của các lãnh đạo tỉnh. Mục Hoài Trụ vội vàng gật đầu xưng vâng, chờ đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút thì hắn mới cúp điện thoại. 20 phút sau khi Mục Hoài Trụ báo cáo với lão lãnh đạo, Nguyễn Chấn Nhạc ở thành phố Đông Bộ phía xa cũng nhận được tin tức này. Hắn xem qua kết quả điều tra sơ bộ, sau đó trầm ngâm hút thuốc. Hai ngày gần đây biểu hiện của Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ bình thường, đi làm, đi về, họp bàn, báo cáo, tên của hắn cũng thường xuyên xuất hiện trên báo đài TV. Nhưng chính hắn biết rõ cuộc sống của mình đang rối loạn. Dù trước đó hắn đã có sắp xếp dự phòng, thế nhưng cảm giác sợ hãi và bất an luôn bao phủ, làm cho hắn yếu ớt và mẫn cảm, cả ngày bất ổn, sợ bóng sợ gió. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể nào đánh giá được biện pháp xấu xa kia có thể đánh ngã được Vương Tử Quân hay không, nếu như đối phương căn bản không ngã, càng không phải là ngã đến mức không gượng dậy được, như vậy Vương Tử Quân có phản kích chính mình không? Tình huống này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc mẫm cảm ý thức được sự việc sẽ không phát triển giống như những gì mình đã phỏng đoán. Vương Tử Quân đã nói đồng hồ là vợ mình mua, như vậy nhất định sẽ có giải thích viên mãn, tuy Nguyễn Chấn Nhạc không biết đó là giải thích gì. Cơ hội tốt như vậy mà lại để cho Vương Tử Quân chạy thoát, thật sự là quá đáng tiếc. Chấn Nhạc, sao lại hút thuốc rồi? Một giọng nói oán trách vang lên, Tào Chân Nhi mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm đi đến. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Tào Chân Nhi khẽ vùng bàn tay lên mà cũng không dập ngay điếu thuốc như trước kia, hắn dùng giọng âm trầm nói. Mục Hoài Trụ đã có kết quả điều tra sơ bộ. Thế nào? Tào Chân Nhi cũng rất quan tâm đến sự việc này. Khi thấy Nguyễn Chấn Nhạc cau mày thì nàng chợt cảm thấy nôn nóng gấp gáp. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười khổ sở nói. Vương Tử Quân thừa nhận mình có chiếc đồng hồ Patek Philippe, nhưng nói là Mạc Tiểu Bắc mua. Mạc Tiểu Bắc mua sao? Tào Chân Nhi phản ứng cũng nhanh không kém Nguyễn Chấn Nhạc, nàng cau mày suy tư rồi dùng giọng không cam lòng nói. Xem ra lần này Vương Tử Quân đã tránh được một kiếp. À! Hắn dám nói như vậy thì rõ ràng đã có chuẩn bị rất kỹ, nhưng tôi thật sự không rõ, Mạc Tiểu Bắc lấy đâu ra lắm tiền như vậy. Nếu với tiền lương của cô ta, cả đời cũng không đủ mua một chiếc điện thoại như thế. Nguyễn Chấn Nhạc ấn điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó trầm giọng nói với Tào Chân Nhi. Tào Chân Nhi hiểu ý của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng cười cười nói. Em sẽ nói với Tam Thúc, nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, dù là Vương Tử Quân có nói cho rõ ràng. Thế nhưng dư luận trên Inter đã đưa hắn lên đầu sóng ngọn gió, vào thường ủy đã căn bản không còn dễ dàng gì. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, hắn đồng ý với những lời của Tào Chân Nhi. Dù sao lúc này dư luận đã thành hình, dù là xuất phát từ phương diện nào thì tỉnh Sơn Nam cũng khó thể đẩy Vương Tử Quân tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy vào thời điểm mấu chốt này.
trừ khi Vương Tử Quân có thể vung tay xóa bỏ dư luận không hay về mình. Nhưng Vương Tử Quân có thể làm được sao? Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến những lời căm hận đến tận xương tủy với Vương Tử Quân trên Inte, hắn không khỏi nở nụ cười đắc ý. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó cầm chiếc điện thoại màu đỏ bí mật lên. Bí thư Nguyễn, tôi là Triệu Đức Càn, vừa rồi thành phố Yên Hư gọi điện thoại đến, yêu cầu chúng ta không cần tiến hành xử lý ô nhiễm ở sông Lam Hà. Triệu Đức Càn thấy điện thoại nối thông thì nhanh chóng báo cáo với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc nhướng mày, hắn lạnh giọng hỏi. Là Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư hay là Phòng Tài nguyên Môi trường cho ra thông cáo? Là Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư. Câu trả lời của Triệu Đức Càn càng làm cho Nguyễn Chấn Nhạc thêm nhíu mày, hắn dùng giọng không vui nói. Không phải tôi đã liên lạc với Chủ tịch Lục của thành phố Yên Hư sao? Bọn họ còn định làm thế nào đây? Bí thư Nguyễn, bọn họ nói là có người phản ánh tình huống sông Lam Hà ô nhiễm vào thành phố Yên Hư, bọn họ bị ép phải hành động bất đắc dĩ. Triệu Đức Càn nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc nổi giận thì vội vàng giải thích. À, chuyện này anh không cần lo, tôi sẽ liên lạc với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư. Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi cúp điện thoại, gương mặt càng âm trầm như nước. Trong một quán net đại học thủy lợi, Trương Thiên Tâm đang đổ mồ hôi chơi game. Hắn vốn là người đã chán chơi game, thế nhưng sau vài ngày tôi luyện, thế là đã lấy lại chút cảm hứng. Trương Thiên Tâm liên tục điều khiển nhân vật của mình, liên tục xử lý những đối thủ màu hồng, giết được 59 tên địch, xem ra bảo đao vẫn còn sắc bén. Hắn thầm cảm khái khả năng của mình, khi chuẩn bị tiếp tục nổ súng săn mạng, đúng lúc điện thoại chấn động. Hắn vội vàng lấy điện thoại nhìn qua, thế là nhân vật của hắn trong game bị người ta bắn chết. Tử Quân. Trương Thiên Tâm nhìn vào số điện thoại xuất hiện trên máy, thế là trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình thản của Vương Tử Quân. Thiên Tâm, tình huống bên kia thế nào? Lúc này nhóm Triệu Đại Hải đã thông qua nhà trường đưa những kết quả nghiên cứu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư, nhưng nhìn qua giống như thành phố Yên Hư không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Trương Thiên Tâm nhìn thoáng qua bốn phía rồi hạ thấp âm thanh nói. Vương Tử Quân đã sớm có chuẩn bị với những tình huống này, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Có một số việc có thể vùi lấp, nhưng khi căn bản không thể lấn át được thì chỉ có thể xử lý nghiêm túc mà thôi. Trương Thiên Tâm thầm xem xét những lời nói của Vương Tử Quân, trong lòng chợt cảm thấy sáng tỏ. Lúc này hắn làm việc cho Vương Tử Quân, thật sự mong muốn làm sao cho tốt, bây giờ sự việc còn chưa đâu ra đâu, thế là hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Trước khi cúp điện thoại thì Trương Thiên Tâm trầm giọng đảm bảo với Vương Tử Quân. Trương Thiên Tâm đặt điện thoại xuống và cũng không tiếp tục chơi game, hắn trầm tư giây lát, suy tư về những lời nói của Vương Tử Quân, tìm ra ý nghĩa bên trong. Anh Trương! Khi Trương Thiên Tâm đang trầm ngâm thì một tiểu tử hơn 20 tuổi chạy đến bên cạnh, hắn lớn tiếng nói. Trương Thiên Tâm quay đầu nhìn. Thế là dừng suy tính, hắn cười nói. Tiểu Diệp, thế nào lại chỉ có một mình cậu, Triệu Đại Hải đâu? Nhóm Đại Hải bị lãnh đạo nhà trường kêu lên nói chuyện. Tiểu Diệp nói đến đây thì vẻ mặt có chút buồn bực. Cũng không biết vì chuyện gì mà vẻ mặt phụ đạo viên có chút không tốt lắm. Tiểu Diệp mấp máy miệng, sau đó nói một câu. Anh Trương, nếu không chúng ta cứ ngồi chơi, lát nữa nhóm Triệu Đại Hải đi ra thì chúng ta bàn bạc sau. Trương Thiên Tâm gật gật đầu, hắn và Tiểu Diệp tiếp tục chơi game. Nếu so sánh với một Tiểu Diệp rất chú tâm thì Trương Thiên Tâm căn bản là không quá yên lòng, kỹ thuật của hắn vốn khá tốt thế nhưng lại liên tục bị người ta hạ gục. Anh Trương! Sau nửa giờ thì nhóm người Triệu Đại Hải xuất hiện trước mặt Trương Thiên Tâm. Lúc này đám thanh niên giống như cả muối, bộ dạng kẻ nào cũng ỉu xìu. Đi, ăn cơm thôi! Trương Thiên Tâm vỗ vỗ vai Triệu Đại Hải rồi cười lớn nói. Chương 985, gió nổi mây phun, chiến sự không ngừng. Nhóm Triệu Đại Hải đã hòa đồng quen với Trương Thiên Tâm, thế nên bọn họ cũng không khách khí, nhanh chóng vây quanh Trương Thiên Tâm đi đến quán cơm. Mặt tiền quán cơm không quá lớn, cũng không phải đắt đỏ, là một nơi được sinh viên hoan nghênh. Sau khi đi vào một phòng, Trương Thiên Tâm gọi 7-8 món đến. Anh Trương,
gọi thêm chai rượu, hôm nay thật sự không thoải mái, muốn uống một chút. Triệu Đại Hải vừa trưng cầu ý kiến của Trương Thiên Tâm vừa nói với nhân viên phục vụ. Cho một chai rượu. Tốc độ dọn món ăn của quán cơm là rất nhanh, chỉ 10 phút đã có đầy đủ tất cả. Trương Thiên Tâm mở chai rượu, chuẩn bị rót rượu, đúng lúc một tên thanh niên ục ịch béo tốt ở bên cạnh trầm giọng mắng. Cái quái gì chứ, trước kia còn bày ra hình tượng thân chó hình người để yêu cầu chúng ta bao dung khắp thiên hạ. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta chỉ có chút cử động có lợi cho cộng đồng, ngược lại hóa thành làm bừa. Chẳng lẽ chặn mắt không quan tâm đến sức khỏe của nhân dân thành phố sao? Cái gì là không tuân thủ thì khai trừ, đúng là nhát gan như thỏ đế. Người thanh niên kia phát tiết giống như một vật dẫn, thế là đám người lập tức nói ra những bất mãn trong lòng mình. Chợt thấy Triệu Đại Hải cả giận nói. Đúng vậy, cái gì mà làm gương cho người khác, rõ ràng là trợn mắt nói láo. Anh Trương, anh nói xem chúng tôi sai ở chỗ nào. Chúng tôi chỉ phản ánh kết quả điều tra cho lãnh đạo, để cho bọn họ coi trọng chất lượng nguồn nước sinh hoạt của nhân dân, điều này trái với quy tắc quan trường sao. Thật không biết đám người làm quan kia nghĩ như thế nào, còn nói cái gì là công bộc của dân, là quan phụ mẫu của dân. Nói một lời thật lòng, để cho cha mẹ bọn họ uống loại nước ô nhiễm như vậy không khác nào đang tự sát sao. Đám người liên tục mở miệng mắng, Trương Thiên Tâm đã hiểu những sinh viên này đã trải qua những điều gì. Xem ra bên kia đã bắt đầu hành động, muốn ép chuyện này xuống bùn. Câu nói của Trương Thiên Tâm lại vang lên trong đầu Trương Thiên Tâm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Đại Hải, các cậu là sinh viên, đây là những chuyện liên quan đến chính quyền, bọn họ không làm thì các cậu đừng động vào, dù sao thì người uống nước cũng không phải là các cậu. Anh Trương, anh nói vậy cũng không hay, Triệu Đại Hải này không gánh được chuyện thiên hạ hưng vong, thế nhưng dù là như vậy cũng không thể nào trơ mắt nhìn sự việc tiếp tục diễn tiến như thế. Bọn họ không phải nói chúng ta đừng quan tâm sao? Chúng ta cứ tiếp tục quan tâm đấy. Đúng vậy, dù thế nào thì cũng phải làm cho tốt, nếu không chẳng phải đang giết sạch đồng bào sao. Khi chúng tôi tham gia nghiên cứu đã từng vỗ ngực nói sẽ tìm ra nguyên nhân ô nhiễm cho người dân, phải để bọn họ có được bồi thường. Đúng vậy, không thể để cho sự việc tiếp diễn như vậy. Đám người tiếp tục nghị luận, thế là khí thế lại bừng bừng như lúc ban đầu. Triệu Đại Hải nâng ly rượu lên nói với Trương Thiên Tâm. Anh Trương, ngài kiến thức rộng rãi hơn chúng tôi, dựa theo ngài thì lúc này chúng tôi còn biện pháp nào hay không? Trương Thiên Tâm tiếp nhận ly rượu, hắn ngửa đầu lên uống cạn, ly rượu không còn một giọt, cuối cùng mới trầm giọng nói. Dựa theo tình huống của các cậu, lúc này chắc chắn có người đang cố gắng ép vụ ô nhiễm sông Lam Hà này xuống. Nhưng khi có nhiều người biết về chuyện này, như vậy bọn họ căn bản sẽ không thể nào che đậy được, như vậy mới có thể giải quyết trọn vẹn. Làm cho bọn họ không thể che đậy được sao? Triệu Đại Hải nhìn Trương Thiên Tâm, hắn chợt hiểu ra, sau đó nâng ly rượu lên nói với Trương Thiên Tâm. Anh Thiên Tâm, anh nói đúng, em biết rõ nên làm gì vào lúc này. Bây giờ bí thư thị ủy La Nam đeo đồng hồ tiền triệu còn không lấn át được, đừng nói là sự kiện dòng sông Lam Hà bị ô nhiễm. Đúng, tôi nghe nói ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã tiến hành điều tra về vị bí thư kia. Hì hì, xem ra có một vị tham quan sắp bị bắt. Một tên thanh niên nâng ly rượu lên cười nói. Tối qua tôi lên mạng thấy có nhiều người đang giải thích cho Vương Tử Quân, thế là tôi lên tiếng mắng cho một trận. Khóe miệng Trương Thiên Tâm chợt co giật nhưng không nói gì thêm, hắn tin tưởng vào sự kiện này, Vương Tử Quân nhất định sẽ giải quyết thật tốt. Bây giờ sự việc mà hắn cần làm chính là nhanh chóng chứng thực chỉ thị của Vương Tử Quân. Sáng sớm hôm sau Triệu Quân Dũng đi đến phân khu theo sắp xếp của Mục Hoài Trụ. Tuy hắn là chủ nhiệm phòng giám sát số 2, có nhiều nơi có thể bò ngang qua lại, nhưng bây giờ đi vào hệ thống quân đội thì căn bản không có chút ưu thế gì. Chào anh, chủ nhiệm Trần, tôi Triệu Quân Dũng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, ngày hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho ngài. Triệu Quân Dũng nở nụ cười vui vẻ vươn tay với vị chủ nhiệm Trần 2 sao 2 gạch rồi nói. Chủ nhiệm Trần cũng nhiệt tình bắt tay với Triệu Quân Dũng, sau đó cười nói. Chào chủ nhiệm Triệu, chào mừng anh đến kiểm tra công tác. Không dám, không dám, tôi cũng không dám đến quý đơn vị kiểm tra công tác, tôi đến nơi này có việc cần nhờ ngài phối hợp một chút.
Triệu Quân Dũng nói đến đây thì đưa một hồ sơ ra rồi khẽ nói. Vì trên Inter đang có quá nhiều lời nói không hay về sự kiện chiếc đồng hồ của Bí thư Vương Tử Quân, thế cho nên chúng tôi phụng mệnh đến điều tra vụ này. Bí thư Vương nói đồng hồ của mình là Trung tá Mạc mua, chúng tôi hy vọng có thể tìm hiểu một chút tình huống về Trung tá Mạc. Triệu Quân Dũng cười ha hả nhìn chủ nhiệm Trần, lời nói của hắn rất khách khí, nhưng hắn tự tin vì đây chỉ là điều tra bình thường, chủ nhiệm Trần sẽ không từ chối. Trung tá Mạc Tiểu Bắc sao? Chủ nhiệm Trần không nhìn qua tư liệu, hắn có chút sững sốt, sau đó trầm giọng hỏi. Chính là Mạc Tiểu Bắc. Triệu Quân Dũng nhìn chủ nhiệm Trần rồi dùng giọng kiên định nói. Chủ nhiệm Trần chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vẻ nghiêm túc của đối phương làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy có gì đó không ổn. Không được. Sau khi nhìn chằm chằm vào Triệu Quân Dũng, chủ nhiệm Trần chợt dùng giọng như đinh đóng cột nói. Không được. Điều này làm cho vẻ mặt của Triệu Quân Dũng trở nên cực kỳ khó coi. Tuy hai bên không cùng hệ thống, thế nhưng chỉ cần lấy danh tỉnh ủy ra thì các nơi có thể thông thoáng, căn bản không chút cản trở. Nhưng bây giờ hắn lại nghe thấy một lời từ chối. Hơn nữa giọng điệu lại cực kỳ cứng nhắc, nghiêm túc. Chủ nhiệm Trần, lần này tôi đến hoàn toàn là xuất phát từ phương diện công tác, nếu ngài kiên trì làm tổn hại đến công tác của tôi, như vậy trách nhiệm này tôi căn bản không thể nào gánh vác được. Triệu Quân Dũng là người có nhiều năm kinh nghiệm, tất nhiên sẽ không bị đuổi đi vì một câu nói của chủ nhiệm Trần. Lời nói của hắn tuy khách khí nhưng căn bản cũng cứng nhắc không kém. Chủ nhiệm Trần cũng là người từng trải. Hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Quân Dũng. Hắn khoát tay với Triệu Quân Dũng rồi nói. Chủ nhiệm Triệu, anh hiểu lầm tôi rồi, không phải tôi không đồng ý, mà là tôi không có quyền hạn như vậy. Ha ha ha, cũng vì tôi nóng lòng muốn báo cáo kết quả điều tra cho lãnh đạo tỉnh ủy đang chờ, kính mong chủ nhiệm Trần thứ lỗi cho. Triệu Quân Dũng nở nụ cười rạng rỡ nói. Tốt, tôi sẽ phản ánh lên trên, chủ nhiệm Triệu chờ một lát. Chủ nhiệm Trần nói rồi đứng lên cất bước ra ngoài. Triệu Quân Dũng nghĩ rằng chủ nhiệm Trần sẽ báo cáo cho lãnh đạo phân khu, biết đâu lát nữa mình sẽ được gặp Mạc Tiểu Bắc. Triệu Quân Dũng đang thầm nghĩ nên nói những gì, đồng thời tỏ ra hiếu kỳ với vợ của Vương Tử Quân. Tên khốn Vương Tử Quân kia quá ngu, hắn dám đổ tất cả lên đầu vợ mình, rốt cuộc vợ đối phương là như thế nào, có nhiều tiền để mua chiếc đồng hồ quý giá kia sao? Thời gian liên tục trôi qua theo những suy tính của Triệu Quân Dũng, 45 phút, 1 giờ. Đến 11 giờ mà vị chủ nhiệm Trần kia còn chưa xuất hiện. Chương 986, tất cả là kết thúc hay là Đông Sơn tái khởi? Lúc này phòng khách lạnh tanh, không một ai đi đến. Điều này làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy như đứng đống lửa ngồi đống than, cực kỳ mất tự nhiên. Khi hắn đang cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, chợt một chiến sĩ trẻ tuổi chạy đến rót nước. Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua tên chiến sĩ, sau đó hắn trầm giọng hỏi. Đồng chí, xin hỏi chủ nhiệm Trần đang ở nơi nào? Tên chiến sĩ đặt ly nước xuống, hai chân xếp lại thẳng tắp, hắn cúi chào rồi nói. Báo cáo thủ trưởng, tôi không biết. Sau khi được câu đầu thì Triệu Quân Dũng còn sinh ra cảm giác hưởng thụ. Nhưng câu trả lời sau đó lại làm cho tâm tư của hắn trầm xuống, đối phương nói không biết. Nhưng lúc này Triệu Quân Dũng ở trên địa bàn của người ta, hắn cũng không dám phát giận lung tung. Hơn nữa chiến sĩ kia không biết cũng là bình thường, hắn sao có thể phát giận với một người lễ phép như vậy. Triệu Quân Dũng nâng ly lên uống hai ngụm, khi hắn chuẩn bị hỏi tên chiến sĩ kia vài chuyện, chợt thấy chủ nhiệm Trần đi vào. Nhưng lúc này hắn thấy vẻ mặt của chủ nhiệm Trần không được tốt cho lắm. Chủ nhiệm Trần, khi nào thì tôi có thể được gặp đồng chí Tiểu Bắc? Triệu Quân Dũng không chờ chủ nhiệm Trần ngồi xuống, hắn dùng giọng không thể chờ đợi được nói. Cái này tôi không biết. Chủ nhiệm Trần nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng rồi dùng giọng thản nhiên nói. Lại là không biết, điều này làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn chủ nhiệm Trần, sau đó dùng giọng buồn bực nói. Chủ nhiệm Trần, có phải có gì khó khăn hay không? Nếu như thật sự là như vậy, tôi có thể mời lãnh đạo của đơn vị liên lạc với phân khu, để hai bên có thể ma sát phối hợp. Chủ nhiệm Trần khoát tay áo nói. Chủ nhiệm Triệu, anh cũng không cần suy đoán, chúng tôi luôn tích cực giúp đỡ công tác của các anh, nhưng lần này thật sự là không biết,
vì nó không nằm trong quyền hạn của chúng tôi ở chỗ này. Cái gì, phân khu không đủ quyền hạn để điều tra về Mạc Tiểu Bắc sao? Triệu Quân Dũng chợt lắp bắp sợ hãi, chợt nghe chủ nhiệm Trần nói tiếp. Phân khu thành phố La Nam không có quyền hạn này, lúc này lãnh đạo phân khu đang liên hệ với lãnh đạo tuyến trên. Nghe nói lãnh đạo phân khu phải liên hệ với tuyến trên, Triệu Quân Dũng không khỏi cảm thấy có hơi run rẩy, hắn biết rõ ý nghĩa của nó là như thế nào. Triệu Quân Dũng cảm thấy sự việc không đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải nằm trong tình huống như lúc này. Bây giờ hắn muốn trò chuyện với vợ của Vương Tử Quân, thế nhưng phân khu tỉnh Sơn Nam phải liên hệ với lãnh đạo tuyến trên. Dù chủ nhiệm Trần nói chuyện cực kỳ khách khí, thế nhưng thực tế lại nói quyền hạn của mình là căn bản chưa đủ. Chẳng lẽ lần này lại phải thất vọng quay về? Triệu Quân Dũng nghĩ đến tình huống điều tra ngày hôm qua ở La Nam, thế là trong lòng bùng lên cảm giác xấu. Thời gian dần trôi qua, khi mà chủ nhiệm Trần chuẩn bị sắp xếp dùng cơm, một tên tham mưu trẻ tuổi chợt chạy đến. Hắn đưa một phần văn kiện vào trong tay của chủ nhiệm Trần, sau đó chào bỏ đi. Chủ nhiệm Trần nhìn văn kiện này, trên mặt chợt lộ ra nụ cười, hắn cười ha hả nói. Chủ nhiệm Triệu, anh không cần phải chờ, anh đã có thể quay về báo cáo công tác. Chủ nhiệm Trần nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Triệu Quân Dũng. Văn kiện của đảng. Điều này không khỏi làm cho chống ngực của Triệu Quân Dũng đập mạnh hơn, hắn nhìn thoáng qua nội dung văn kiện, bên trên chỉ có hai hàng chữ. Nội dung của văn kiện khá đơn giản, chứng minh chiếc đồng hồ kia là của Mạc Tiểu Bắc mua, sau đó khẳng định Mạc Tiểu Bắc hoàn toàn có năng lực kinh tế để mua sắm chiếc đồng hồ Patek Philippe. Triệu Quân Dũng nhìn văn kiện chứng minh, hắn biết rõ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, thế nhưng tâm tư lại cực kỳ đè nén. Hắn muốn được thấy mặt vợ của Vương Tử Quân, không ngờ đợi đến chưa ở đây chỉ nhận được một trang giấy. Chủ nhiệm Triệu, anh thật sự rất có mặt mũi, thứ này được đưa đến bằng con đường đặc biệt, nếu không phải vài ba ngày nữa chúng ta mới có được nó. Chủ nhiệm Trần vỗ vỗ vai của Triệu Quân Dũng rồi cười nói. Triệu Quân Dũng nhìn tài liệu trong tay, thầm nghĩ nào phải tôi là người có mặt mũi. Có lẽ là vì thân phận của trung tá mà quá đặc thù. Tuyến trên cũng không muốn để tôi ở lại đây chờ cô ta cả ngày nữa. Triệu Quân Dũng nghĩ như vậy mà càng cảm thấy không thoải mái, không còn tâm tư ở lại dùng cơm. Sau khi từ chối lời mời cơm không chút thành ý của chủ nhiệm Trần, hắn nhanh chóng cầm tài liệu chạy về khách sạn La Nam. Mục Hoài Trụ đang chờ ở trong nhà khách La Nam, khi hắn đưa văn kiện cho Mục Hoài Trụ, Bí Thư Mục nhìn qua rồi đặt lên mặt bàn. Bí Thư Mục, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu Quân Dũng không được hưởng thụ cảm giác khâm sai đại thần ở thành phố La Nam, ngược lại còn cảm thấy bức bối trong lòng, lúc này hắn rất muốn tìm lại thể diện của mình. Nhưng ý nghĩ của hắn nhanh chóng bị Mục Hoài Trụ đánh nát. Bí Thư Mục nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng, sau đó thản nhiên nói. Đã có được kết quả, chúng ta đi thôi. Trước khi đi Mục Hoài Trụ cũng không đến gặp mặt Vương Tử Quân theo đúng quy củ, sau khi gọi một cuộc điện thoại thì lên xe rời khỏi thành phố La Nam. Vương Tử Quân biết rõ ràng tình huống điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, sau khi chào tạm biệt Mục Hoài Trụ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi rơi vào trầm ngâm. Chuyện này nhìn qua đã được điều tra rõ ràng, thế nhưng ảnh hưởng thực tế của nó với Vương Tử Quân là khá lớn. Dù sao thì đối phương làm ra chuyện này cũng là vì muốn đánh hắn té ngã trong lúc tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Khi mở trang web ra thì những topic bình luận đã được đổi mới. Không ít trang web bắt đầu bình luận về vụ này, nhưng nó phần lớn là những bình luận bảo thủ, đều chỉ là những ý kiến cá nhân mà thôi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn số gọi đến, hắn nghe máy nói. Vợ, có nhớ anh không? Hu hu. Khác với những lần Bí Thư Vương mở miệng trêu chọc vợ vào thời điểm trước kia, Mạc Tiểu Bắc bây giờ lại khóc hu huyện ủy Vương Tử Quân chợt cảm thấy luống cuống, hắn vội vàng nói. Tiểu Bắc, đừng khóc, không có chuyện gì. Chồng, em muốn gặp anh, em sẽ mời anh ăn cơm. Mạc Tiểu Bắc nói xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý của Mạc Tiểu Bắc trong điện thoại, hắn biết rõ những ngày qua nàng chịu áp lực không nhỏ. Lúc này nàng hẹn hắn dùng cơm, rõ ràng là trong lòng đang còn rất áy náy. Nhưng nàng tặng đồng hồ cũng không sai, vì nàng có xuất thân con nhà danh giá hiển hách ở thủ đô. Nàng thậm chí còn chưa từng tặng quà cho ai bao giờ.
Vương Tử Quân lắc đầu bất đắc dĩ, hắn chợt hiểu một vấn đề quan trọng, chính là Mạc Tiểu Bắc mời dùng cơm, nhưng căn bản không nói ở nơi nào. Khi Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi đi, điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến trên màn hình, thế là lên tiếng, xem chương mới tại tao.com. Chào Bí Thư Lâm. Ha ha, Tử Quân, sao cậu lại khách khí như vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lâm Trạch Viễn, căn cứ vào giọng nói này, Vương Tử Quân có thể thấy được tâm tình của đối phương là không tệ. Nếu Vương Tử Quân đã coi Lâm Trạch Viễn là một thân cây lớn, tất nhiên hắn sẽ chú ý bỏ lên, hắn cười hì hì nói. Chú Lâm, đây không phải là cháu đang biểu hiện sự tôn trọng với ngài sao? Miệng lưỡi trơn tru, đúng là làn điệu của cậu, căn bản không dạy bảo một chút là không được. Lâm Trạch Viễn nói rồi giọng điệu trở nên nghiêm túc. Tử Quân, tuy phong ba lần này đã qua, cậu đã nói rõ ràng, thế nhưng bài học vẫn phải khắc sâu. Điều này yêu cầu cậu phải cực kỳ cẩn thận trong công tác về sau, không cần phải làm cho người ta nắm được mái tóc của mình. Lâm Trạch Viễn nói bằng lời đầy quan tâm, nhưng đồng thời cũng làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được ý nghĩa khác biệt. Cảm ơn chú Lâm nhắc nhở, sau này tôi sẽ chú ý hơn. À, lãnh đạo rất vui vì lần này cậu đã vượt qua khảo nghiệm, nói cậu còn trẻ, sau này tương lai rộng lớn, nếu muốn tiến nhanh về phía trước, muốn đi xa hơn, cần phải vững vàng từng bước một. Lâm Trạch Viễn càng nói thêm nghiêm túc, giọng điệu càng thêm trầm bổng hơn. Sau khi nghe được lời đánh giá của vị lãnh đạo kia với mình, Vương Tử Quân biết rõ lần này mây gió trên người mình đã tán đi, thế nhưng vẫn còn thứ khác đang chào đón. Cậu còn trẻ, đường còn dài. Lời an ủi như vậy cũng có ý nghĩa khác, đó chính là lúc này lãnh đạo đang yêu cầu mình không cùng người khác tiếp tục tranh chấp ưu khuyết điểm. Lúc này trong phòng làm việc của Lâm Trạch Viễn cũng không phải chỉ có một mình, còn có cả Vương Quang Vinh. Nếu so sánh với vài ngày trước thì Vương Quang Vinh lúc này căn bản khá tiểu tụy. Lão làm cha của Vương Tử Quân, lão không giúp được gì, thế nhưng tâm tư cũng hao tổn rất nhiều. Tiểu tử thúi này nên dạy bảo cho một chặp. Sau khi Lâm Trạch Viễn đặt điện thoại xuống, Vương Quang Vinh dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. À, anh Vương, đáng thương cho tâm tư của cha mẹ trên thiên hạ. Lâm Trạch Viễn nâng ly nước lên uống một ngụm, sau đó cười nói. Lúc này đáng lý ra anh mới là người gọi điện thoại mới đúng, kết quả lại là tôi thay anh. Cảm ơn Bí Thư Lâm đã quan tâm đến Tử Quân, tôi tin tưởng sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện tương tự như vậy. Vương Quang Vinh nhìn Lâm Trạch Viễn rồi dùng giọng đầy tự tin nói. Dù nói rất nghiêm khắc nhưng Vương Quang Vinh căn bản rất đau lòng vì tình huống mà con mình gặp phải, giống như có một vết thương, khi nứt miệng thì ra bên ngoài cũng đau. Con trai của lão thật sự tiến bước đến vị trí hiện tại cũng căn bản là không dễ dàng gì. Lâm Trạch Viễn hiểu những cảm nhận của Vương Quang Vinh vào lúc này, lão cười cười nói. Cậu ấy sẽ không quên, vì vậy mà một vị trí thường ủy tỉnh ủy bay đi mất. Nếu không phải có chuyện này, chỉ sợ bên kia sẽ có tranh chấp rất căng. Bí Thư Lâm, chẳng lẽ không có hy vọng gì sao? Vương Quang Vinh tuy ngoài miệng thì mắng con, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy không cam lòng cho con mình. Lâm Trạch Viễn lắc đầu nói. Lúc này ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ ràng, nhưng có một vấn đề không thể lảng tránh, chính là dư luận đã hình thành. Nếu như đẩy Tử Quân tiến lên, chỉ sợ sẽ có xu thế đổ dầu vào lửa, như vậy cũng không tốt, vì vậy cứ để cậu ấy chậm rãi tiến lên. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì nhìn thoáng qua gương mặt tiều tụy của Vương Quang Vinh, lại có chút không đành lòng, thế là khẽ nói. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, nếu như dư luận chuyển từ Vương Tử Quân sang người đối phương, như vậy sẽ có hy vọng. Vương Quang Vinh giống như có suy nghĩ gì đó, thế nhưng lại lắc đầu vô thức. Lão cảm thấy cực kỳ đau nhức, luôn vô ý muốn làm ra động tác gì đó. Dù kết quả lúc này nằm trong dự đoán của lão, thế nhưng Lâm Trạch Viễn nói ra vẫn làm cho lòng lão giống như bị mèo cào, rất đau. Lão biết rõ lúc này muốn dẫn lối dư luận sang người khác căn bản không dễ dàng chút nào. Lão không hiểu rõ về INT, những ngày qua lão đã thấy uy lực của nó, đừng nói lão chỉ là một cán bộ cấp phó bộ, dù là Lâm Trạch Viễn thì chỉ sợ cũng là bốn lượng bạt ngàn cân mà thôi. Lâm Trạch Viễn biết rõ điều này là không thể, thế cho nên vỗ vỗ vai Vương Quang Vinh rồi nói. Được rồi,
anh không cần đáng tiếc vì cậu ấy, tuổi trẻ chịu chút đả kích cũng không là vấn đề. Hơn nữa thành phố La Nam phát triển quá mạnh, cuối năm sẽ tiến vào trong hàng ngũ những thành phố có sản lượng trăm tỷ. Sau khi địa vị của thành phố La Nam càng thêm vững chắc, tình huống Vương Tử Quân tiến lên cấp phó bộ cũng không là vấn đề, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Bí thư Lâm nói đúng, tôi chỉ là lo lắng dư thừa mà thôi. Vương Quang Vinh cười ha hả nói. Khi tôi còn trong độ tuổi của nó, tôi còn đang làm phụ đạo viên trong giảng đường đại học, bây giờ nó đã là bí thư thị ủy, là quá đủ rồi. Trong phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, Mã Nghênh Tường đưa đến báo cáo điều tra, điều này làm cho bí thư Nhất Phong cau mày, nhưng sau khi buông văn kiện thì trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Bí thư Mã, rất tốt, kết quả này rất tốt, điều này nói rõ cán bộ tỉnh Sơn Nam chúng ta vẫn có thể chống lại khảo nghiệm, nói rõ tố chất có thể vượt qua thử thách. Hào Nhất Phong nhìn Mã Nghênh Tường rồi trầm giọng nói. Mã Nghênh Tường có năng lực quan sát rất mạnh, vừa rồi hắn thấy bí thư Hào Nhất Phong nhăn mày. Nhưng bí thư Hào Nhất Phong đã giả vờ hồ đồ ở sự kiện này, như vậy hắn cũng sẽ không ngu mà giữ lấy không buông. Lúc này hắn nở nụ cười cởi mở nói. Đúng vậy, bí thư Nhất Phong, khi tôi được nhìn thấy kết quả điều tra thì cũng cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cũng rất bội phục bí thư ngài. Ngài là một người có ánh mắt sáng suốt và tài ba ở phương diện lựa chọn cán bộ tỉnh Sơn Nam, đẩy từng người lên vị trí thích hợp, vì vậy khi công tác sẽ không bao giờ va vào tảng băng ngầm. Thông qua điều tra lần này, chúng ta có thể chứng minh với nhân dân toàn tỉnh Sơn Nam, tình huống ngài bổ nhiệm Vương Tử Quân làm bí thư thị ủy La Nam thật sự là quá sáng suốt. Sau khi nghe những lời nịnh hót của Mã Nghênh Tường, Hào Nhất Phong thầm nghĩ. Ông nếu có biện pháp sẽ không đề bạt tên kia, anh cho rằng Hào Nhất Phong tôi coi Vương Tử Quân là thiên lý mã sao? Hừ, còn lâu, hắn không những không phải là thiên lý mã, chỉ sợ cũng không phải là bách lý mã. Chỉ là một con lừa, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đá trúng. Hào Nhất Phong nghĩ là một chuyện nhưng nói ra lại có hương vị khác biệt, hắn cười cười nói với Mã Nghênh Tường. Tôi cũng không phải một mình đề bạt một đồng chí trẻ tuổi như Vương Tử Quân tiến lên, đó là quyết định của thường ủy, tôi cũng không dám căn cứ vào đó để tự kiêu ngạo về bản thân. Mã Nghênh Tường thấy mình căn bản không có một phần nịnh hót được Hào Nhất Phong, thế là cũng không dây dưa ở phương diện này. Hắn cười nói, bí thư Nhất Phong, điều tra đã có kết quả như vậy, chúng ta nên kết thúc, ngài nghĩ sao? À, cũng không cần tiếp tục điều tra. Hào Nhất Phong nhìn những tư liệu trong bản báo cáo, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi, trở nên trang nghiêm, lão nhanh chóng nói với Mã Nghênh Tường. Mã Nghênh Tường đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong cũng là vì báo cáo chuyện này, bây giờ đã nhận được câu trả lời rõ ràng thuyết phục của Hào Nhất Phong thì chuẩn bị rời đi. Khi hắn chuẩn bị đi thì Hào Nhất Phong chợt khoát tay nói. Bí thư Nghênh Tường, chỗ này của tôi còn một sự việc cần trưng cầu ý kiến của anh. Sau khi nghe Hào Nhất Phong nói như vậy thì Mã Nghênh Tường chợt thu bước chân trở về, lại ngồi xuống ghế. Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn bí thư Hào Nhất Phong. Chương 987, nhanh chóng ngồi xuống. Bí thư Nghênh Tường, dựa theo chỉ thị tinh thần của thượng cấp, cần phải chọn ra một vị bí thư thị ủy tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Chúng ta nghiên cứu sơ bộ có hai nhân tuyển là đồng chí Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng bây giờ Vương Tử Quân có xảy ra chuyện này, nếu đưa lên sẽ bất lợi cho quá trình đoàn kết của tỉnh Sơn Nam. Anh thấy thế nào? Hào Nhất Phong ném cho Mã Nghênh Tường một điếu thuốc rồi thản nhiên nói. Mã Nghênh Tường cũng căn bản không nghĩ nhiều về vấn đề của Hào Nhất Phong, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Bí thư Nhất Phong, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. Bây giờ tình huống của bí thư Vương Tử Quân là như vậy, biện pháp tốt nhất là cho anh ấy thời gian để loại trừ ảnh hưởng. Tỉnh ủy làm như vậy là bảo vệ đồng chí Vương Tử Quân, tôi tin đồng chí Vương Tử Quân sẽ hiểu rõ điều này. Bí thư Nghênh Tường nói đúng, tôi nhớ khi vận động viên xuất phát chạy nước rút thường có tư thế ngồi chồm hổm để có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tốt nhất, có thể thấy ngồi xuống cũng là một quá trình tích xúc năng lượng. Hoa màu cũng là như vậy, cần phải ngồi xuống mới có thể vun được gốc cây. Xuất phát từ góc độ này, tôi cảm thấy nên bảo vệ đồng chí của mình, cũng không phải đề bạt cậu ấy đến vị trí gì, mà phải là xuất phát từ góc độ có lợi nhất cho sự phát triển của đồng chí của mình. Nếu chúng ta vẫn cứ nâng lên trong tình huống dư luận ồn ào như vậy,
chẳng khác nào đẩy người ta lên đầu sóng ngọn gió, thật sự chống đỡ không được. Hào Nhất Phong nói rồi đứng lên, sau đó bày ra bộ dạng cực kỳ cảm khái. Mã Nghênh Tường cũng cười cười, sau đó đứng lên theo nói. Thật sự là một phương án bảo vệ cán bộ cực kỳ hiệu quả của Bí thư Nhất Phong, cũng vì Bí thư Nhất Phong có những phương án tốt như vậy mà tỉnh Sơn Nam mới có được cục diện tốt vào lúc này. Vài phút sau khi Mã Nghênh Tường rời khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn thấy Bí thư Hào Nhất Phong vẫn đứng bên ngoài cửa sổ, thế là có chút chần chừ, sau đó chuẩn bị lui ra. Có chuyện gì sao? Hào Nhất Phong quay đầu sang rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ cẩn thận đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nói. Bí thư Nhất Phong, vừa rồi tôi nghe nói Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã có kết quả điều tra về chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân có phải không? À, tiểu tử kia thật sự đã tránh được một kiếp. Quan Vĩnh Hạ là người mở miệng rất đắn đo suy tính, rất có chừng mực. Nhưng khi đối diện với Hào Nhất Phong thì lại khác, hắn căn bản là có gì nói đó, không che giấu ý nghĩ thật lòng của mình. Hào Nhất Phong cười nhạt một tiếng nói tiếp. Đúng vậy, tuy tránh được một kiếp nhưng cũng phải trả giá rất lớn, chưa nói những thứ khác, lần này căn bản không còn cơ hội tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Nếu như sự kiện này không diễn ra, chỉ sợ sẽ có một tình huống long tranh hổ đấu. Hào Nhất Phong đi hai bước đến bàn làm việc của mình, lúc này mới nói tiếp. Lúc này xuất phát từ phương diện bảo vệ cán bộ, căn bản không còn kết quả nào khác. Vâng, Bí thư Hào suy xét thấu đáo, tôi tin tưởng các vị thường ủy khác sẽ không có dị nghị gì khác. Quan Vĩnh Hạ nói rồi nâng bình trà ở cách đó không xa để châm đầy ly cho Bí thư Hào Nhất Phong. Chuyện này nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, chiều tối mở hội nghị thường ủy, trước khi họp tôi còn phải liên hệ với các vị thường ủy khác, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Hào Nhất Phong gật đầu rồi thản nhiên nói. Quan Vĩnh Hạ ngoài miệng nghênh hợp với lời nói của Bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng trong lòng lại có những ý nghĩ khác. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Bí thư Nhất Phong đã sợ tình huống bị Vương Tử Quân làm loạn? Nếu là trước kia thì đây là sự việc như ván đóng thuyền, Bí thư trực tiếp làm chủ là xong. Bây giờ vì ổn thỏa mà phải liên hệ với các vị thường ủy tỉnh ủy còn lại, thật sự không hay. Hào Nhất Phong cũng không biết Quan Vĩnh Hạ đang nghĩ gì, lão nói. Chút nữa cậu gọi điện thoại cho Chủ tịch Thạch Kiên Quân, để xem anh ấy có thời gian hay không, nếu rảnh thì mời đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng, tôi sẽ đi liên hệ với Chủ tịch Thạch. Quan Vĩnh Hạ cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện. Sau khi nói vài câu trong điện thoại, Quan Vĩnh Hạ quay về báo cáo với Bí thư Nhất Phong. Chủ tịch Thạch nói nửa giờ sau sẽ đến. Hào Nhất Phong gật đầu nói. Anh nói Tiểu Tần chuẩn bị sẵn hộp trà mà Bí thư Triệu tỉnh Giang Tô tặng tôi vài ngày trước, sau này dù gặp phải chuyện gì cũng phải ngẩng đầu làm việc nhưng an phận làm người mới được. Vâng, Quan Vĩnh Hạ hiểu ý của Hào Nhất Phong là gì, hắn cười cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong. Sau khi nhận được điện thoại của Quan Vĩnh Hạ, Thạch Kiên Quân đang trò chuyện cùng Trương Đông Viễn ở trong phòng làm việc, trên tay của hắn chính là một bản báo cáo điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Cuối cùng cũng không có chuyện gì. Thạch Kiên Quân đưa văn kiện cho Trương Đông Viễn, sau đó dùng giọng thoải mái nói. Trương Đông Viễn tuy đã nhận được tin tức, thế nhưng sau khi mở văn kiện ra vẫn không khỏi dùng giọng tiếc nuối nói. Tuy không có vấn đề nhưng thật sự đáng tiếc. Thạch Kiên Quân nhìn ánh mắt của Trương Đông Viễn, hắn hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Trương Đông Viễn này không hổ danh là con nhà thế gia, cho dù thật lòng muốn đẩy Vương Tử Quân tiến lên. Nhưng bây giờ cũng hiểu căn bản không nên quá cứng nhắc. Dù Vương Tử Quân đã làm thông không ít công tác để tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng lúc này ở giai đoạn quyết định lại có chút vấn đề. Điều này không khỏi làm cho đám thường ủy tỉnh ủy phải nghĩ đến mình sau khi nghĩ đến Vương Tử Quân, cũng không muốn lãnh đạo gõ búa lên đầu mình. Coi như bỏ tiền mua một bài học nhớ đời. Thạch Kiên Quân thở dài rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân bước xuống xe. Gió thổi mái tóc tung bay, có hương vị rất ấm áp. Bố, bố. Khi Vương Tử Quân cất bước về phía nhà mình, Tiểu Bảo Nhi mặc một thân tây trang đang nhấc hai chân mập mạp chạy về phía hắn. Khi thấy tiểu tử đáng yêu kia thì tâm tình Vương Tử Quân chợt giãn ra, hắn duỗi hai tay ôm con vào trong lòng. Bố,
Con nói nhỏ bố nghe nha, hình như con thấy mẹ khóc. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị hôn con trai một cái, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi ghé sát bên tai hắn nói. Mạc Tiểu Bắc khóc sao? Đây là có chuyện gì? Vương Tử Quân chợt có chút sốt ruột, hắn khẽ hôn một cái lên mặt con trai, sau đó khẽ hỏi. Con trai ngoan, nói cho ba biết nào, mẹ sao lại khóc? Vừa rồi con vào phòng mẹ lấy bóng cao su, thấy mẹ khóc. Tiểu Bảo Nhi vung tay lên, bộ dạng khua tay múa chân. Bố, có phải con làm cho mẹ tức giận không? Hay là mẹ không muốn hai cha con mình nữa? Tiểu Bảo Nhi nhếch miệng lên, bộ dạng giống như muốn khóc. Chương 988, nói chuyện với số đông cũng phải có kỹ thuật. Vương Tử Quân nhìn con trai, cảm thấy rất đau lòng, hắn tranh thủ thời gian nói. Thế nào lại như vậy được? Nhà chúng ta ba người không tách rời, chúng ta đến hỏi mẹ con xem. Vương Tử Quân nói rồi đặt con trai lên vai, sau đó chạy như bay về nhà. Khương Long Cương định cùng Vương Tử Quân đi vào, thế nhưng hắn thấy tình huống như vậy, thế là nhanh chóng quay về xe. Về rồi à? Mạc Tiểu Bắc đẩy cửa ra, nàng vừa tiếp nhận cặp công văn trên tay Vương Tử Quân vừa cười nói. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Mạc Tiểu Bắc, rõ ràng là mới khóc xong, thế là Vương Tử Quân đưa bình sữa cho con trai rồi cười nói. Con trai, đi chơi ngựa gỗ có được không? Tiểu Bảo Nhi sôi nổi cầm bình sữa chạy đi, Vương Tử Quân thấy con trai chạy đi, thế là hắn xông vào phòng ngủ nói. Mạc Tiểu Bắc, em vào đây. Mạc Tiểu Bắc vừa mới cất cặp cho Vương Tử Quân, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy thì chợt ngây cả người. Sau nhiều năm kết hôn, đây là lần đầu tiên nàng nghe Vương Tử Quân nói như vậy. Em nói xem vừa rồi có chuyện gì xảy ra, vừa rồi nghe nói em ức hiếp con trai, làm cho nó khóc phải không? Vương Tử Quân trầm mặt, ra vẻ uy nghiêm của một vị bí thư thị ủy. Mạc Tiểu Bắc chợt cảm thấy nghẹn lời vì những lời nói của Vương Tử Quân, khi nàng không biết trả lời làm sao thì Tiểu Bảo Nhi chợt xông vào, nó dùng giọng điệu chính nghĩa lớn tiếng nói. Này bố, bố nghĩ sai rồi, là mẹ khóc, không phải là con khóc. À, bố nói sai rồi, cái gì chứ? Em giận gì với con trai sao? Lại dùng khóc để dọa con, đúng là một người mẹ tốt. Xì. Mạc Tiểu Bắc chợt bật cười, nàng nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ quan trọng nhất của đời mình, thế là trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Dù mình chỉ có chút biểu hiện nho nhỏ mà thôi nhưng hai người kia vẫn rất quan tâm đến mình. Mạc Tiểu Bắc yêu thương ôm lấy con trai, nàng dùng giọng dịu dàng nói. Con trai, thật xin lỗi chồng, em xin lỗi. Nếu không có em thì anh sẽ là thường ủy tỉnh ủy rồi. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc với hai mắt đẫm lệ, hắn chợt gõ ngón tay lên bàn nói. Mạc Tiểu Bắc, sao em lại xem thường chồng mình như vậy? Sao em biết như vậy? Cho dù anh không còn khả năng, việc này cũng không liên quan đến em. Khi em mua đồng hồ cho anh, căn bản lại không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nó thích hợp với anh. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì có chút trầm ngâm. Vừa rồi bố gọi điện thoại, nói anh cứ an tâm đừng vội, nói rằng sau này sẽ có nhiều cơ hội. Vậy em còn khóc cái gì? Vương Tử Quân khẽ lau vệt nước mắt của Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng oán trách nói. Mạc Tiểu Bắc không nhanh chóng trả lời vấn đề của Vương Tử Quân, nàng chờ giây lát mới nói. Em cảm thấy thật sự có lỗi với anh, vì em mà anh mất đi cơ hội. Vợ, em coi trọng cơ hội lần này lắm sao? Được. Vậy thì em chờ đó mà xem, chồng sẽ chứng minh cho em xem, không ai có thể nói anh không thể cả. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Mạc Tiểu Bắc hiểu ý của Mạc Đông Tường, nàng biết rõ bố mình nếu không nắm chắc 90% sẽ không bao giờ cho ra kết quả. Nhưng bây giờ lời nói của Vương Tử Quân lại làm cho nàng dao động. Nhưng dao động chỉ là thoáng qua với Mạc Tiểu Bắc, nàng căn bản biết và sùng bái bố mình nhiều năm. Thế nên cũng không phải một lời nói của chồng là làm cho nàng thay đổi được. Chẳng lẽ bố em nói sai sao? Mạc Tiểu Bắc do dự giây lát rồi khẽ nói. Những lời của bố cũng không nhất thiết là thật, tất cả đều có thể xảy ra. Bố nói cũng không nhất thiết là thật sao? Vương Tử Quân chợt sờ lên đầu, hắn thầm nghĩ mình và Mạc Tiểu Bắc đang trò chuyện với nhau, sao lại quên mất Tiểu Bảo Nhi đang ở bên cạnh nhỉ? Điều này... Bố của con đã nói thì chắc chắn là thật rồi. Vương Tử Quân cố gắng lừa gạt con trai,
làm cho Mạc Tiểu Bắc cảm thấy rất tức cười. Đầu năm nay Mạc Tiểu Bắc học được chút bản lĩnh, trồng chút rau trong sân nhà. Khi rau mọc xanh tốt, thế là trên bàn cơm không thiếu một dĩa nước tương và rau luộc, về nhà ăn cơm sảng khoái hơn ở ngoài nhiều. Đồng thời hắn còn có con trai Tiểu Bảo Nhi ở nhà, thế cho nên cả nhà ở với nhau rất vui vẻ rộn rã, luôn làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cau mày nhìn thoáng qua điện thoại, khi hắn chuẩn bị tiếp điện thoại thì Tiểu Bảo Nhi chợt chộp lấy. Alo, tìm Vương Tử Quân sao? Xin chờ một chút. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Bảo Nhi làm cho cả nhà cười ha hả, Vương Tử Quân nhận lấy điện thoại từ con trai, sau đó cười nói. Cảm ơn con trai, đúng là có con có khác. Tiểu Bảo Nhi nhận được lời khích lệ từ Vương Tử Quân, thế là nó làm giống như mình làm được một chuyện lớn gì đó, nhanh chóng lắc mông chạy đi. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp điện thoại rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi là Đồng Chí Tân. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thư ký trưởng Đồng Chí Tân. Bí thư Vương, vừa rồi Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã gọi điện thoại đến, dựa theo sắp xếp của thượng cấp, đã công bố kết quả điều tra lần này. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó thản nhiên nói. À, tôi biết rồi. Đồng Chí Tân luôn chờ đợi Vương Tử Quân cho ra sắp xếp, thế nhưng chờ nửa phút mà Vương Tử Quân căn bản không lên tiếng. Khi hắn cho rằng Bí thư Vương đã cúp điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Vương Tử Quân. Chí Tân, anh thay tôi công bố một tin tức, nói là tối hôm nay tôi sẽ đại diện cho chính quyền thành phố La Nam thảo luận trực tuyến với các mọi người về tình hình phát triển của thành phố La Nam. Những ngày qua đồng chí Tân căn bản không nhàn rỗi, hắn tận tâm tận lực dựa theo yêu cầu của Vương Tử Quân để thiết kế trang web của thành phố La Nam. Nhưng lúc này hành động thảo luận trực tuyến của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn ngây cả người. Phải biết rằng trước năm 2000 cũng từng có ban ngành chính quyền từng thử nghiệm phương diện dịch vụ công trực tuyến, thế nhưng sự kiện lãnh đạo thảo luận trực tuyến trên Internet căn bản chưa từng có tiền lệ. Dù sao thì bên trong có rất nhiều nhân tố không xác định. Bí thư Vương, tôi sẽ đi sắp xếp. Đồng chí Tân nhanh chóng suy xét vấn đề, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu câu nói sắp xếp của đồng chí Tân, hắn lên tiếng từ chối. Không cần, tôi đã muốn thảo luận trực tuyến với mọi người, như vậy sắp xếp trước là không có ý nghĩa. Vâng, đồng chí Tân tuy cảm thấy không ổn thế nhưng lại quen phục tùng mệnh lệnh của Vương Tử Quân, thế nên vẫn trầm giọng đồng ý. Vương Tử Quân tuy cúp máy thế nhưng vẫn giữ chặt lấy điện thoại, mặc dù hắn đã mưu đồ nhiều ngày về sự kiện trao đổi trực tuyến trên Internet. Thế nhưng sau khi cho ra quyết định thì hắn vẫn sinh ra cảm giác không yên. Nói chuyện với nhiều người căn bản phải có kỹ thuật, nếu nói không tốt thì sẽ bị người ta ném đá xuống giếng, bên trong có rất nhiều nhân tố không ổn định. Nếu có bất kỳ sai lầm gì, như vậy sẽ căn bản là nhà dột gặp đêm mưa. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân muốn vãn hồi cục diện hiện tại, chỉ có thể đi theo con đường này mà thôi. Nếu như căn bản không có lá gan để đối diện trực tuyến với cư dân mạng, như vậy sau này cũng đừng hòng tiếp tục con đường làm quan. Vương Tử Quân thầm nói một tiếng, sau đó hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi cười nói. Con trai, bố muốn đi đánh một trận giành chiến thắng lớn, mau cổ vũ bố một chút đi. Anh Chính Nam, anh mau đến đây mà xem, lúc này đã có kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Nói là qua điều tra thì chiếc đồng hồ của Bí thư Vương hoàn toàn hợp pháp, không tồn tại bất kỳ hành vi nào trái pháp luật. Một tên thanh niên trong quán nét lên tiếng phá vỡ bầu không khí bình tĩnh. Khi âm thanh này vang lên thì bầu không khí chợt sao động, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân, còn có tiếng người đánh đấm vang lên. Chỉ sau giây lát thì đã có một đám người vây quanh người vừa lên tiếng chật như nêm. Tên thanh niên nhìn đám người đang chen lấn đến mức không thở được mà nổi giận, hắn vội vàng lớn tiếng nói. Là trang web của chính quyền thành phố, mọi người lên đó xem là được. Đừng chen chúc vào đây làm gì, anh em đều có máy tính mà. Tên thanh niên phát ra âm thanh phàn nàn cũng không có tác dụng, những người kia vẫn tiếp tục vây quanh về phía bên này. Đừng chen lấn nữa, gãy bàn bây giờ. Lý Chính Nam lên tiếng tạm thời xem như có tác dụng, đám người đi đầu bắt đầu dừng lại, những người chen chúc phía sau cũng dừng lại. Hắn thừa dịp này nhanh chóng tiến lên phía trước như một con sóc, nhanh chóng lách về chiếc máy tính phía trước. Lý Chính Nam thấy một chiếc đồng hồ lớn,
bên trên có 3-4 hàng chữ, nội dung chính là chứng minh chiếc đồng hồ Patek Philippe của bí thư Vương Tử Quân căn bản là hoàn toàn hợp pháp, cũng không tồn tại hành vi trái pháp luật. Khi thấy hàng chữ này thì Lý Chính Nam chợt cảm thấy toàn thân hư thoát, hắn cảm thấy hai ngày qua mình chiến đấu hăng hái trên Inte căn bản là không uổng phí, bí thư Vương thật sự có bản lĩnh, căn bản không làm cho mọi người thất vọng. Anh em, chúng ta thắng lợi rồi. Không biết là ai hô lên một câu như vậy. Thắng lợi, thắng lợi. Hừ, biết ngay là bí thư Vương căn bản không có chuyện gì, lát nữa tôi sẽ tìm đến đám người vu khống bí thư Vương, để cho bọn họ biết tay. Đúng vậy, những người kia giống như bệnh nhân điên, giống như khắp thế giới đều có lỗi với bọn họ, cũng không hỏi xem bí thư Vương là ai mà dám nói lung tung, thật sự đáng giận. Trong không khí vui mừng khôn xiết, Lý Chính Nam lại quay về vị trí của mình. Hai ngày qua hắn thật sự mệt mỏi, thế nên lúc này hắn thu hồi gói thuốc trên bàn, định quay về ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi hắn cầm gói thuốc, chợt thấy những lời nghị luận trên Inte càng thêm nhiều. Cái quái gì chứ? Là đồng hồ hợp pháp sao? Hừ, con bà nó rõ ràng là quan lại bao che cho nhau. Tên họ Vương kia có địa vị gì lại có thể làm cho người của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nói lời dối trá, đây không phải là gạt người sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy trong sự việc này nhất định có vấn đề. Hừ, không phải là có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Lý Chính Nam nhìn những lời nghị luận được viết trước mặt, tâm tư hưng phấn chợt chậm rãi tan biến, chợt cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Lúc này đám người bọn họ giải thích cho Bí Thư Vương là vô ích, dù có triệu tập nhiều người cùng tác chiến thì cũng căn bản không có hiệu quả với đội quân đông đảo trên Inte. Lúc này kết quả điều tra của tỉnh ủy giống như chợt làm cho mọi người tức giận, giống như càng làm cho người ta có thêm nhiều điều nghi vấn. Không biết từ bao giờ thì trong quán net bắt đầu vang lên những tiếng nghị luận rộn rã, âm thanh này không khỏi làm cho Lý Chính Nam cảm thấy đầu óc mình giống như nổ tung ra. Nhìn này, chính quyền thành phố chúng ta cũng cho ra thông cáo, nói là Bí Thư Vương hôm nay sẽ làm khách của trang web thành phố La Nam, tối nay sẽ tiến hành trao đổi trực tuyến với mọi người. Một giọng nói ngạc nhiên vang lên áp đảo tất cả những lời nghị luận, âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Lý Chính Nam chợt có hơi sững sờ, sau đó hắn nhanh chóng gõ bàn phím. Khi hắn gõ vào địa chỉ trang web của chính quyền thành phố La Nam, thấy có một tin tức như vậy được treo lên vị trí bắt mắt. Đúng lúc này chợt có người nói. Các trang web khác cũng cho ra những lời kêu gọi mọi người đi chất vấn Bí Thư Vương. Diễn đàn thảo luận có gửi thư cho tất cả mọi người. Hiệu triệu cư dân mạng chính nghĩa đến chất vấn Bí Thư Vương của thành phố La Nam. Lý Chính Nam liên tục gõ vào các địa chỉ trang web, hắn hầu như lướt qua các trang khá nổi tiếng, tất cả các trang này đều cho ra một tin tức đưa lên chú ý, Vương Tử Quân sẽ làm khách mời của trang web thành phố La Nam, sẽ thảo luận vấn đề phát triển thành phố La Nam với nhân dân. Tin tức này hầu như được truyền ra chỉ trong nháy mắt. Có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân sao lại không có bất kỳ vấn đề gì? Chiếc đồng hồ kia là hợp pháp sao? Tào Viễn đập bể cái chén trong tay xuống đất rồi chửi ầm lên. Bốn phía Tào Viễn có 3 nam 2 nữ nhưng bọn họ không có bất kỳ kẻ nào dám mở miệng. Đám người bọn họ đi theo Tào Viễn đã khá lâu, bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Tào Viễn là như thế nào. Vị đại công tử Tào Viễn này tuyệt đối không cho phép mình thất bại, những khi hắn nổi giận thì nên đứng xa ra một chút. Như vậy mới an toàn. Lưu Trung, anh công tác trong cơ quan chính quyền, anh nói cho tôi xem, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tào Viễn đá một cái ghế ở bên cạnh, sau đó thở hổn hển nói. Người đàn ông trung niên này có cơ thể hơi mập, gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười. Sau khi bị Tào Viễn điểm danh, khóe miệng hắn có chút co giật, sau đó lên tiếng. Tào thiếu gia, điều này. Đây rõ ràng là chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân căn bản không có vấn đề, nếu không thì ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng sẽ không dễ dàng lên tiếng thanh minh cho hắn như vậy được. Bốp, Tào Viễn vung tay lên, một cái tát thật mạnh lên mặt Lưu Trung, trong miệng lại dùng giọng không đứng đắn mắng. Con bà mày nói chuyện quá thối. Trên mặt Lưu Trung nhanh chóng xuất hiện dấu bàn tay, hắn vô thức dùng tay che nửa mặt, sau đó cười làm lành nói. Tào thiếu gia, anh đừng gấp, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, điều này căn bản là không đáng. Ngài nghĩ lại mà xem, lần này không phải chúng ta ra tay với Vương Tử Quân,
không phải ngại hắn làm vướng tay vướng chân bí thư Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên thường ủy tỉnh ủy sao? Bây giờ không phải chúng ta đạt được mục đích rồi à? Chiếc đồng hồ kia thật sự hợp pháp, thế nhưng ít nhất thì trong đúng quần Vương Tử Quân cũng có đầy đất cát. Hiện tại dư luận về Vương Tử Quân đã quá lớn, thế cho nên Vương Tử Quân căn bản không thể nào tiến lên vào thời điểm này được. Anh nói thật sao? Tào Viễn chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn nhìn gương mặt mập mạp của Lưu Trung rồi trầm giọng hỏi. Tào thiếu gia, ngài là người khôn khéo hơn người, tôi nào dám lừa gạt ngài chứ? Tào Viễn tuy là kẻ ăn chơi trác táng thế nhưng dù sao cũng sinh trưởng trong Tào gia, dưới tình huống mưa dầm thấm đất, tuy hắn kém hơn Tào Chân Nhi khá nhiều, thế nhưng ít nhất cũng có vài phần nhạy bén chính trị. Lúc này Tào Viễn bình tĩnh trở lại, hắn càng cảm thấy lời nói của Lưu Trung là rất có lý. Hắn cười ha hả nói. Nói rất hay, lúc này cho dù có người muốn đẩy Vương Tử Quân đi ra chỉ sợ cũng biến hay thành dở, đốt lửa trên người mình. Tào Viễn nói rồi cầm lấy một trái táo trong mâm rồi tiện tay ném cho Lưu Trung nói. Nói rất hay, thưởng cho anh quả táo. Cảm ơn Tào thiếu gia. Lưu Trung vui vẻ nhận quả táo, cảm giác tức giận với Tào Viễn lại tăng thêm vài phần. Tào thiếu gia, anh lại đây xem. Một người đàn ông cao gầy đi đến bên cạnh Tào Viễn, hắn nhanh chóng mở một trang web ra rồi nói. Thành phố La Nam cho ra một thông tin, nói là Vương Tử Quân và trang web của thành phố La Nam có chương trình đối thoại trực tuyến với dân về phương diện mưu đồ phát triển thành phố. Tào Viễn nhìn tin tức này dùng giọng không thể tin được nói. Vương Tử Quân đây là có ý gì? Hắn sẽ đối thoại trực tiếp với người trên mạng. Tên đàn ông nhỏ gầy khẽ lên tiếng. Chương 989, vào tử gia sinh. Trò chuyện trực tuyến sao? Tào Viễn sững sốt giây lát, sau đó dùng giọng không kiêng nể gì cười lên ha hả. Tên Vương Tử Quân này có phải là bị lừa đá hay không? Dám mở trò vui này. Các anh em, các người đều nghe kỹ cho tôi, nếu tiểu tử kia dám gánh cả thiên hạ, như vậy chúng ta sẽ ra tay hầu hạ, nói cái gì cũng phải làm cho bí thư Vương vui vẻ mới được. Đám người này đã đi theo Tào Viễn lâu năm, tất nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Lúc này hắn vểnh mông lên thì chắc chắn sẽ không sót cái gì, bây giờ nghe thấy hắn cho ra sắp xếp, cả đám lập tức gật đầu xưng vâng nói. Tào thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho bí thư Vương một lễ gặp mặt thật lớn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Tào Viễn, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong nói, xem tại T, U, N. G, H, O, A, N, H, C, O, M. Tào thiếu gia, tối hôm nay chúng ta ở trong khách sạn siêu uy ở thành phố La Nam. Tào Viễn hừ một tiếng rồi cúp điện thoại nhưng vẻ mặt lại cực kỳ phấn chấn, căn bản không thể nào ức chế nổi. Lực lượng INT lúc này bắt đầu nổi bật điên cuồng, sau khi công bố tin tức Vương Tử Quân sẽ trò chuyện trực tuyến về tình hình phát triển thành phố La Nam. Chỉ nửa giờ sau đã được truyền đi khắp tất cả diễn đàn, có một số trang web bắt đầu thảo luận tràn lan về chủ đề này. Vương Tử Quân muốn làm gì? Hào Nhất Phong nhận được tin tức này thì trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm khi liên hệ với Vương Tử Quân, người này tuyệt đối không phải kẻ nóng đầu cho ra đối sách không hay, mỗi bước đi của hắn đều có mục đích rõ ràng. Muốn cải tạo hình tượng của mình sao? Hào Nhất Phong lắc đầu. Thầm nghĩ với loại người khôn khéo như Vương Tử Quân, sao lại đi một nước cờ kém như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, có một số việc chỉ có thể chờ thời gian xóa nhòa đi sao? Hào Nhất Phong ném tin tức này ra sau đầu, lão tiếp tục xem xét văn kiện trên bàn làm việc của mình. Nhưng lão cũng đã cho ra một quyết định, đó là tối nay nhất định sẽ xem Vương Tử Quân trò chuyện trực tuyến như thế nào. Khi Hào Nhất Phong đang suy đoán mục đích của Vương Tử Quân, các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam khác cũng nhận được tin tức. Nhưng bọn họ căn bản có những phản ứng khác nhau. Sau khi Thạch Kiên Quân nhận được tin tức thì cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống, cuối cùng hắn khẽ tắt trang web kia đi, giống như chưa bao giờ nhận được tin tức này. Đường Cảnh Ung lại châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi hút một lúc lâu, cuối cùng mới dậm thuốc vào trong gạt tàn. Còn Trương Đông Viễn lại không nói hai lời mà trực tiếp ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn. Dù thư ký cố gắng không chú ý, thế nhưng khoảnh khắc trước đó tàn thuốc rơi xuống đất tung tóe, căn bản đã để lộ tất cả. Có người xem cuộc vui thì có người gọi điện thoại quan tâm,
Trương Đông Viễn không thể nghi ngờ là người gọi điện thoại đầu tiên. Trong điện thoại Trương Đông Viễn không bàn về việc Vương Tử Quân sẽ trò chuyện trực tuyến trên Inte, nhưng lão lại trịnh trọng yêu cầu Vương Tử Quân nên cẩn thận là hơn. Sau khi Trương Đông Viễn gọi điện thoại đến, Vương Quang Vinh và Lâm Trạch Viễn cũng gọi đến. Bọn họ nói chuyện cực kỳ hàm xúc, cũng có câu nói trắng ra vấn đề, đặc biệt là Vương Quang Vinh, càng mở miệng răn dạy. Vương Tử Quân đối với phương thức của bố là Vương Quang Vinh chỉ có thể đứng một bên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo, để cho bố mình tùy ý răn dạy. Vương Tử Quân nhìn màn hình máy tính, tuy hắn đã có ý tưởng về sự việc này, thế nhưng tốc độ điên cuồng làm cho hắn cảm thấy khó tưởng. Hắn chỉ trỏ ra một động tác nho nhỏ thế nhưng giống như ném vào một quả bom hẹn giờ, làm cho người người phải chú ý. Lúc này trên các diễn đàn đã có nhiều người yêu cầu nhau cùng tiến lên nói với Vương Tử Quân về việc liên quan đến chiếc đồng hồ Patek Philippe. Lúc này trên Inte giống như xuất hiện một con sóng cực lớn, tất nhiên Vương Tử Quân rõ ràng là trung tâm của con sóng này. Trương Thiên Tâm ngồi ở quán net thành phố Yên Hư, hắn thật sự không tập trung khi nhìn lên tin tức xuất hiện trên trang web trước mặt. Hắn không biết rõ Vương Tử Quân định làm gì. Thế nhưng hắn đã từng bước tìm hiểu được vài phần về Inte, đã biết rõ sự kiện này rất nguy hiểm với Vương Tử Quân. Trương Thiên Tâm muốn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, khuyên bảo Vương Tử Quân đừng xúc động như vậy, thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Đối với hắn thì tín nhiệm Vương Tử Quân đã vượt qua chính bản thân mình, Vương Tử Quân làm việc chắc chắn sẽ có kết cấu cứng nhắc. Anh Trương! Khi Trương Thiên Tâm đang trầm ngâm, Triệu Đại Hải chợt chạy đến, giọng điệu có chút hưng phấn. Đại Hải, ăn cơm chưa? Còn chưa ăn, nhưng hôm nay tôi sẽ mời anh Trương. Triệu Đại Hải cười nói. Hôm nay tôi và các bạn học đã tuyên truyền kết quả điều tra cho các sinh viên, hiệu quả thật sự rất tốt, cũng có không ít giảng viên có hứng thú với điều tra của chúng tôi. Chúng tôi đã hẹn ước với nhau, sẽ đồng tâm hiệp lực, phải kiên trì vì nguồn nước sạch cho nhân dân. Ừ, Trương Thiên Tâm cười cười. Khi hắn chuẩn bị nói hai câu cổ vũ Triệu Đại Hải chợt thấy bầu không khí trong quán nét chợt yên tĩnh trở lại. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, có hai viên cảnh sát đi vào quán. Ông chủ quán tiến lên nghênh đón, nhưng hai tên cảnh sát căn bản không quan tâm mà trực tiếp đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, sau đó nói. Cậu là Triệu Đại Hải phải không? Triệu Đại Hải chưa có kinh nghiệm liên hệ với cảnh sát, hắn có chút sững sốt rồi hỏi ngược lại. Tôi chính là Triệu Đại Hải, có chuyện gì sao? Có người tố cáo cậu tuyên bố ngôn luận không ổn định, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Một tên cảnh sát hơn 30 tuổi tiến lên lôi kéo Triệu Đại Hải, muốn đưa hắn ra ngoài. Tôi tuyên bố ngôn luận không ổn định gì chứ? Anh nói rõ ràng tôi xem. Dù sao Triệu Đại Hải cũng là một thanh niên, hắn khoát tay chặn lại, đẩy bàn tay của viên cảnh sát kia ra. Nhưng Triệu Đại Hải vẫn kém xa viên cảnh sát kia, tên cảnh sát bên cạnh chợt cười cười nói. Sinh viên Triệu Đại Hải, chỉ là hỗ trợ điều tra mà thôi, cậu là một công dân, cậu có nghĩa vụ hỗ trợ cục công an điều tra sự việc. Tên cảnh sát nói xong thì đưa tay ra, cánh tay còn lại của Triệu Đại Hải đã bị tên này giữ lấy. Lúc này Triệu Đại Hải đã biết có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn thoáng qua Trương Thiên Tâm, sau đó hừ một câu. Đi thì đi. Tôi xem các người có thể làm gì được tôi. Lúc này là ban ngày ban mặt, tôi cũng không tin các người làm bậy. Trương Thiên Tâm nhìn Triệu Đại Hải bị đưa đi, nắm đấm không khỏi được siết chặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn thả lỏng bàn tay ra. Hắn bây giờ không còn phải là một tiểu tử dễ xúc động như năm xưa, hắn biết rõ càng là lúc này mình càng nên tỉnh táo. Sau khi Triệu Đại Hải bị đưa đi, Trương Thiên Tâm đi vào góc quán net và gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe âm thanh quen thuộc của Vương Tử Quân, Trương Thiên Tâm chợt cảm thấy thả lỏng hơn. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân thì hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Anh Trương, tôi nghe nói Triệu Đại Hải bị người ta đưa đi. Vài tên bạn học của Triệu Đại Hải bối rối chạy đến, bọn họ vây Trương Thiên Tâm vào giữa rồi lớn tiếng nói. Trương Thiên Tâm thấy đám sinh viên đã rất gấp gáp, thế là trầm giọng nói. Đừng lo, chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Lão Tam, hôm nay chúng ta đi chơi bóng không? Khi mặt trời xuống núi, Trương Trì vừa tan tầm về nhà đã nhận được điện thoại của bạn. Trương Trì năm nay 20 tuổi, tuy dáng người có hơi béo nhưng lại là một người giỏi chơi bóng rổ, đây là yêu thích của hắn, chỉ cần gọi là đến ngay.
nhưng lúc này hắn do dự một lúc, sau đó mở miệng từ chối. Xin lỗi, hôm nay tôi không đi được. Trong nhà có chuyện gì sao? Người kia vừa nghe thấy như vậy thì dùng giọng không cam lòng hỏi. Cũng không phải, anh không nghe nói gì sao? Hình như Bí Thư Vương sẽ đăng nhập vào trang web của chính quyền thành phố La Nam để trò chuyện trực tuyến về đề tài phát triển thành phố La Nam, tôi muốn hỏi xem chiếc đồng hồ kia lấy từ đâu ra. Anh nói cái gì, tên họ Vương, Vương Tử Quân kia sẽ lên trang web của thành phố La Nam để trò chuyện trực tuyến sao? Người bạn ở bên kia chợt cảm thấy kinh ngạc, thế là giọng nói kinh dị chợt truyền đến. Đúng vậy, các trang web lớn đều nói đến điều này, anh còn không biết gì sao? Hôm nay anh đi đâu vậy? Trương Chỉ biết người bạn của mình phần lớn bỏ thời gian bên máy tính, bây giờ nghe thấy đối phương không biết, thế là không nhịn được phải hỏi. Hèn gì hôm nay tìm mãi mà không có đủ người chơi bóng, thì ra các ậu đang cố gắng áp đảo tên Vương Tử Quân kia. Những chuyện thế này sao có thể thiếu tôi được, dù là không làm gì được tên Vương Tử Quân kia ở ngoài đời, thế nhưng cũng phải cho hắn biết ngã đau trên in tê là như thế nào. Người bạn bên kia chợt thở dài nói. Hèn gì cổ nhân có câu, mùi hương và sự dịu dàng là mồ chôn anh hùng, tôi là người cuối cùng biết được tin tức này. Trương Chỉ nghe thấy người bạn thở dài thì biết ngay đối phương định làm gì, thế là không khỏi cười mắng điện thoại nhận được tiện nghi mà còn cố gắng hoanh hoang. Ông không muốn ở trong mộ anh hùng, mà quan trọng là cũng không có cơ hội cho hắn. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, 30 phút nữa sẽ bắt đầu, tôi phải tranh thủ sớm. Trương Chỉ nói rồi chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng bên kia vẫn vội vàng nói. Vẫn chưa đến 6 giờ, cậu gấp gái cái. Chúng ta không bằng ăn cơm trước rồi nói sau. Cái gì cơ, đợi cậu dùng cơm xong thì còn có thể lên mạng được sao? Tôi nói cho cậu biết, có nhiều đồng sự của tôi đã tranh thủ về nhà, cậu nghĩ xem có bao nhiêu người đang chú ý đến sự kiện này chứ? Sau khi nói một câu thì Trương Chỉ cũng không quan tâm đến phản ứng của người bạn đầu dây bên kia, trực tiếp cúp điện thoại. Những người vội vàng về nhà giống như Trương Chỉ cũng không phải ít. Những người không có máy tính ở nhà thì chủ động ở lại tăng ca. Điều này không khỏi làm cho đám lãnh đạo chợt sững sờ, chẳng lẽ đám người muốn dùng phương thức này để tăng lương tập thể sao? Nguồn truyện TUNGHOANH.COM. Tổng Giám đốc, tận dụng thời cơ vào lúc này, bây giờ sự kiện đang nóng, tôi cảm thấy trang web của chính quyền thành phố La Nam căn bản không thể nào chống đỡ được một lượng lớn người tham gia thảo luận như vậy. Chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập cùng một lúc, như vậy sẽ làm xuất hiện tình huống xấu. Nguyên Đáp Thuận nhìn cái đầu hói của lãnh đạo, sau đó dùng giọng bất khuất nói. Vị Tổng Giám đốc không nói lời nào, thế nhưng lại dùng bàn tay mập gõ lên mặt bàn. Đại ca, chúng ta không lên tiếng, chỉ là đăng nhập đồng bộ mà thôi. Tôi đã liên hệ với luật sư, cho dù có xảy ra chuyện, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nguyên Đáp Thuận nhanh chóng rót cho Tổng Giám đốc của mình một ly trà, sau đó dùng giọng cẩn thận nói. Không biết biết có phải là không phải gánh trách nhiệm về những vấn đề sau khi đăng nhập số đông vào trang web của thành phố La Nam hay không, sau khi uống một hớp nước thì Tổng Giám đốc chợt mở miệng nói. Vậy thì tiến hành đăng nhập đồng bộ. Đây chính là âm thanh mà Nguyên Đáp Thuận rất muốn nghe vào lúc này, thế là hắn hoan hô một tiếng, sau đó chạy về phía cửa. Người bạn bên ngoài nghe thấy Nguyên Đáp Thuận công bố tin tức như vậy, cả đám nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. Anh Nguyên, có chút khó khăn. Một người bạn phụ trách kỹ thuật nhìn nội dung trên màn hình rồi vội vàng nói với Nguyên Đáp Thuận. Nguyên Đáp Thuận chợt sững sờ, hắn nhanh chóng chạy đến. Có chuyện gì xảy ra sao? Có rất nhiều người đăng nhập, chúng ta thật sự là theo không kịp. Viên đồng sự nhanh chóng gõ bàn phím, sau đó mở miệng dùng giọng vội vàng nói. Nguyên Đáp Thuận cũng hiểu một vài phương diện kỹ thuật, hắn nhìn nội dung trước mặt, sau đó mắng một câu. Con bà nó, xem như chúng ta chậm một bước. Nhưng Nguyên Đáp Thuận lại nhanh chóng nói. Hừ, hôm nay tôi tranh thủ nửa ngày mới được đồng ý, tôi nói cho anh biết, dù thế nào thì anh cũng phải làm cho tốt, nếu không chúng ta sẽ đắc tội với người ta ở phương diện này. Khi hai chữ đắc tội được nói ra thì những ánh mắt khác cũng nhìn về phía bên này, sau đó tốc độ của đám người giống như tăng hẳn lên. Nguyên Đáp Thuận cũng có chút vội vàng,
hắn thầm nghĩ nếu trang web của mình không phản ứng với một sự kiện lớn như vậy, sau này sao có thể phát triển được. Đồng chí Tân là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, mỗi ngày hắn nhận không ít các cuộc điện thoại, hôm nay người gọi điện thoại chủ yếu là phóng viên truyền thông. Bọn họ muốn tham gia sự kiện thảo luận trực tuyến của Vương Tử Quân. Đồng chí Tân không dám tự tay làm chủ ở sự kiện này, hắn chỉ nói một câu sẽ báo cáo cho lãnh đạo rồi trả lời sau. Những phóng viên dễ đuổi thì nói vài câu qua loa là xong, thế nhưng lại có những phóng viên như ma quỷ, cứ liên tục quấn lấy người làm cho đồng chí Tân căn bản là không có biện pháp. Vất vả lắm hắn mới đuổi một nữ phóng viên nổi tiếng trong nước ra khỏi phòng, sau đó hắn cau mày, chợt phát hiện mồ hôi túa ra như tắm. Tuy đồng chí Tân biết rõ sau khi công bố tin tức này thì chắc chắn sẽ mang đến tiếng vang lớn, thế nhưng hắn không ngờ nó lại lớn như lúc này. Hắn nghĩ đến tình hình thư ký vừa rồi vào báo cáo về phản ứng của các trang web, số cuộc điện thoại nhận được, hắn chợt cảm thấy thành phố La Nam giống như đang bị vây giữa bão tố. Lúc này Bí Thư Vương càng là người ở trung tâm bão tố. Nếu có thể thì đồng chí Tân muốn đề nghị Vương Tử Quân hủy bỏ chương trình thảo luận trực tuyến về việc phát triển thành phố La Nam. Hắn biết rõ đám người kia căn bản không quan tâm đến vấn đề phát triển của thành phố La Nam, mục đích của bọn họ chính là vì muốn tìm hiểu về chiếc đồng hồ Patek Philippe mà thôi. Bây giờ mình nên làm gì? Thư ký trưởng, điện thoại của phòng tuyên truyền. Thư ký Tiểu Vương nhanh chóng đi vào đặt điện thoại lên tay đồng chí Tân. Đồng chí Tân vừa nghe máy chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của phó phòng tuyên truyền Mộc Anh Kiệt. Thư ký trưởng, vừa rồi lượng đăng nhập của trang web thành phố La Nam đã là hơn 200.000 người, thế nhưng bây giờ vẫn đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Giọng nói của Mộc Anh Kiệt khá gấp gáp, rõ ràng nàng cũng hiểu nó đại biểu cho cái gì. 200.000, đồng chí Tân chợt có chút run rẩy, điện thoại thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn biết rõ tình huống của trang web thành phố La Nam, tổng cộng cũng chỉ chứa được hơn 200.000 người đăng nhập một lúc mà thôi, bây giờ mới đó đã có 200 người đăng nhập, không biết có thể gắng gượng được bao lâu. Đồng chí Tân chợt mở miệng hỏi thăm. Trưởng phòng Mộc, có thể khống chế hay không? Chỉ sợ là không được, chúng ta đã không thể nào khống chế được nữa. Mộc Anh Kiệt vội vàng nói. Thư ký trưởng, nếu không chúng ta đề nghị với lãnh đạo, xem như hủy hoạt động lần này được không? Chương 990, bão tố đến mạnh hơn một chút. Đồng chí Tân thầm nghĩ, nếu như tôi có thể đề nghị với lãnh đạo, nào còn phải chờ đến lượt cô đưa ra lời đề nghị như vậy. Nhưng hắn vẫn phải cố gắng biểu hiện sự tôn nghiêm của một thư ký trưởng, hắn ho khan một tiếng rồi dùng giọng chăm chú nói. Tôi sẽ đề nghị với lãnh đạo. Khi đồng chí Tân vừa đặt điện thoại xuống, phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Tần Tiêu Bạch cũng chạy đến. Tần Tiêu Bạch là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, thật sự đang ở độ tuổi chín chắn. Người phụ nữ này có gia cảnh rất tốt, cuộc sống an nhàn sung sướng, thế cho nên là đóa hoa trong văn phòng thị ủy La Nam. Lúc này nàng vội vàng chạy đến, bộ ngực phập phồng dữ dội làm cho người ta nhìn vào mà hoa cả mắt. Thư ký trưởng, không hay rồi. Đồng chí Tân nghe nói như vậy thì đổ mồ hôi hột. Trước kia khi hắn ăn không ngồi chờ ở phòng nghiên cứu chính sách, hắn cũng có chút quan hệ với Tần Tiêu Bạch, vui đùa vài câu là bình thường. Nhưng hôm nay hắn căn bản không nhịn được, không khỏi lạnh mặt nói. Thế nào lại không hay? Tôi không phải vẫn đang còn tốt sao? Tần Tiêu Bạch vừa thở dốc vừa nói. Vừa rồi có 7 phóng viên đi đến, bọn họ nói rất có hứng thú với vấn đề phát triển thành phố La Nam, hy vọng có thể được phỏng vấn Bí Thư Vương. Thúi lắm! Đồng chí Tân nào không biết mục đích của đám phóng viên kia? Đám khốn kiếp này là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, bây giờ hắn cũng không có nhiều cố kỵ, hắn mắng một câu rồi phất tay phân phó. Cô phụ trách chiêu đãi bọn họ cho tốt, cô cần phải nắm chặt một nguyên tắc, đó là dù thế nào thì cũng không cho bọn họ phỏng vấn. Tôi nên nói thế nào đây? Tần Tiêu Bạch thấy đồng chí Tân nổi giận thì dùng giọng quẫn bách hỏi. Ngày thường cô là người nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ đến thời điểm mấu chốt sao lại như vậy? Điều này cần tôi chỉ dạy sao? Đồng chí Tân cũng không nghĩ ra phương án nào hay, thế là dùng giọng không chút khách khí nói. Tần Tiêu Bạch nhìn bộ dạng của đồng chí Tân, thế là cũng không dám hỏi nữa. Nàng biết rõ nếu tiếp tục làm cho thư ký trưởng mất hứng, chỉ sợ sẽ bị mắng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên,
đồng chí Tân cũng không nhìn dãy số, hắn tức giận nghe máy. Alo, tôi là đồng chí Tân. Chí Tân, là tôi, Vương Tử Quân, anh đang cãi nhau với ai sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi tôi bận rộn quá. Đồng chí Tân nghe thấy đó là Vương Tử Quân thì chợt hoảng sợ. Vương Tử Quân cười cười. Tôi biết rồi, Chí Tân, tôi nghe nói có không ít phóng viên chuẩn bị đến phỏng vấn có phải không? Đúng vậy, Bí thư Vương. Đồng chí Tân vừa trả lời vấn đề của Vương Tử Quân vừa khẽ đề nghị. Bí thư Vương. Bí mật khó giữ nếu nhiều người được biết, tôi lo lắng anh không ứng phó nổi, thế là tìm cách trì hoãn bọn họ. Vương Tử Quân ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói. Nếu như vậy thì mời bọn họ 7 giờ đến hội trường. Bí thư Vương, điều này. Đồng chí Tân gần đây căn bản luôn thực hiện chỉ thị của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn không nhịn được phải cho ra ý kiến phản đối. Hắn thấy nhân tố không ổn định của sự kiện trò chuyện trực tuyến này là rất nhiều, nếu bây giờ cho đám phóng viên miệng lưỡi sắc bén đi vào, không phải sẽ làm sự việc náo loạn sao? Đuổi một con dê thì cả đàn sẽ chạy, nếu bọn họ đã đến, cứ cho bọn họ đi vào. Vương Tử Quân mỉm cười dùng giọng trêu chọc nói. Đã đến đúng thời điểm, lúc này rất nhiều người cảm thấy căng thẳng. Một số người có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân thì thật sự rất lo lắng. Những người khác thì liên tục thảo luận về Vương Tử Quân trên các diễn đàn. Bí thư thị ủy thảo luận trực tuyến trên Inter, điều này thật sự là không có tiền lệ. Thế nhưng lúc này đám người chủ yếu là chú ý đến chiếc điện thoại giá cả đắt đỏ trên tay của Vương Tử Quân mà thôi. Dù tỉnh Sơn Nam đã có kết quả điều tra rõ ràng, thế nhưng kết quả như vậy căn bản không thể nào dẹp yên dư luận. Trong nước có rất nhiều người có một tâm lý, đó là căn bản không chào đón đám người làm quan mà giàu có. Trận chiến chưa bắt đầu nhưng đã thu hút được sự chú ý của các danh nhân trên Inter, bọn họ bắt đầu cho ra những lời bình của mình trên các diễn đàn. Những lời bình luận của đám người này không khỏi làm cho các nhân viên công tác của văn phòng thị ủy nhìn vào mà giật mình. Nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết người. Đây là một câu của một nhà bình luận thời sự nổi tiếng, người này có danh tiếng ở giới bình luận, hắn vừa lên tiếng thì có không ít những lời bình luận phản hồi. Càng có không ít người có danh tiếng trong giới bình luận trực tiếp tỏ thái độ, đó là nhất định sẽ tham gia sự kiện trò chuyện trực tuyến ở thành phố La Nam, sẽ đặt ra vài câu hỏi cho Bí Thư Vương. Vô tình có đủ loại topic được lập ra trên các trang web, bốn chữ thành phố La Nam càng được người ta đưa lên vị trí đầu tiên trong các trang web tìm kiếm. Nếu so sánh với truyền thông thì những người từng tiếp xúc với Vương Tử Quân càng chú ý đến tình huống vào lúc này hơn, dù tâm tư chỉ có một. Thế nhưng lại nhất trí trong hành động vì sự kiện lần này. Khu thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, Hào Nhất Phong đang phê duyệt văn kiện. Lão đặt bút xuống, đứng lên thư giãn gân cốt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị trí phòng làm việc của Hào Nhất Phong là rất tốt, lúc này ánh mặt trời chiều tà chiếu qua cửa kính lên trên người. Bí thư Nhất Phong, thư ký Tiểu Lý khẽ gõ cửa đi đến, hắn thấy Bí thư Nhất Phong đang thư giãn gân cốt, thế là khẽ nói một tiếng. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu với Tiểu Lý, sau đó tiếp tục ngắm cảnh. Tiểu Lý có chút do dự, sau đó mới khẽ nói. Bí thư Nhất Phong, trưởng ban Trần của ban tổ chức Trung ương đã đến, trưởng phòng Lữ nói xem ngài có thể tham gia hay không. Hào Nhất Phong vẫn tương đối tình nguyện tiếp đãi cán bộ của ban tổ chức Trung ương đi đến Sơn Nam, bình thường nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì đều đích thân mời dùng cơm. Lúc này người đến là trưởng ban Trần. Càng là cán bộ thân tín của trưởng ban Dương Độ Lục, bình thường chỉ cần đến tỉnh Sơn Nam, Hào Nhất Phong nhất định sẽ đến chúc rượu. Nhưng lúc này Hào Nhất Phong lại giữ thái độ khác, lão trầm ngâm giây lát rồi nói. Cậu nói với trưởng phòng Lữ, nói hôm nay tôi có việc quan trọng, căn bản không thể đi qua, để cho anh ấy uống vài ly với trưởng phòng Trần. Hào Nhất Phong nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói. Chú ý nói với trưởng phòng Lữ để cao cấp bậc tiếp đãi với trưởng ban Trần. Vâng, Tiểu Lý tuy không hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo, thế nhưng vẫn thành thật trả lời. Sau khi xử lý xong các việc vặt vãnh thì đã mất hơn 10 phút, sau khi nhìn bầu trời đã dần tối, Tiểu Lý cung kính nói. Bí thư Hào, hôm nay chúng ta đi đâu? Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày căn bản có hàng đống chuyện xử lý không hết, tiếp đãi rất nhiều người.
Hơn nữa vừa rồi bí thư còn nói mình có chuyện quan trọng. Về nhà. Hào Nhất Phong nói ra hai chữ này thì cất bước đi ra ngoài. Lãnh đạo làm sao vậy? Tiểu Lý chợt cảm thấy khó hiểu, hắn vội vàng xách cặp cất bước đi theo Hào Nhất Phong xuống lầu. Xe đã chờ sẵn bên dưới, sau khi Hào Nhất Phong lên xe, Tiểu Lý vẫn còn đang suy đoán về ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn là thư ký của Hào Nhất Phong, việc quan trọng nhất chính là nắm giữ ý nghĩ của lãnh đạo, nếu như hắn không làm được, như vậy cũng không cần làm thư ký nữa rồi. Nhưng Tiểu Lý suy nghĩ khắp mọi ngõ ngách mà căn bản không thể biết được Hào Nhất Phong về nhà vào lúc này để làm gì. Không phải hôm nay là ngày kỷ niệm gì của bí thư Nhất Phong đấy chứ. Hắn nghĩ đến những lời nhắn nhủ của vị thư ký tiền nhiệm, thế là trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Tiểu Lý, hình như khi cậu học đại học, cậu còn có một văn bằng về máy tính có phải không? Hào Nhất Phong chợt phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong xe. Vâng. Lúc đó tôi thấy máy tính khá quan trọng, thế là bỏ ra chút thời gian học tập văn bằng về máy tính. Tiểu Lý sở dĩ được chọn làm thư ký cho Hào Nhất Phong, cũng không phải là không có nguyên nhân, vì hắn rất hiếu học, tri thức uyên bác. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ nói. Vậy lát nữa cậu đến nhà tôi dùng cơm, thuận tiện giúp tôi xử lý chiếc máy tính. Xử lý máy tính, bốn chữ này giống như một tiếng sét vang lên trong lòng Tiểu Lý. Đánh mạnh vào tâm tư của hắn. Khoảnh khắc này Tiểu Lý chợt bừng tỉnh, hèn gì lãnh đạo muốn về nhà, xem ra cũng quan tâm đến sự kiện kia. Tiểu Lý nghĩ đến sự kiện ở thành phố La Nam được xào nấu nóng hừng hực trên Inter, thế là không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Trong thời gian hắn làm thư ký cho bí thư Hào Nhất Phong, có không ít bí thư thị ủy bắt đầu lấy lòng hắn, những vị bí thư này có cả la nhân uy của thành phố Sơn Viên. Nhưng Vương Tử Quân lại là người duy nhất căn bản có quan hệ ôn hòa với Tiểu Lý, cho dù đến chỗ bí thư Hào Nhất Phong báo cáo công tác cũng chỉ là giải quyết việc chung, rất ít khi đến phòng làm việc để chào hỏi hắn. Tiểu Lý nhìn từ phương diện công tác thì thấy bí thư Vương căn bản không phải là nước thuộc một bình với bí thư Hào Nhất Phong của mình. Vì vậy trong tầm mắt của Hào Nhất Phong thì Tiểu Lý luôn giữ khoảng cách nhất định với Vương Tử Quân, đối với những gì hắn biết về bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Hắn cảm thấy bí thư của mình sẽ nhanh chóng nắm bắt được Vương Tử Quân. Nhưng khi từng sự kiện phát sinh, Tiểu Lý chợt phát hiện mình nghĩ lầm. Bí thư Vương căn bản không bị nắm bắt, hơn nữa cuộc sống càng lúc càng tốt, cho dù bí thư tỉnh ủy không hài lòng về Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không làm gì được. Tiểu Lý là thư ký cho bí thư tỉnh ủy, hắn biết ý chí và sự độ lượng của Hào Nhất Phong cũng không phải nhỏ. Nhưng khi đối đãi với vấn đề của Vương Tử Quân, lãnh đạo của mình căn bản không liên hệ với sự độ lượng. Trước đó có người đưa tin tức Vương Tử Quân đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe hơn 1 triệu lên Inter, Tiểu Lý cảm thấy cơ hội đến, không ngờ kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy lại là như vậy. Khi Tiểu Lý cho rằng Bí Thư Vương sắp phải sống an phận một thời gian, chợt nghe thấy tin tức Bí Thư Vương sẽ thảo luận trực tuyến với cộng đồng mạng trên trang web của chính quyền thành phố La Nam. Cái gì mà thảo luận về phương diện phát triển thành phố La Nam, đây chỉ là lời nói dễ nghe mà thôi, có ai không biết rõ nội dung thật sự của nó chứ? Người này thật sự lắm trò. Cũng không biết Bí Thư Vương sẽ ngã gục trên mạng với bộ dạng thế nào, Tiểu Lý là một cư dân mạng có thâm niên, hắn luôn bảo trì quan điểm của mình với gió bão phát sinh trên Inter. Lúc này tình hình trong nước quá buồn cười, trên TV luôn nói tốt, mở Inter thì lại xuất hiện tình huống nước sôi lửa bỏng. Nơi đây là chốn mà không ai đố kỵ ai, hầu như cấp bậc gì cũng có thể dễ dàng làm khó cho anh, thế cho nên đó là chốn mà mọi người phát tiết những bực dọc trong ngày. Trong đầu lóe lên những tính toán về Vương Tử Quân, Tiểu Lý chợt mở miệng trầm giọng nói. Tôi sẽ thử, nếu không được sẽ cho người chuyên nghiệp đến. Hào Nhất Phong không nói gì nhưng lại có chút không vui, vì những chuyện thế này cũng không nên ném ra ngoài. Xe chạy đến trước cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy, có một chiếc xe chạy đến, hai chiếc xe hầu như dừng lại cùng một lúc. Tiểu Lý nhìn thoáng qua chiếc xe bên kia, hai mắt lập tức híp lại. Chiếc xe này hầu như hoàn toàn giống với xe của Hào Nhất Phong, thân màu ngăm đen, tạo hình mạnh mẽ, độ mới tương đồng, thậm chí cũng chỉ khác biển số mà thôi, Thạch Kiên Quân cũng về nhà sao. Trong đầu Tiểu Lý chợt nghĩ đến sắp xếp hôm nay của Thạch Kiên Quân. Dựa theo kế hoạch thì Chủ tịch Thạch hôm nay cũng có nhiệm vụ tiếp đãi, như thế nào cũng về nhà. Nhưng thấy lãnh đạo không chịu hạ cửa kính,
Tiểu Lý cũng không dám mở cửa. Khi hai tên cảnh sát đứng ngoài cổng cúi chào, hai chiếc xe một trước một sau đi vào bên trong. Hào Nhất Phong ở trong biệt thự số 1, khi chiếc xe chạy trên đường về nhà, có một chiếc xe Audi chạy ra. Chẳng lẽ bí thư Đường Cảnh Ung cũng đã về nhà? Hai chiếc xe đi qua bên cạnh nhau, Tiểu Lý nhìn qua cửa sổ xe, thấy bên trong cũng không có Đường Cảnh Ung. Trong thời điểm mà hầu như nơi nào cũng phải xã giao, ba vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam đều về nhà, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Tiểu Lý nhanh chóng đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong đang ngồi phía sau, chỉ thấy lãnh đạo vẫn nhìn về phía trước, gương mặt không chút biểu cảm. Thế là hắn không khỏi cảm thấy bội phục Bí Thư Vương vì làm cho ba vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh không được yên ổn. Hào Nhất Phong về nhà, sau khi đơn giản dùng cơm tối, Tiểu Lý đi vào trong giúp Bí Thư Hào Nhất Phong mở máy tính. Tuy số lần Bí Thư Hào Nhất Phong lên mạng cũng chỉ có hạn mà thôi, thế nhưng là Bí Thư tỉnh ủy, trong nhà vẫn có một chiếc máy tính cao cấp. Khi Tiểu Lý mở máy tính, ánh mắt nhìn về phía Hào Nhất Phong. Tuy hắn đoán được tâm tư của lãnh đạo, thế nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Đây là một trong những kinh nghiệm mà hắn có được, khi nào nên giả vờ ngu thì nhất định phải ngu. Tút tút tút. Chuông điện thoại khẽ vang lên, Tiểu Lý làm thư ký của Hào Nhất Phong, tuyệt đối không thể nào không tiếp điện thoại. Nhưng khi hắn lấy điện thoại ra, chợt phát hiện tiếng chuông không phát ra từ cái của mình. Chương 991, là nam xinh đẹp là nhà tôi. Alo, chào trưởng Ban Dương. Hào Nhất Phong lấy điện thoại trong túi ra rồi dùng giọng cung kính nói với đầu dây bên kia. Trưởng Ban Dương. Tiểu Lý thấy Hào Nhất Phong đứng thẳng người, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bây giờ lãnh đạo tiếp điện thoại, hắn không nên đứng lại. Hắn nghĩ đến đây và định lui ra ngoài, Hào Nhất Phong lại khoát tay cho phép hắn ngồi xuống. Tiểu Lý co quắp người ngồi trước máy tính, hắn cố gắng làm ra vẻ chuyên chú, thế nhưng hai lỗ tai lại không tự giác được phải dựng thẳng lên. Lão lãnh đạo, tôi còn có thể làm gì được nữa, vừa mới về nhà ăn cơm xong, hương vị còn tốt hơn cả ngồi trên bàn tiệc. Hào Nhất Phong cười dùng giọng khiêm tốn nói. Sao, lãnh đạo cũng lên mạng à? Giọng nói của Hào Nhất Phong tràn đầy cung kính. Vâng, lãnh đạo nói đúng, phải tiên tiến, sau này tôi nhất định sẽ học tập theo lãnh đạo, càng già càng phải học thêm, ha ha. Tuy rất không muốn nghe nhưng những lời nói của Hào Nhất Phong lại giống như con ong bay thẳng vào trong tai của Tiểu Lý. Trưởng Ban Dương cũng lên mạng, động tĩnh này rõ ràng là quá lớn. Trưởng Ban Dương, tôi cũng trở tay không kịp với sự kiện này, không gạt ngài, bây giờ tôi cũng đã mở máy tính, để xem người kia có thể gây ra sóng gió gì nữa. Khi ánh mắt rất nhiều người đang chú ý lên Inte, Vương Tử Quân là người làm chủ lúc này đang dùng cơm tối với Mạc Tiểu Bắc ở nhà. Từ sau khi có con thì Mạc Tiểu Bắc vốn là một người điên cuồng công tác chợt biến thành người vợ gương mẫu. Chỉ cần nàng có thời gian rảnh, nàng sẽ liên tục học tập Tiểu Na. Điều làm cho Vương Tử Quân bội phục chính là Mạc Tiểu Bắc là một người thông minh, lại muốn học tập phương pháp nấu nướng từ trên Inte. Mạc Tiểu Bắc liên tục tìm kiếm các phương pháp nấu nướng, thế cho nên liên tục có nhiều món ăn mới, vì vậy mà thức ăn nhà Vương Tử Quân cũng càng ngày càng đa dạng hơn. Điều này cũng là làm khó Mạc Tiểu Bắc, vì nàng chỉ chú tâm học các món ăn vặt mà thôi, thế nhưng hương vị mới lạ của nó cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác khác biệt. Tối nay Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Na nấu khá nhiều món, có món nướng, canh chua. Món canh chua hương vị độc đáo, có hơi cay, cảm giác cay làm cho người ta sinh ra nhiều ý nghĩ. Tiểu Bảo có món cơm trứng, Mạc Tiểu Bắc nhìn hai người đàn ông của mình ăn cơm say sưa, thế là cảm thấy rất vui. Lúc này Mạc Tiểu Bắc căn bản không có tâm tình ăn cơm, bây giờ những tin tức điên cuồng trên Inte làm cho nàng cảm thấy áp lực vô tận. Lúc này hầu như tất cả trang web đều có tin tức chồng mình sắp trò chuyện trực tuyến, hơn nữa bọn họ còn kêu gọi cùng nhau đăng nhập cùng một lúc. Hầu như là muốn đưa Vương Tử Quân vào xu thế đầu sóng ngọn gió. Trước khi Vương Tử Quân về nhà thì Mạc Lão Gia Tử có gọi điện thoại đến. Mạc Tiểu Bắc nghe giọng nói run rẩy của ông nội, thế là nước mắt trào ra, không ngờ sự việc còn kinh động đến cả ông mình. Tiểu Bắc, anh đánh nhau cãi nhau với người ta, em lo lắng cái gì cho mệt. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên, lúc này kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ, hắn nên xuất phát. Các vị,
hôm nay đài truyền hình chúng tôi trước tiên sẽ tiến hành đưa tin về tình huống phát triển của sự kiện Bí thư Thị ủy La Nam thảo luận trực tuyến về tình hình phát triển thành phố La Nam, mong mọi người chú ý các tiết mục kế tiếp. Đài truyền hình đang phát chương trình thời sự, khi Vương Tử Quân rời đi thì đột nhiên vang lên âm thanh như vậy. Điều này làm cho Vương Tử Quân có chút sững sốt, thì ra không chỉ là Inte, ngay cả đài truyền hình cũng chen chân vào. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản không còn đường về, hắn ôm con và Mạc Tiểu Bắc, sau đó cười nói. Phải tin vào chồng mình, em chính là pháp bảo để anh tự tin giành chiến thắng. Mạc Tiểu Bắc cố nặn ra vẻ tươi cười, biểu hiện nàng cực kỳ giúp đỡ ý kiến của chồng. Bí thư Vương. Khương Long Cương nhanh chóng bước đến bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ ngưng trọng. Vì hắn biết rõ một lát sau sẽ có rất nhiều sự việc phát sinh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khương Long Cương, sau đó cùng Khương Long Cương lên xe. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Khương Long Cương nhìn vào số máy, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là trưởng phòng Lữ. Trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm lúc này gọi điện thoại đến, rõ ràng là nói về chuyện trò chuyện trực tuyến, Vương Tử Quân cười cười nói. Đưa điện thoại cho tôi. Bí thư Vương. Bây giờ phóng viên đến thành phố La Nam yêu cầu được phỏng vấn đã vượt qua 100 người, trước mắt còn có xu thế gia tăng. Lữ Hâm Sâm nói bằng giọng cực kỳ vội vàng. Hắn là trưởng phòng tuyên truyền thành phố La Nam, tuy hắn rất tự tin có thể làm tốt công tác và cho ra thành tích ở sự kiện này, thế nhưng lúc này quá nhiều phóng viên xuất hiện, không khỏi làm hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Vương Tử Quân cũng có chút chấn động, hắn không ngờ cử động của mình lại làm kinh động cho ra động tĩnh lớn như thế. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó cười nói. Mọi người đến đều là khách, có nhiều phóng viên chú ý đến sự phát triển của thành phố La Nam, đây là tin tốt cho thành phố chúng ta. Tin tức tốt sao? Lữ Hâm Sâm thật sự cảm thấy khổ sở, nhưng hắn cũng không thể nói ra được. Dù sao nhân vật chính của ngày hôm nay chính là Vương Tử Quân, nếu nói áp lực thì của Vương Tử Quân mới thật sự là lớn. Đám phóng viên kia bình thường bất động như thần Phật. Đến khi nghe thấy hương vị thì phóng ra như ruồi, cả đám chạy đến ồn ào, thật sự không ra thể thống gì. Lữ Hâm Sâm thầm cảm khái, hắn chuẩn bị cúp điện thoại, vì vậy cung kính nói. Bí thư Vương, ngài còn có gì cần phân phó không? Nếu các phóng viên đã đến đây, như vậy chúng ta cũng không thể cho bọn họ đến và về không? Anh phát cho bọn họ mỗi người một tư liệu tuyên truyền về thành phố La Nam, mượn cơ hội này chúng ta có thể tuyên truyền về thành phố La Nam. Lúc này mà anh còn có tâm tư tâng bốc sao? Tuy trong lòng không cho là đúng nhưng quyền uy của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam là cực kỳ mạnh mẽ, Lữ Hâm Sâm lên tiếng rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại Lữ Hâm Sâm, đồng chí Tân gọi điện thoại đến, lần này đồng chí Tân báo cáo cho Vương Tử Quân về tình huống trò chuyện trực tuyến. Sau khi nghe nói công tác đã chuẩn bị rất tốt, Vương Tử Quân cười nói. Thư ký trưởng Chí Tân. 10 phút nữa tôi sẽ đến hiện trường. Không phải đến 7 giờ 30 mới bắt đầu sao? Chúng ta nhân cơ hội nửa giờ để phát ra bản tin tuyên truyền về thành phố La Nam, có quá nhiều người chú ý, bây giờ chúng ta không lợi dụng để quảng cáo, chẳng phải đang tự phụ lòng mình sao? Vâng, Bí thư Vương. Đồng chí Tân đã chuẩn bị sẵn đoạn phim tuyên truyền về thành phố La Nam, lúc này hắn thật sự rất cảm khái, vì quảng cáo lần này nhất định sẽ có hiệu quả cực kỳ lớn. Có chỉ thị của Vương Tử Quân, tất cả quá trình được thực hiện từng bước một. Chỉ là vài phút thì bộ phim tuyên truyền cực kỳ chuyên nghiệp được dàn dựng công phu về thành phố La Nam được phát tán trên một kênh chuyên dụng trên Inte. Rất nhiều người đã online, bọn họ chuẩn bị chất vấn Vương Tử Quân, đột nhiên thấy trong khung hội thoại phát sáng, thấy điều này không khỏi làm cho bọn họ trở nên hưng phấn. Chẳng lẽ trò chuyện trực tuyến sẽ bắt đầu sớm hơn thông báo? May mà mình lên sớm. Nếu không cứ căn cứ vào thời gian của bọn họ, biết đâu khi online thì sự kiện đã kết thúc mất rồi. Khi bọn họ mở lớn khung hội thoại, chợt thấy một ứng dụng đang chạy video, một hình ảnh tươi đẹp hiện ra trên máy tính, kèm theo đó là một bản nhạc rất hay. Chào mừng đến với La Nam. Dòng chữ lớn đỏ tươi giống như những chiến sĩ phóng khoáng chợt xuất hiện cực kỳ có lực tương tác. Thành phố La Nam nằm ở phía nam tỉnh Sơn Nam, có giao giới với Hồ Bắc. Vì có hệ thống núi La Ngưu, lại ở phía nam, thế nên gọi là La Nam. Giọng nam trầm ấm vang lên, hình ảnh cũng liên tục biến đổi,
âm thanh vang vọng bên tai mọi người. Một vài hình cảnh về tình hình phát triển hiện tại của thành phố La Nam hiện ra trước mặt mọi người. Khi mọi người đang chú tâm đến nhân vật chính là Vương Tử Quân, bọn họ chợt thấy đoạn phim này, trong đầu nhiều người chợt xuất hiện một câu nói, đang làm quảng cáo. Trong nhà Lâm Trạch Viễn ở thành phố Ma Đô, lúc này Lâm Trạch Viễn đang cùng trò chuyện với Vương Quang Vinh. Hai người bọn họ cũng chú ý đến sự kiện của Vương Tử Quân, nhưng một cuộc gặp mặt quan trọng đã chiếm đi chút thời gian của bí thư Lâm Trạch Viễn. Vì thời gian còn sớm, hai người cũng không nói lời nào. Không ngờ cuộc gặp mặt quan trọng còn chưa diễn ra, đoạn phóng sự về thành phố La Nam đã được bắt đầu phát trên Inter. Tiểu tử này đúng là, còn có tâm tư làm quảng cáo, thật sự to gan. Lâm Trạch Viễn cười lớn nói. Vương Quang Vinh vốn cảm thấy hoảng sợ vì đoạn phim tuyên truyền đột nhiên xuất hiện, bây giờ nghe đánh giá của Lâm Trạch Viễn thì mới biết đứa con thường ra bài không theo quy tắc thông thường lại có một hành vi làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tiểu tử này thật sự quá hồ đồ. Ôi, cơ hội quá tốt, nếu không quảng cáo một chút chẳng phải là uổng phí sao? Anh cũng đừng mắng nó, rõ ràng nó là người cực kỳ có đầu óc kinh tế. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì dùng giọng khen ngợi lên tiếng. Quang Vinh, anh nói xem, bây giờ có bao nhiêu người đang xem đoạn phim tuyên truyền này? Chương 992, tôi đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió khen La Nam. Trước khi Lâm Trạch Viễn về nhà, Vương Quang Vinh đã thông qua một ít ban ngành để biết về con số chung. Lão nghĩ đến những người bị ép buộc phải xem quảng cáo, thế là sinh ra cảm giác dở khóc dở cười, chiêu thức này của con mình thật sự có trình độ. Hẳn là có không ít người. Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Không phải là không ít, mà là rất nhiều người, hơn nữa có không ít nhân vật lớn. Tiểu tử này làm ra thành tích không nhỏ ở thành phố La Nam, nhưng đối với một số lãnh đạo thì nó chỉ là con số mà thôi. Lúc này có một đoạn phim tuyên truyền thì sự việc lại khác, bọn họ căn bản sẽ có thêm kiến thức trực quan về thành phố La Nam. Nếu so sánh với Vương Quang Vinh thì Lâm Trạch Viễn nghĩ xa hơn. Chỉ cần đoạn phim tuyên truyền kia có 70% là sự thật, như vậy cho dù cuộc thảo luận trực tuyến về tình hình phát triển thành phố La Nam có vấn đề, chỉ sợ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thật vậy sao? Vương Quang Vinh lúc này quá cần an ủi, lão không biết nên làm thế nào để hóa giải nguy cơ lần này cho con trai của mình. Lâm Trạch Viễn nhìn bộ dạng căng thẳng của Vương Quang Vinh, hắn cười ha hả nói. Quang Vinh, sự việc không liên quan đến mình. Nếu cứ quan tâm thì tâm tình sẽ rối loạn. Nếu như người trong cuộc không phải là con của anh, chỉ sợ anh đã sớm có kết luận rồi. Quang Vinh, anh có một người con trai như vậy, tôi thật sự rất hâm mộ. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì dùng giọng tiếc hận tiếp tục. Năm xưa tiểu tử này đến nhà tôi, khi đó tôi nên nắm chắc cơ hội mới đúng. Chỉ tiếc là Lâm Dĩnh Nhi còn quá nhỏ, muốn chờ một chút, kết quả là bây giờ chỉ có thể hâm mộ suông mà thôi. Vương Quang Vinh nghe lời cảm thán của Lâm Trạch Viễn, thế là lúc này không biết làm sao cho phải. Khi hai người Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh đang bàn luận về Vương Tử Quân, lúc này ở khắp nước có không biết bao nhiêu người đang xem đoạn phim tuyên truyền về thành phố La Nam. Trong một địa điểm ở thủ đô, một người đang ngồi trên ghế salon nhìn đoạn phim tuyên truyền trên màn hình mà không khỏi dùng giọng ngạc nhiên nói. Đoạn phim quảng cáo xen vào trước thời gian xảy ra sự kiện là cực kỳ tốt. Cậu nói xem bọn họ tuyên truyền như vậy có bao nhiêu là sự thật. Một người đứng bên cạnh dùng ánh mắt cung kính nhìn người ngồi trên ghế, sau khi trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Thưa thủ trưởng, dựa theo con số báo cáo về tình hình phát triển kinh tế những năm gần đây của thành phố La Nam, tôi cảm thấy bộ phim tuyên truyền kia có 70% là sự thật. 70%? Người kia chợt lặp lại con số, sau đó chậm rãi nói. Nếu chỉ là 50% thì Vương Tử Quân đã là người quá giỏi rồi. Kinh tế phát triển hài hòa với tài nguyên, kinh tế phát triển hài hòa với hoàn cảnh, kinh tế phát triển hài hòa với xã hội. Xây dựng một thành phố La Nam giàu có, văn minh, liên tục phát triển về phía trước. Âm thanh vẫn liên tục vang lên trong phòng, đại nhân vật vừa rồi còn trầm ngâm không khỏi trừng mắt nhìn. Lão nhìn những con số lóe lên trên màn hình, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ý nghĩ rất tốt. Tuy chỉ có 4 chữ ngắn ngủi nhưng lại làm cho vẻ mặt người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lãnh đạo chợt biến đổi. Hắn đi theo thủ trưởng khoảng thời gian khá dài,
thủ trưởng là người cực kỳ hà khắc khi đánh giá người khác, cũng chỉ có vài người được thủ trưởng đánh giá như vậy mà thôi. Phải nói là đoạn phim tuyên truyền về tình hình phát triển của thành phố La Nam là cực kỳ thành công, vì nơi đây có công nghiệp phát triển, nông nghiệp và dịch vụ cũng có khí thế hừng hực, có phong cảnh tươi đẹp không tả xiết của khu du lịch Cô Yên Sơn, giống như một nơi thế ngoại đào viên, lại xuất hiện khung cảnh tranh nhau mua rượu Huyền Lộ Dịch, tất cả biểu hiện một thành phố La Nam phát triển không ngừng, tràn đầy sức sống. Người đàn ông trung niên nhìn lên những hình ảnh phấn chấn tinh thần trên màn hình, thế là không khỏi nghĩ đến con người đang được xào nấu nóng hừng hực trên mạng internet. Thầm nghĩ nếu đối phương có thể vượt qua sự kiện lần này, sau này nhất định phải kết giao. Khi đoạn phim tuyên truyền được phát đi một nửa thì trên internet đã cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người nói rằng đoạn phim này là giả, thành phố La Nam căn bản không tốt đẹp như vậy. Thậm chí còn có người đưa ra ảnh của mình chụp vài năm trước khi đến thành phố La Nam, sau đó phát biểu ý kiến. La Nam là thế nào thì cứ nhìn vào hình của tôi, mới 3-4 năm mà La Nam đã phát triển như hỏa tiễn vậy sao? Hình ảnh của người kia nhận được sự ủng hộ của nhiều người khác, ngay sau đó đưa đến một cơn bão lớn, rất nhiều tấm ảnh được tung lên mạng. Nhưng ngay sau đó lại có nhiều người tung lên internet những tấm hình mình chụp được khi đến thành phố La Nam du lịch, xem như tuyên truyền chính diện cho La Nam. Dưới tình huống mà cảm xúc của quần chúng đang phẫn nộ, người ta chợt lấy những tấm hình đó làm vũ khí tấn công. Lúc này trên internet chia ra làm hai phía, một bên vừa rồi còn ồn vào tuyên bố La Nam không như trong phim tuyên truyền, bên còn lại thì khẳng định những gì mình thấy tận mắt ở La Nam vào lúc này, phản kích giữa hai bên càng lúc càng sắc bén. Vô tình Vương Tử Quân chưa tham gia thảo luận trực tuyến nhưng trên internet đã rất ồn ào. Giả, đây là giả, phim tuyên truyền này rõ ràng là làm giả, mọi người chỉ cần xem các phim tuyên truyền của các thành phố khác là hiểu. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế của mình trong đại sảnh trò chuyện trực tuyến, lúc này những tranh luận về đoạn phim tuyên truyền của thành phố La Nam đã đến trình độ cực kỳ gay cấn. Nhưng lúc này có một người trên mạng chợt cho ra một bài viết, hơn nữa nơi đó còn có một đoạn phim tuyên truyền về một thành phố khác. Hầu như rất nhiều người nhảy vào thảo luận, càng làm công tác so sánh hai đoạn phim với nhau, sau đó bọn họ tìm ra rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên cũng là một hình ảnh núi non mê người, sau đó vài tòa nhà mọc lên, hầu như giống nhau như đúc. Ha ha ha, hai tòa nhà đồng nhất hiện lên ở một thành phố, xem ra lãnh đạo thành phố La Nam thật sự có tài. Dám lấy thành tích của người khác để vẽ lên mặt mình, đây không phải là quá gò ép sao? Tôi xem hôm nay không cần thảo luận về tình hình phát triển thành phố La Nam, rõ ràng là đang diễn kịch mà thôi. Đồng chí Tân luôn theo sát bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn những lời nghị luận kia, lại nhìn vẻ mặt Bí Thư Vương, thế là tâm tình trầm xuống. Hắn là người tự mình xét duyệt thông qua bộ phim phóng sự kia, vì sao lại xuất hiện tình huống này? Lúc này Bí Thư Vương chuẩn bị trò chuyện trực tuyến, lời dạo đầu lại khá bất lợi. Đồng chí Tân bắt đầu cảm thấy trán ướt đẫm mồ hôi, hắn nhìn lướt qua những thảo luận nóng hổi, sau đó dùng giọng cẩn thận xin chỉ thị. Bí Thư Vương, anh xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn căn bản quá quen thuộc với đoạn phim tuyên truyền này. Những năm qua hắn hết lòng vì thành phố La Nam, mỗi bước phát triển của La Nam đều là tâm huyết của hắn, những tòa kiến trúc kia đều nằm trong ngực hắn, không phải là của La Nam được sao? Chí Tân, thật giả rõ ràng, chúng ta là người có thật, còn sợ người ta đặt nghi vấn sao? Vương Tử Quân nói lời tỉnh táo làm cho đồng chí Tân cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao lại có hai bộ phim tuyên truyền về hai thành phố giống nhau như thế? Khi đám người trên Inte chuẩn bị phát động xu thế tấn công La Nam, cho rằng La Nam sao chép phim ảnh của thành phố Hư Vôm, lại có một người cho ra một topic khác. Tôi là người thành phố Hư Vô, chúng tôi xác nhận thành phố mình không có tòa nhà kia, tôi sẽ cho mọi người xem những đoạn phim về thành phố Hư Vô. Khi người này lên tiếng thì có kèm theo vài đoạn video, thế là không ít người chợt hiểu ra vấn đề, thì ra không phải là thành phố La Nam sao chép phim tuyên truyền của thành phố Hư Vô, căn bản là Hư Vô là người sao chép. Kết quả như vậy không khỏi làm cho người ta cảm thấy thổn thức không thôi. Chương 993, Mình Trần ra trận. Vương Tử Quân trò chuyện trực tuyến thu hút rất nhiều người, trong đó có cả phóng viên Triệu Vệ Đông.
Ngày nay truyền thông cảm thấy những chuyện liên quan đến quan chức thường thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, thế cho nên các phóng viên đều biểu hiện gương mặt ghét ác như cừu địch. Vừa nghe nói bí thư thị ủy La Nam có chiếc đồng hồ cả triệu bạc, thế là đám phóng viên chợt phấn khởi, nhanh chóng chạy đến vây quanh như ruồi bọ thấy thịt thối. Cô Băng, tôi cảm thấy lần này chúng ta có trò hay để xem rồi. Triệu Vệ Đông ngồi ở trên bàn tiệc dành cho phóng viên, hắn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Lý Băng ở bên cạnh. Lý Băng là một phóng viên mới được tòa soạn phái đến, dáng người cực kỳ yểu điệu, mái tóc dài, nói chuyện ngọt ngào, lại cực kỳ xinh đẹp. Nàng vừa đến tòa soạn xin việc đã làm cho đám phóng viên nam vốn đang độc thân lâu năm tôn vinh làm đóa hoa đẹp nhất đơn vị. Triệu Vệ Đông là người đã có bạn gái, hơn nữa gần đây đã tính đến chuyện kết hôn, thế nhưng ở thời đại mà gái đẹp xuất hiện lớp lớp, có người đàn ông nào chịu đi bộ trong hẻm nhỏ nhà mình. Vì vậy ở góc độ tự thân, hắn căn bản không cần chú ý những gì phát sinh sau khi mình biểu hiện che chở cho người đẹp Lý Băng. Từ phương diện triết học có nói khi đàn ông động dục thì căn bản không khác gì động vật, không phải chim được muốn thu hút chim cái mới cố gắng làm cho mình một bộ lông cánh quyến rũ sao. Vì vậy mỗi lần có nhiệm vụ thì Triệu Vệ Đông đều cố gắng phơi bày ra tài năng của mình trước mặt Lý Băng. Lý Băng nhíu cặp mày xinh đẹp, nàng căn bản hiểu rõ tâm tư của Triệu Vệ Đông, thế nhưng lại không vạch trần hắn, không tiếp nhận nghĩa là không tiếp nhận. Lý Băng rất tự tin với diện mạo của mình. Nếu như không có đám ong thợ này bay vo ve chung quanh thì ngược lại là không bình thường. Nhưng lúc này Lý Băng căn bản không có tâm tư để ý đến Triệu Vệ Đông, ánh mắt của nàng đang đặt lên người ngồi trong trung tâm đại sảnh, người đàn ông kia thật sự là quá trẻ. Trước khi đến thành phố La Nam thì Lý Băng căn bản không có hảo cảm đối với người đàn ông đang đứng đầu một phương này, không phải là một kẻ dựa thế gia đình sao? Dựa vào năng lực phấn đấu cá nhân thử xem. Anh có thể tự mình lên đến vị trí hiện tại sao? Một tên ăn chơi trác táng đeo đồng hồ tiền triệu lại có thể tiến lên vị trí bí thư thị ủy, hơn nữa còn rêu rao khắp nơi, thật sự là cặn bã. Nhưng khi tiến vào trong hội trường, khi thấy người đàn ông kia vững vàng ngồi bên trong, thế là Lý Băng chợt cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của người đàn ông kia căn bản là rất tinh khiết, căn bản không có chút khí chất bạo ngược, cảm giác chán ghét của nàng trước đó căn bản cũng không còn. Lý Băng cảm thấy có chút bực bội, ánh mắt lại nhìn lên những gì đang phát sinh trên màn hình. Lúc này những dòng chữ trên màn hình liên tục thay đổi, nhưng nội dung vẫn là những câu nói mang tính chất gây sự. Đối phương có thể vượt qua cửa ải này được sao? Vương Tử Quân là một bí thư thị ủy còn quá trẻ tuổi, nếu như lấy một cô gái nhà giàu, những thành tựu vượt quá mức người thường như vậy sẽ nhất định bị người ta ghen ghét. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý thù hận kẻ giàu có, đám người chung quanh sẽ cho ra những lời tấn công rất mạnh, điều này là bình thường. Vương Tử Quân lại còn ngồi đó cố gắng làm ra vẻ, thật sự là suy nghĩ quá đơn giản. Băng Băng, tôi cảm thấy chỉ cần một phút nữa sẽ có hàng ngàn câu hỏi được đưa đến, nếu như sự chú ý như vậy xuất hiện trên người ngôi sao điện ảnh, bọn họ có thể không vui sao. Nhưng điều này rơi lên người quan viên, rõ ràng chỉ có thể phát sinh kết quả không may. Triệu Vệ Đông nói rồi đưa chiếc camera mới nhất trong tay lên, lại dùng giọng càn rỡ lên tiếng. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ chụp một tấm ảnh, hì hì, biết đâu sẽ đạt được giải thưởng gì đó. Khi Triệu Vệ Đông nâng camera lên, Lý Băng chợt phát hiện những người bên trong cũng đang giữ chặt lấy trang thiết bị, bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lại những hình ảnh quý giá. La Tiểu Quyên là người được đài truyền hình phái đến để dẫn chương trình. Lúc này bàn tay đã vã mồ hôi hột. Tuy sự kiện trò chuyện trực tuyến lần này căn bản là không có bao nhiêu công tác cho nàng, thế nhưng bí thư thị ủy đồng chí Tân gọi điện thoại đến đài truyền hình cho ra yêu cầu, giám đốc đài truyền hình vẫn phải phái một đóa hoa như nàng đến tham gia chương trình. La Tiểu Quyên là một người dẫn chương trình, nàng căn bản rất mẫn cảm với tin tức. Tuy nhìn vẻ bề ngoài thì thấy bí thư thị ủy Vương Tử Quân căn bản giống như không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Thế nhưng mọi người đều thầm hiểu rõ vấn đề. La Tiểu Quyên là người sống từ nhỏ ở thành phố La Nam, nàng căn bản hiểu rất rõ tình huống về La Nam. Khi tất cả những lời nghị luận phóng đến Vương Tử Quân như thủy triều, nàng cũng có tâm tư gánh một phần trách nhiệm cho Bí Thư Vương. Dù đến bây giờ La Tiểu Quyên vẫn chưa từng tiếp xúc gần với Bí Thư Vương Tử Quân, nhưng những biến hóa quá rõ ràng của thành phố La Nam lại hiện hữu ngay trước mắt. Chưa nói đến tình huống 2 năm qua tiền lương của nàng liên tục gia tăng,
thậm chí khu nhà nàng đang ở cũng biến đổi từng ngày, còn mua được một căn nhà ở khu dân cư mới. Hai năm qua giao thông ở thành phố La Nam liên tục phát triển tiện lợi, bốn phương thông suốt, khách du lịch đến rất đông tạo nên xu thế phát triển hừng hực. Thậm chí khi mà danh tiếng của thành phố La Nam dần tăng tiến, nàng cũng sinh ra cảm giác tự hào về quê hương của mình. Không phải Bí thư Vương Tử Quân là người đã một tay gầy dựng lên sức sống và thúc đẩy thành phố La Nam phát triển sao? Sau khi Inte công bố tin tức, La Tiểu Quyên cảm thấy cực kỳ căm phẫn, nàng cũng tiến lên giải thích thay cho Bí thư Vương. Nhưng lực lượng Inte quá mạnh, nàng giải thích cũng giống như ném đá xuống biển, căn bản là không còn bất kỳ thứ gì sót lại. Khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đưa ra kết quả điều tra, La Tiểu Quyên cảm thấy cực kỳ vui mừng. Không ngờ Bí thư Vương lại là người có tâm huyết như vậy, thậm chí còn muốn trò chuyện trực tuyến, không biết trong sự việc này có bao nhiêu hiểm nguy phong ba. La Tiểu Quyên nắm chặt bàn tay, nàng nhìn viên bí thư thị ủy trẻ tuổi mang đến chuyển biến từng ngày cho thành phố La Nam. Bí thư Vương sẽ trả lời thế nào? Nàng nhìn gương mặt vẫn treo nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng sinh ra xúc động muốn khóc. Nếu để cho La Tiểu Quyên lên tiếng, nàng sẽ nói rằng với cống hiến của Bí thư Vương cho thành phố La Nam, thật sự là không thể bỏ qua công lao, một chiếc đồng hồ Patek Philippe bị coi là cái gì chứ? Nhưng La Tiểu Quyên biết mình không thể, nàng chỉ có thể đứng bên dưới nhìn Vương Tử Quân ung dung bình tĩnh mà thầm đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Có rất nhiều người có tâm tư như La Tiểu Quyên, bọn họ đứng ở bốn phía nhìn chằm chằm vào Bí thư Vương Tử Quân. Đồng chí Tân siết chặt bàn tay, dù hắn là người chủ quản của chương trình lần này, thế nhưng hắn căn bản là bó tay chịu trói, chỉ có thể đứng yên xem kết quả cuối cùng. Vương Tử Quân giống như biết được đồng chí Tân đang căng thẳng, hắn mỉm cười nhìn đồng chí Tân, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại chờ câu trả lời của Vương Tử Quân. Tôi rất vui khi dùng phương pháp này để có thể được gặp mặt mọi người. Mục đích chủ yếu của tôi là trưng cầu ý kiến của mọi người về phương hướng phát triển thành phố La Nam. Nếu bây giờ các vị quan tâm đến chiếc đồng hồ của tôi như vậy, tôi sẽ trả lời vấn đề này trước. Khi thấy hàng chữ này thì phản ứng của người quan sát rất khác nhau, có người cho rằng Vương Tử Quân đang cố ý kéo dài thời gian, có người mắng Vương Tử Quân quá xảo quyệt. Thế nhưng đám người thân cận với Vương Tử Quân thì lại thở dài một hơi. Tiểu tử này rất tốt. Có thể bình tâm tĩnh khí, chấn định tự nhiên, quả nhiên có phong thái lớn. Vương Tử Quân không nghe được những lời khen chê không đồng nhất về mình, thế nhưng màn hình vốn liên tục biến đổi chợt khựng lại. Không ai mở miệng chất vấn, thế nhưng bầu không khí trầm mặc càng là hồi chuông thúc giục cực kỳ gấp gáp. Lý Băng, cô nói xem lúc này Vương Tử Quân sẽ nói gì. Triệu Vệ Đông nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang căng cứng của Lý Băng, hắn khẽ mở miệng. Lý Băng duỗi một ngón tay xuýt một tiếng với Triệu Vệ Đông, ánh mắt lại đưa lên màn hình lớn. Chiếc đồng hồ của tôi là vật đính ước của vợ tôi. Màn hình vẫn yên tĩnh, không ai mở miệng với câu trả lời này, giống như tất cả đang tiêu hóa tin tức đến từ Vương Tử Quân. Một giây, hai giây, ba giây. Vương Tử Quân nhìn qua màn hình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Nếu như nói có ai thoải mái nhất trong lúc này thì chính là hắn. Trước khi bắt đầu thì hắn có chút căng thẳng, chỉ sợ mình thao tác không tốt sẽ phát sinh tình huống xấu. Thế nhưng khi những tin tức truyền đến như thủy triều, hắn căn bản lại cực kỳ bình tĩnh. Vương Tử Quân bình tĩnh nhìn tất cả những gì đang diễn ra, nhưng tâm tư của hắn liên tục biến đổi, đầu óc cũng thầm tính toán những gì mình nên nói tiếp theo. Hai vợ chồng các người là có quyền có tiền, rõ ràng là quyền tiền kết hợp. Những lời bình luận chợt lóe lên. Chỉ sau nháy mắt đã có hàng chục lời bình như vậy. Con bà nó, thì ra là như vậy, thì ra vợ là người giàu có, thật sự rất hâm mộ. Hừ, không phải quyền tiền kết hợp sao? Đáng thương cho đám người chúng ta, chỉ có thể biết hâm mộ mà thôi. Những tiếng mắng chửi liên tục vang lên như thủy triều. Khi những dòng chữ liên tục xuất hiện trên màn hình, trong một gian phòng tổng thống của khách sạn 5 sao vừa được xây dựng ở thành phố Đông Bộ, Tào Viễn đang bấm điện thoại với nụ cười vui vẻ. Anh rể, anh đã xem chưa? Có thỏa mãn không? Trong ký ức của Nguyễn Chấn Nhạc thì cậu em vợ Tào Viễn là người ít khi gọi điện thoại cho mình, người này căn bản không muốn tiếp xúc với hắn. Nhưng Tào Viễn không phải chỉ một lần lên tiếng nói rằng Nguyễn Chấn Nhạc là người tương lai vô hạn, sẽ là người có địa vị cao trong quan trường, thậm chí cũng rất sợ hãi Nguyễn Chấn Nhạc.
Nếu như không phải Tào Viễn phát hiện sự việc, sau đó bỏ tâm tư tìm người trợ giúp, chỉ sợ sự việc sẽ không đến cục diện tốt như hôm nay. Nhưng Vương Tử Quân kia thật sự có bản lĩnh, điều kiện của thành phố La Nam còn mạnh hơn cả thành phố Sơn Viên, chẳng qua anh có bản lĩnh thế nào cũng khó thoát được kiếp này. Anh rể, em đang chờ cơ hội chúc mừng anh đây. Tào Viễn cười hì hì nói. Giám đốc Tào, người mở miệng mắng là quá nhiều, chúng ta căn bản không thể lên tiếng. Một tên thanh niên đeo kính có dáng điệu lếch thếch đi đến bên cạnh Tào Viễn rồi khẽ nói. Quá nhiều, không chen lời được. Tào Viễn biết rõ đám người mình thuê về có trình độ gì, ngay cả bọn họ cũng không thể chen lời, như vậy sẽ có bao nhiêu người đang bình luận. Ha ha, các cậu cứ tiếp tục bình luận, hừ, tiền sẽ không thiếu, ha ha ha. Tào Viễn cực kỳ hưng phấn, hắn vỗ vỗ vai tên thanh niên kia rồi nói. Tên thanh niên kia cũng cười hai tiếng, sau đó tiếp tục chạy đi, lúc này bên trong có hàng chục chiếc máy tính đang kết nối Inter. Hào Nhất Phong vô thức dụi mắt, chỉ cảm thấy hai mắt hơi chát, thật sự là già rồi, chỉ cần nhìn vào màn hình máy tính cũng làm cho lão sinh ra cảm giác chảy nước mắt. Vẫn là năm tháng không buông tha cho con người. Hào Nhất Phong thầm cảm khái, nhưng tâm tình của lão là rất tốt. Tình huống đặt câu hỏi điên cuồng làm cho lão sinh ra cảm giác như thấy người nào đó đang bị lửa thiêu. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Hào Nhất Phong chợt nhíu mày, cuối cùng cũng nghe điện thoại. Bí thư Nhất Phong, tôi là Quan Vĩnh Hạ, vừa rồi phòng tuyên truyền vừa gọi điện thoại đến, hỏi xem phòng tuyên truyền tỉnh ủy có nên ra mặt can thiệp hay không. Quan Vĩnh Hạ dù không nói rõ can thiệp cái gì, nhưng Hào Nhất Phong lại biết rất rõ ràng. Lúc này lão cười nói, thư ký trưởng Vĩnh Hạ, một bí thư thị ủy thông qua INTE để phát biểu ý kiến cho dư luận, lại thảo luận về tình hình phát triển kinh tế, điều này rất phù hợp với tinh thần làm việc của đảng. Chúng ta đến từ quần chúng và đi vào quần chúng, có gì để can thiệp chứ? Chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực của những sự việc mới mẻ, không cần quá ngạc nhiên. Hào Nhất Phong nói rồi cúp điện thoại, lão nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Lại ném ánh mắt về phía màn hình. Bí thư Vương, nếu như chiếc đồng hồ của anh là vật đính ước của vợ, như vậy anh có thể công bố về nghề nghiệp và nguồn gốc tài chính của vợ mình không? Tôi nghe nói cô ấy là một quân nhân, trong nước chúng ta thì tiền lương quân nhân có thể đủ mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe sao? Lý Chính Nam dùng ánh mắt căng thẳng nhìn lên màn hình máy tính, lúc này bên trong quán net còn có hơn chục người bạn đang hò hét trợ uy cho Bí thư Vương. Mọi người căn bản đang căng thẳng chú ý đến tiến triển sự việc. Bộ phim tuyên truyền về thành phố La Nam trước đó thật sự làm cho bọn họ cảm thấy phấn chấn, dù bọn họ cảm động lây vì sự biến đổi của thành phố La Nam, thế nhưng đoạn phim kia có lực tương tác rất cao, bọn họ vẫn cực kỳ kinh ngạc. Nơi này chính là La Nam, bọn họ là người La Nam. Hừ, lấy một người phụ nữ giàu có thì làm sao? Chẳng lẽ Bí thư Vương không được lấy một người vợ có tiền à? Một tên thanh niên cường tráng ngồi bên cạnh Lý Chính Nam dùng giọng bất bình nói, bộ dạng như nghé con nổi giận. Trong những âm thanh lộn xộn, Lý Chính Nam cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Hắn cũng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ câu trả lời của Bí thư Vương. Vợ tôi là một quân nhân, trong nhà cô ấy có bao nhiêu tiền thì tôi không biết, thế nhưng tôi vững tin số tiền của cô ấy là làm ra hợp pháp. Khi dòng chữ nhỏ này xuất hiện thì tình huống đối thoại đang ngưng trệ chợt trở nên điên cuồng. Bí thư Vương, anh đừng nói chuyện đâu đâu, vợ anh có nguồn thu hợp pháp thì có thể mua được đồng hồ Patek Philippe sao? Gì chứ, nếu được như vậy thì tôi cũng đi lính bảo vệ quốc gia rồi. Là đơn vị nào mà tốt như vậy, thật sự là cầu không được. Bí thư Vương, xin hỏi vợ của anh có phải đang công tác trong đơn vị có tiền nhất nước không? Chương 994, Người La Nam. Lý Chính Nam vốn đã chuẩn bị xong, chuẩn bị gửi lên vài chục câu nói ủng hộ Bí thư Vương. Nhưng lúc này hắn căn bản hết chỗ nói, anh nói xem, tôi phải biện luận giúp như thế nào đây. Những người khác trong quán net cũng tỏ ra rất nghiêm túc, bọn họ nhìn những câu nói liên tục được đưa lên màn hình, cũng không biết phải làm sao cho tốt. Lúc này đám phóng viên trong hội trường cũng lẳng lặng nhìn người đàn ông ngồi giữa đại sảnh. Vẻ mặt của bọn họ rất kinh ngạc. Triệu Vệ Đông đặt chiếc camera trong tay xuống, hắn khẽ nhìn Lý Băng rồi nói. Lý Băng, tên họ Vương này có phải bị lừa đá vào đầu không, vì sao lại nói ra những lời như vậy?
Lý Băng không nói gì, nàng nhìn Vương Tử Quân vẫn ung dung ngồi bên trên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu Lý Băng xuất phát từ tâm lý đồng tình của một người phụ nữ thì đồng chí Tân lại xuất phát từ tương lai của lãnh đạo mình. Người trong nước thường có tình cảm sâu đậm với người giúp đỡ mình, đồng chí Tân là một người được Vương Tử Quân lôi ra từ trong đống đổ nát, sao hắn có thể quên cho được. Nếu không có sự tán thưởng của Vương Tử Quân, đồng chí Tân căn bản không thể nào phát triển đến mức này. Bây giờ hắn càng là người phải tiến lên đầu sóng ngọn gió, càng là người phải đứng ra chịu áp lực thay cho lãnh đạo mới đúng. Đồng chí Tân cảm thấy khó thể nào ngăn cản được tình huống vào lúc này, thế nhưng trơ mắt nhìn là phương pháp cực kỳ không hay. Chính mình nên làm gì bây giờ? Đồng chí Tân gãi gãi đầu, hắn thật sự sốt ruột vì cảm giác bó tay chịu trói của mình. Lúc này có không biết bao nhiêu người đang chú ý đến những biến hóa của sự kiện lần này, những trang web trước đó luôn chú tâm đã biến kiểu chữ của Vương Tử Quân thành màu đỏ, cố gắng đẩy lên vị trí dễ thấy nhất, bắt mắt nhất. Tuy những trang web cũng không cho ra những lời bình luận, thế nhưng thực tế thì bọn họ cũng không phải không hề có ý nghĩ với Vương Tử Quân. Tử Quân đang làm gì vậy? Y Phong ôm Tiểu Điềm đậu, nàng nhìn màn hình máy tính rồi hỏi Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm cũng có một tảng đá lớn trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại khẽ an ủi. Không có gì, nguồn gốc tài sản của Tiểu Bắc không là vấn đề, Tử Quân không có chuyện gì đâu. Ba ba, Tiểu Điềm đậu cũng không rõ hai bà mẹ của mình đang nói gì, thế nhưng sau khi nghe thấy tên bố, không khỏi mở miệng dùng giọng ngọt ngào nói. Nếu mọi người đã muốn tìm hiểu nguồn gốc tài sản của vợ tôi cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Mời các vị tìm nhấp vào menu Star, sau đó nhấp vào khung Zoom, cho vào nội dung em yêu anh chọn đời chọn kiếp, sau đó nhấn Enter. Một dòng chữ chợt xuất hiện trên màn hình, Tần Hồng Cẩm và Y Phong nhìn dòng chữ kia và chợt ngây cả người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tử Quân thật sự đang bị gì sao? Những năm qua Tần Hồng Cẩm khống chế tập đoàn Quân Thành, có thể nói đã trải qua đủ bão giông, nhưng lúc này đối mặt với đáp án của Vương Tử Quân vẫn có chút hoảng hốt. Vương Tử Quân đang làm gì vậy? Y Phong càng không tự chủ được phải buông lỏng tay, thiếu chút nữa làm cho Tiểu Điềm đậu rơi xuống đất. Hai người Tần Hồng Cẩm và Y Phong hầu như cùng nhìn về phía đối phương giống như có tâm hữu linh tê. Tần Hồng Cẩm chợt có phản ứng, nàng bắt đầu thao tác giống như những gì được thấy trên màn hình. Lúc này ở những nơi có kết nối Internet, có không ít bao nhiêu người đang cho ra những hành động tương tự như vậy. Trong một biệt thự ở thủ đô, nhân viên công tác đang dùng ánh mắt trần trờ nhìn lãnh đạo của mình, chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị cao nhất. Tuy lúc này hắn đã rất tò mò, thế nhưng lãnh đạo chưa lên tiếng thì căn bản là chưa thể hành động. Để xem tiểu tử kia đang chơi trò gì. Giọng nói nhàn nhạt ẩn giấu ý nghĩa chân thật đáng tin chợt vang lên. Lúc này trong nhà Lâm Trạch Viễn, bí thư Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua Vương Quang Vinh, sau đó bắt đầu thao tác trên máy tính. Nhưng ngón tay hai người khá khô cứng, căn bản không được nhanh nhạy như thanh niên. Bí thư Lâm, ngài gõ lộn rồi, không phải là chọn kiếp chọn đời, là chọn đời chọn kiếp. Vương Quang Vinh nhìn Lâm Trạch Viễn gõ phím, sau đó khẽ nhắc nhở. Lâm Trạch Viễn luống cuống tay chân xóa đi dòng chữ ghi sai, lại không ngờ quính quáng mà xóa bỏ tất cả. Tiểu tử này ném cho người ta nan đề khó khăn, để xem có thể làm ra trò gì đây. Lúc này trong quán Inte thành phố La Nam, Lý Chính Nam cũng nhanh chóng thực hiện thao tác, sau đó hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi chờ đợi. Trấn Nhạc, Vương Tử Quân đang làm trò quỷ gì vậy? Tào Chân Nhi vừa thực hiện theo đúng thao tác trên màn hình máy tính vừa trầm giọng hỏi Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc không mở miệng, hắn nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng lại sinh ra cảm giác rất xấu. Trong quá trình đấu tranh gay gắt với Vương Tử Quân, hắn thật sự hiểu khá rõ về người này, trong mắt hắn thì Vương Tử Quân xảo quyệt như một con hồ ly, lúc này đối phương cho ra câu nói trịnh trọng, chắc chắn không phải hạng ngu xuẩn. Sự việc bây giờ diễn tiến khác thường, càng nói rõ chiêu thức của Vương Tử Quân căn bản là không đơn giản. Thế sự khác thường, vì sao lại như vậy, Nguyễn Trấn Nhạc rất tin tưởng vào điều này. Khi Tào Chân Nhi thực hiện xong thao tác, Nguyễn Trấn Nhạc mím miệng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Màn hình màu đen. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn màn hình màu đen mà thật sự choáng váng, sau gõ vào dòng chữ kia thì màn hình máy tính lại biến thành màu đen. Vương Tử Quân đang làm gì vậy?
Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang tức giận mắng thầm, lúc này ở những địa phương khác, cùng một thời điểm như vậy cũng có nhiều người đang chửi ầm lên. Mau khởi động lại. Nguyễn Chấn Nhạc trầm giọng nói với Tào Chân Nhi. Khi Tào Chân Nhi đang loay hoay khởi động lại máy tính, đột nhiên một luồng sáng bừng lên trên màn hình máy tính như sao băng rạch nát bầu trời đêm, màn hình được chiếu sáng. Lúc đầu chỉ là một luồng sáng nhỏ, sau đó liên tục xuất hiện nhiều điểm ảnh, giống như những ánh sao sáng rực tô sáng bầu trời. Hình ảnh đẹp đẽ trên màn hình làm cho người ta sinh ra cảm giác như thấy mưa sao băng. Tào Chân Nhi nhìn vào hình ảnh trên màn hình mà không khỏi ngây cả người, là một người phụ nữ, tất nhiên nàng cũng thích những thứ gì tạo hình đẹp đẽ. Lúc này những điểm sáng càng thêm nhấp nháy, càng ngày càng dao động mạnh, cuối cùng thì bừng lên, hai bóng người xuất hiện trên màn hình. Hình ảnh hai người kia như ánh sao, có vẻ hư vô mờ mịt, thật sự không thấy rõ vẻ mặt và ánh mắt. Thế nhưng hai người kia lại nắm chặt tay nhau, không cần nghĩ cũng biết nó có ý gì. Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc, một đời một thế. Đây là có ý gì? Lý Băng dùng giọng hiếu kỳ hỏi Triệu Vệ Đông, mà Triệu Vệ Đông cũng căn bản không hiểu gì. Vương Tử Quân không phải đang cố ý kéo dài thời gian sao? Khi hai người Triệu Vệ Đông và Lý Băng đang đàm luận, trên màn hình chợt xuất hiện một đoạn văn. Bí thư Vương, ngài có phải đang đùa với chúng tôi không? Căn bản là không thể thực hiện được, tôi làm đến bước thứ ba thì chỉ thấy một dòng chữ một đời một thế, đúng là quá quỷ quái. Triệu Vệ Đông nhìn những dòng chữ kia mà không nhịn được nói. Cô nhìn kìa, anh ta căn bản không có phản ứng, tôi thấy đáp án như vậy sẽ làm cho người ta càng thêm kích động công kích mà thôi. Đúng là ngốc, vì sao lại không phản ứng, rõ ràng có một cảnh tượng rất đẹp làm cho người ta cảm động. Bí thư Vương, tôi muốn hỏi một chút, Mạc Tiểu Bắc là ai? Vì sao máy tính của tôi lại cất giấu một thứ như vậy? Nói ai ngốc đấy, ông nói sự thật, không lừa lọc làm gì. Người này còn chưa kịp nói xong thì những lời khác lại hiện lên thay thế, lúc này trên màn hình chỉ có một câu hỏi duy nhất, Mạc Tiểu Bắc là ai? Vương Tử Quân nhìn vấn đề trên màn hình, hắn lại gõ bàn phím, một hàng chữ chợt hiện ra trên màn hình. Thật sự xin lỗi, tôi vừa rồi nói không rõ ràng, chỉ lệnh kia chỉ dùng cho sản phẩm hệ điều hành trong nước, không hỗ trợ với hệ điều hành của nước ngoài. Đúng vậy, tôi dùng hệ điều hành nước ngoài. Nhưng lúc này lời nói của người kia căn bản còn chưa được Vương Tử Quân xem hết, đã bị người khác thay thế, vấn đề vẫn là như cũ, Mạc Tiểu Bắc là ai? Mạc Tiểu Bắc chính là người thiết kế chủ yếu của sản phẩm hệ điều hành trong nước. Còn không đợi Vương Tử Quân trả lời, một đáp án chợt hiện ra trên màn hình. Khi đáp án này được đưa lên, hàng loạt tin tức về Mạc Tiểu Bắc chợt xuất hiện. Nhưng những tin tức kia căn bản là không quan trọng, tất cả mọi người chỉ chú tâm vào một thông tin, Mạc Tiểu Bắc chính là người thiết kế chủ yếu của sản phẩm hệ điều hành đang được dùng trong nước. Trong nước có rất nhiều kỹ thuật lạc hậu hơn nước ngoài, thế cho nên người trong nước cũng không có nhiều thứ để tự hào. Nhưng hệ điều hành trong nước có danh tiếng rất lớn, lại là thứ làm cho người ta kiêu ngạo. Những năm gần đây tuy số lượng người dùng hệ điều hành này tăng lên chóng mặt, thế nhưng bọn họ căn bản không biết rõ ai là người thiết kế ra nó. Trong mắt nhiều người thì đó là kết quả kết tinh của một tập thể, là kết quả cố gắng của một đám chuyên gia máy tính. Nhưng bây giờ tin tức nhận được lại làm cho đám người chấn động. Hệ điều hành có thể cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài, có thể phát triển mạnh mẽ trong nước được chính một người thiết kế chủ yếu, người đó lại là Mạc Tiểu Bắc. Chỉ sau khoảnh khắc thì tin tức này làm cho tất cả âm thanh nghi vấn chợt câm lặng, lúc này các trang web có tiếng cũng đưa ba chữ kia lên tiêu đề của mình, lúc này Mạc Tiểu Bắc xem như một lần thành danh. Không có người lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đã chấp nhận đáp án này. Nếu như không phải Mạc Tiểu Bắc là người thiết kế hệ điều hành bọn họ đang dùng, như vậy sao máy tính lại có hình ảnh khi gõ chỉ lệnh kia? Một người phụ nữ thiên tài dùng hai bàn tay tinh xảo của mình để giữ lại hình ảnh giữ mình với người yêu trong một sản phẩm chính tay tạo ra, điều này không khỏi làm cho mọi người chợt trầm mặc, không biết nói gì cho phải. Tần Hồng Cẩm nhìn hình ảnh hai người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc vẫn nhấp nháy trên màn hình, trên mặt có một vệt nước mắt. Lúc này trong đầu nàng liên tục có nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một dãy số quen thuộc. Công bố thông tin ký kết hợp đồng giữa công ty chúng ta và nữ sĩ Mạc Tiểu Bắc lên Inte. Tần Hồng Cẩm nói xong thì cúp điện thoại.
Khi Tần Hồng Cẩm cho ra chỉ thị công bố tin tức, lại giống như một tảng đá khổng lồ ném vào hồ nước. Tập đoàn Quân Thành thường thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong nước, bây giờ công bố tin tức càng làm cho người ta chấn động. Thì ra hệ điều hành mà chúng ta đang dùng được Mạc Tiểu Bắc thiết kế, hơn nữa Mạc Tiểu Bắc còn có hợp đồng hợp tác với tập đoàn Quân Thành, như vậy Mạc Tiểu Bắc sẽ có được bao nhiêu trong hợp đồng như vậy? Mạc Tiểu Bắc sẽ có bao nhiêu tiền? Không biết bao lâu sau một câu hỏi xuất hiện trên màn hình. Mặc kệ Mạc Tiểu Bắc có bao nhiêu tiền, đều là tiền do chính cô ấy lấy được. Nếu không có Mạc Tiểu Bắc, chúng ta sao có một hệ điều hành để hãnh diện? Những hệ điều hành khác thậm chí cũng không hơn gì chúng ta, nếu ai còn nghi vấn về tài sản của Mạc Tiểu Bắc, ông sẽ chửi cả họ nhà hắn. Ý kiến của anh cũng là ý kiến của tôi, Mạc Tiểu Bắc sẽ có nguồn thu lớn, có lẽ là bây giờ càng có thêm thu nhập. Đúng vậy, chưa nói đến việc người ta có cống hiến, hơn nữa đồng tiền do người ta tự tay kiếm được, hơn hẳn đám người con nhà giàu ở bên ngoài. Các người nhanh chóng đặt câu nghi vấn, tạo ra sức hút với người khác, đẩy những lời nghị luận về quỹ đạo cũ. Tào Viễn cảm thấy tình huống biến chuyển, tế là dùng giọng hổn hển nói. Tên thanh niên đeo kính khẽ lau mắt nói. Giám đốc Tào, chúng ta đã viết vài trăm câu, thế nhưng nó là quá ít, căn bản không có tác dụng, nhanh chóng bị người ta vùi xuống bùn. Tiếp tục đi. Tào Viễn vỗ mạnh lên bàn rồi dùng giọng hung hăng gầm lên. Tiếp tục cho ra những câu nghi vấn, nói về những gì không hay liên quan đến Mạc Tiểu Bắc. Sau khi nghe ông chủ phân phó thì vẻ mặt tên thanh niên chợt biến đổi, hắn đang định lên tiếng cho đám người tiếp tục công tác, đột nhiên một thanh niên cách đó không xa đứng lên. Tôi không thèm, công kích một tên tham quan thì không có vấn đề, nhưng nếu nói tôi công kích một nữ thần làm cho chúng tôi kiêu ngạo, thật sự không có lương tâm, ông không làm. Đúng, mặc kệ chúng mày, dù có cho nhiều tiền thì chúng tao cũng không bán đi nhân cách của mình. Vài tên thanh niên chợt đứng lên theo lời kêu gọi của đồng bọn. Tào Viễn thật sự không ngờ trong đội ngũ của mình lại có kẻ tạo phản, vẻ mặt hắn chợt trở nên cực kỳ dữ tợn. Ai dám bỏ đi, tôi sẽ không tra cho một xu nào. Bỏ, xem như làm không công, chúng tao cũng không muốn làm chuyện trái với lương tâm. Vài tên thanh niên nói xong thì đẩy cửa đi ra. Đây là người mà mày tìm về sao? Tao nói cho mày biết, không có xu nào cho bọn họ cả, không có một xu. Tào Viễn chỉ vào tên thanh niên đeo kính trước mặt rồi gầm lên. Tào tiên sinh, coi như chúng tao làm cho chó, tạm biệt. Tên thanh niên đeo kính đẩy bàn thật mạnh rồi đi ra ngoài cửa. Mày, mày! Tào Viễn vừa rồi còn hung hăng hất hàm sai khiến, bây giờ lại không nói nên lời, hắn đập ngã cái bàn rồi thở hổn hển nói. Vạn tuế! Trong tiếng tung hô, Lý Chính Nam thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, cảm giác sảng khoái không thể tả làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Biểu hiện thất thố như vậy của Lý Chính Nam cũng không có gì là quá đáng. Vì lúc này trong quán net cũng không phải chỉ có một mình hắn, thậm chí còn có hai người xa lạ cùng đứng lên ôm lấy nhau, biểu hiện sự sung sướng của mình. Đúng vậy, thật sự sung sướng, bọn họ là người kiên định ủng hộ Bí Thư Vương, bọn họ đã bỏ ra vài ngày biện luận cho Bí Thư Vương, bây giờ thắng lợi đến trong tay, bọn họ có quyền hoan hô, có quyền vui sướng. Khi La Nam tiến vào thời khắc vui sướng, lúc này Vương Tử Quân chợt thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn lên những dòng chữ liên tục kêu gọi ủng hộ Mạc Tiểu Bắc, bản thân cũng có chút hưng phấn. Làm việc vì vợ quả nhiên sảng khoái. Chương 995, tối nay không ngủ. Khoảng thời gian này Mạc Tiểu Bắc bình tĩnh hơn rất nhiều, thường ngày nàng rất quý khí, gặp ai cũng không nói nhiều, bộ dạng có chút hờ hững. Nhưng sau sự kiện chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân, nàng giống như biến đổi hơn rất nhiều, hòa khí hơn. Dù là thấy ai thì nàng cũng cười cười, nói việc nhà với Tiểu Na, quan tâm đến củi gạo dầu muối, theo như lời của Tiểu Na thì thật sự ngọt hơn. Ngọt hơn chính là một câu thổ ngữ của quê nhà Tiểu Na, nói dễ hiểu hơn chính là một người sinh ra nhiều cảm ngộ về cuộc sống và nhân sinh. Nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy Mạc Tiểu Bắc trở nên mê ly, có một xúc động muốn vuốt ve không nói nên lời. Ví dụ như hiện tại, Tiểu Na ấm Tiểu Bảo Nhi đứng sau lưng. Tâm tư của Mạc Tiểu Bắc còn đang ở trên máy tính, nàng căn bản không phát giác ra hai người Tiểu Na và Tiểu Bảo Nhi. Bí Thư Vương, sau này ngài còn đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe không?
Vấn đề này được đưa ra thì lập tức làm cho mọi người chợt im ắng. Vương Tử Quân dừng lại giây lát, sau đó nói ra đáp án. Tôi tình nguyện mãi mãi đi cùng người tôi yêu. Màn hình dừng lại vài giây, sau đó có hàng loạt lời nói xuất hiện. Vương Tử Quân, tôi ủng hộ anh. Bí thư Vương, chúc ngài và Mạc nữ sĩ hạnh phúc mỹ mãn. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Tiểu Bảo Nhi vùng khỏi lòng Tiểu Na, nó chạy đến bên cạnh hỏi mẹ. Mạc Tiểu Bắc cười cười, nàng ôm lấy con trai rồi dùng giọng dịu dàng nói. Không, mẹ đang nhớ đến con trai bảo bối mà. Lấy lòng người. Nguyễn Chấn Nhạc tức giận đẩy bàn đứng lên. Lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là quá rõ ràng, có ý nghĩa còn lớn hơn với tranh chấp giữa hắn và Vương Tử Quân. Tuy chỉ là những lời nói ngắn gọn nhưng đó lại biểu hiện ý nghĩ của cư dân mạng, bọn họ lúc này cùng tụ hội ở một chỗ, cùng nói ra những lời giúp đỡ mạnh mẽ như thác lũ. Có những lời giúp đỡ của dư luận thì những ảnh hưởng mặt trái của sự kiện Vương Tử Quân đeo đồng hồ Patek Philippe đã tan thành mây khói, lúc này hắn thật sự sinh ra cảm giác hòa hảo cực độ. Cục diện biến chuyển như bây giờ thật sự không nằm trong sự chờ đợi của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Em của em làm việc không ra thể thống gì, sao hắn không điều tra cho rõ ràng mà lại đặt xuống quả bom lớn như vậy? Nguyễn Chấn Nhạc nhìn chằm chằm vào Tào Chân Nhi, hắn không nhịn được phải mở miệng phàn nàn. Thật ra dưới tình huống bình thường thì Nguyễn Chấn Nhạc rất ít khi từ chối trách nhiệm vốn là của chính mình, hắn cảm thấy những con người như vậy thật sự là quá bất lực, biểu hiện không ra gì. Nhưng lúc này hắn thật sự không nhịn được. Bây giờ một nồi cơm chưa chín kỹ được dọn ra, có thể trách ai? Tất nhiên phải là người khởi xướng, là Tào Viễn. Tào Chân Nhi chợt đỏ mặt, thế nhưng nàng không phát tác mà chỉ dùng giọng lạnh lùng nói. Nếu như việc này có thể thỏa mãn tâm nguyện của anh, như vậy sau này anh có coi Tào Viễn là công thần hay không? Nghĩ đến câu nói của Vương Tử Quân, tôi tình nguyện đi cùng người tôi yêu mãi mãi về sau, thế là Tào Chân Nhi không khỏi cảm thấy êm ẩm. Chuyện người mình yêu thì thế nào? Lúc này Tào Chân Nhi chợt cảm thấy chính mình và Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không còn được chút hy vọng nào. Tào Chân Nhi nhìn Nguyễn Chấn Nhạc cất bước đi ra, nàng chợt cảm thấy vừa bi phẫn vừa căm tức, lại cực kỳ ủy khuất, cảm thấy đau khổ muốn rơi nước mắt. Tiểu tử này đúng là, cũng biết nói ra những lời lấy lòng người khác như vậy. Trong biệt thự của Lâm Trạch Viễn, lúc này Vương Quang Vinh đang ngồi vững vàng uống trà rất tự đắc. Lão cười tủm tỉm nói với Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn lúc này cũng đã rời khỏi máy tính của mình, sự việc đến nước này thì kết quả đã quá rõ ràng rồi. Lão nâng ly trà sứ men xanh rồi chỉ về phía Vương Quang Vinh nói. Anh Vương, nhìn bộ dạng đắc ý của anh kìa, miệng ngoác đến lỗ tai mất rồi. Lúc này Vương Quang Vinh căn bản không che giấu sự hưng phấn của mình, lão cười ha hả nói. Con dâu của tôi rất ít nói. Không ngờ lại có bản lĩnh lớn như vậy, xem ra sau này cần phải học tập bồi bổ tri thức máy tính mới được. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua chiếc điện thoại màu đỏ của mình, sau đó tiến đến cung kính cầm lấy điện thoại nói. Tôi là Lâm Trạch Viễn. Trạch Viễn, người thanh niên kia thật sự là rất tốt. Lâm Trạch Viễn nghe thấy lãnh đạo nói lời tán thưởng với Vương Tử Quân, thế là cười ha hả nói. Lãnh đạo. Đây cũng đều nhờ vào kết quả ngài khổ tâm bồi dưỡng. Năm xưa nếu không đi theo ngài mưa dầm thấm lâu, không có sự ảnh hưởng của ngài, tôi cũng không có được ánh mắt ái tài như vậy. Hi hi, anh cũng đừng rót thuốc mê với tôi, chúng ta vừa gõ đầu đồng chí kia, vừa chú trọng bồi dưỡng mới được. Lâm Trạch Viễn đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt càng tươi sáng vài phần. Lão nhìn về phía gương mặt cực kỳ chú ý của Vương Quang Vinh, sau đó đột nhiên nói. Tối nay chúng ta uống vài ly. Vương Quang Vinh mơ hồ nghe thấy Lâm Trạch Viễn và người trong điện thoại nói về chuyện của con mình, vì vậy cảm thấy ngứa ngáy vì nội dung cuộc điện thoại. Lúc này lời đề nghị của Lâm Trạch Viễn căn bản là động vào đáy lòng lão. Lúc này lão tin tưởng, một khi ngồi vào bàn rượu, tất cả những lời chi kỷ sẽ có thể được phát ra từ miệng bí thư Lâm Trạch Viễn. Vậy thì uống vài ly. Cuộc trò chuyện trực tuyến đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này đám phóng viên ở hiện trường đã thu dọn đồ đạc của mình. Đúng lúc này điện thoại của Lý Băng chợt vang lên. Anh Nhất. Lý Băng nhìn hai chữ trên điện thoại, thế là vẻ mặt chợt căng cứng. Sau khi nàng báo danh ở tòa soạn, nàng tiếp xúc được với vài người là lãnh đạo các ban bệ,
anh Nhất là một người cao cao tại thượng, chưa từng liên lạc với mình, sao hôm nay lại khác thường như vậy? Lý Băng, tôi là Triệu Đức Lễ, bây giờ cô đang ở thành phố La Nam chứ? Một giọng nam trầm thấp truyền qua điện thoại đến bên tai Lý Băng. Lý Băng cố gắng giữ bình tĩnh, nàng dùng giọng chân thành nói. Chào Tổng Biên Tập Triệu, bây giờ tôi đang ở thành phố La Nam. À, vậy thì cô tìm cơ hội phỏng vấn Bí Thư Vương Tử Quân, nếu như không phỏng vấn được, cũng cần phải có tài liệu về thành phố La Nam, trước 11 giờ hôm nay quay về tòa soạn. Sau khi nghe lãnh đạo sắp xếp, Lý Băng chợt biến rõ cơ hội đến với mình, nàng trầm giọng nói. Tổng Biên Tập yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lý Băng, cô vừa đến thì được lãnh đạo coi trọng, thật sự là quá may mắn. Triệu Vệ Đông nhìn Lý Băng rồi dùng giọng hâm mộ nói. Các vị, chuyện về chiếc đồng hồ của tôi nói đến đây thôi, hôm nay chúng ta trò chuyện trực tuyến chủ yếu bàn về sự phát triển của thành phố La Nam, hoan nghênh các vị đề xuất ý kiến mang tính xây dựng với thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn đám phóng viên bên dưới đang nghe điện thoại, hắn biết rõ thời cơ đã quá chín mùi, thế là nhanh chóng gõ một dòng chữ lên bàn phím. Tuy rất nhiều người cảm thấy chưa đủ, thậm chí muốn đào sâu hơn, thế nhưng Vương Tử Quân gõ xong thì căn bản không ai tiếp tục lên tiếng. Bí thư Vương, tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngài, cán bộ và nhân dân thành phố La Nam sẽ chung chí hướng, sẽ hợp mưu hợp sức, nhất định xây dựng La Nam giàu mạnh. Bí thư Vương, với trí tuệ của ngài, nhất định sẽ chủ tính quy hoạch chung, nhập gia tùy tục, thành tích cao vời. Hàng loạt câu nói xuất hiện trên màn hình, khi những vấn đề này được giải đáp, một loạt những con số về La Nam xuất hiện trên màn hình. Cái gì, tiền lương ở thành phố La Nam còn cao hơn chỗ tôi. Con bà nó, nếu sớm biết như vậy đã đến La Nam tìm việc. Đúng vậy, nhà tôi gần thành phố La Nam, vì chút tiền lương mà năm xưa không chọn La Nam, đúng là hối hận. Anh bạn, không cần hối hận, thành phố La Nam mới phát triển trong 2 năm gần đây, trước khi Bí Thư Vương đến thành phố La Nam, nơi này không có đường xe lửa. Không có đường cao tốc như bây giờ đâu. Chỉ 1 giờ trò chuyện thì Vương Tử Quân đã trả lời được nhiều vấn đề, cũng đã bày ra những thành tích và việc làm của mình trước mặt số đông bằng phương pháp cực kỳ tinh tế. Một hình tượng bí thư thị ủy cực kỳ cụ thể, cực kỳ có năng lực sáng nghiệp được truyền đi khắp 4 phương 8 hướng thông qua INT. Rất nhiều người thông qua sự kiện lần này mà có thêm nhận thức về thành phố La Nam, càng hiểu rõ tình huống của thành phố La Nam 2 năm qua. Mỗi năm phát triển gấp đôi, quần chúng thành phố La Nam có thể tăng thu nhập từ tăng trưởng, đây là vấn đề được mọi người chú ý cao độ. Đồng chí Tân chợt trở nên vui vẻ, hắn biết rõ lúc này nguy cơ của Bí Thư Vương đã tan biến, thời thế đã cực kỳ thuận lợi cho thành phố La Nam. Thư ký trưởng, có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Bí Thư Vương. Đồng chí Tân cũng không cảm thấy bất ngờ vì phóng viên yêu cầu phỏng vấn Vương Tử Quân, hắn còn hy vọng Bí Thư Vương sẽ tiếp nhận yêu cầu này. Hơn nữa bây giờ là thời điểm quan trọng của Bí Thư Vương. Được, tôi sẽ xin chỉ thị của Bí Thư Vương rồi nói sau. Đồng chí Tân do dự giây lát rồi trầm giọng nói. Sau khi kết thúc trò chuyện trực tuyến thì Vương Tử Quân cảm thấy tay chân bủn rủn, tứ chi không còn chút sức lực. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị với lần gặp mặt này, thế nhưng tinh thần tập trung cao độ vẫn làm hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Bí Thư Vương, phóng viên hy vọng được phỏng vấn ngài. Đồng chí Tân khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân do dự một chút rồi lên tiếng. Tôi sẽ tiếp nhận phỏng vấn về La Nam, nhưng nếu là phương diện khác thì hôm nay không được. Đối với đám phóng viên thì đáp án như vậy của Vương Tử Quân cũng xem như quá tốt rồi. Khi Vương Tử Quân nói cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho thành phố La Nam. Và dòng chữ xuất hiện trên màn hình, xem như buổi trò chuyện trực tuyến hôm nay đã kết thúc. Lúc này các trang web trước đó đăng tin trực tuyến và buổi trò chuyện hôm nay cũng xem như khép lại một sự kiện ồn ào, một sự kiện có thể nói là khó quên với nhiều người. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư xem xét những điều này, hắn còn một việc quan trọng hơn cần làm, chính là đợt phỏng vấn kế tiếp. Đám phóng viên am hiểu tâng bốc kia thật sự quá lợi hại, hắn cần phải tập trung tinh lực để chuẩn bị củng cố những thắng lợi mà mình có được trên INT. May mà lần này Vương Tử Quân đã quy định phạm vi. Tình huống của thành phố La Nam lại nằm trong đầu hắn, vì thế hắn cũng không có gì phải ngại. Chúng ta sẽ tiến thêm một bước xây dựng thành phố,
làm cho thành phố La Nam càng thêm tươi đẹp. Tôi tin tưởng thông qua sự cố gắng của toàn thể quần chúng thành phố La Nam, một thành phố La Nam phát triển hài hòa sẽ xuất hiện trước mắt các vị. Sau khi trả lời vấn đề của Lý Băng, Vương Tử Quân phong độ đứng lên nói. Các vị, cảm ơn các vị đã chú ý đến thành phố La Nam, hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn cho công tác của thành phố chúng tôi. Lúc này La Nam đang trong đà phát triển kinh tế, nếu có được sự trợ giúp của các vị, tôi tin tưởng sẽ càng bay cao hơn. Lý Băng nhanh chóng ghi chép, trong lòng thầm hưng phấn, Bí Thư Vương cuối cùng cũng trả lời vấn đề của nàng. Vị Bí Thư Thị ủy trẻ tuổi này làm cho nàng cảm thấy rất mới mẻ, đây là một kế hoạch phát triển rất tốt, rất có quy hoạch, có biện pháp. Cuộc gặp kết thúc, Vương Tử Quân được nhóm người đồng chí Tân vây quanh đi ra đại sảnh. Trước khi hắn đi về phía xe của mình, một hình ảnh trước mắt làm hắn sững sờ. Một đám người tập hợp lại thành một bức tường người. Những gương mặt có quen có không quen chợt xuất hiện. Những người này đều nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương. Khi âm thanh này vang lên, tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm dậy, tiếng khen ngợi như thủy triều. Vương Tử Quân nhìn tình cảnh trước mắt, áp lực chịu đựng trong những ngày qua căn bản đã tan biến không còn gì. Người nào làm trâu ngựa cho nhân dân, tất nhiên nhân dân sẽ không quên. Tròn đầu Vương Tử Quân xuất hiện những lời này, hắn chợt cảm thấy mình có được vinh dự rất lớn, không phải mình cũng là một người như bao người sao. Trong tiếng vỗ tay rộn rã, Vương Tử Quân được đám người đưa ra đường, hắn cảm thấy cảm động nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, hắn căn bản không nên có biểu hiện quá đà. Ánh đèn liên tục lóe lên, đám phóng viên nhanh chóng chụp lấy hình ảnh quý giá vào lúc này. Bí thư Vương. Chúng ta đi đâu? Lý Đức Trụ nhìn Vương Tử Quân lên xe rồi khẽ hỏi. Về nhà. Xe khởi động rồi chạy đi, nhanh chóng lao vun vút dưới ánh đèn đêm ở thành phố La Nam, đích đến là khu nhà thường ủy thị ủy La Nam. Tuyết tuyết. Tiếng còi xe hơi vang lên, khi Lý Đức Trụ đang chần chờ, lại có tiếng còi xe hơi vang lên. Khi những âm thanh kia vang lên, những chiếc xe chạy bên đường giống như nghe được hiệu lệnh. Tất cả chậm rãi dừng lại ở hai bên, nhường đường cho chiếc xe số 1 thị ủy La Nam chạy qua. Bọn họ dùng phương thức của mình để biểu hiện sự tôn trọng và giúp đỡ người ngồi trong chiếc xe số 1 thị ủy. Vương Tử Quân nhìn những chiếc xe dừng lại mà không nói gì, thế nhưng Lý Đức Trụ thì giảm tốc độ lại. Vương Tử Quân đi qua con đường làm mình cảm động, cuối cùng cũng về đến khu nhà thị ủy. Hắn nhìn khu nhà đang trầm mình trong đêm tĩnh lặng. Sau khi trầm ngâm giây lát thì bấm số điện thoại của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, biết nói làm sao đây nhỉ? Trương Thiên Tâm vui sướng nói, trước khi cúp điện thoại còn nói một câu. Tử Quân, tôi cảm thấy rất sùng bái cậu. Vương Tử Quân xuống xe, đèn trong khu nhà chợt tắt đi, khi bóng tối bủa vây chung quanh, đột nhiên có một điểm sáng lóe lên. Trong điểm sáng chói mắt, Mạc Tiểu Bắc nắm tay Tiểu Bảo Nhi nở nụ cười chào đón Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc chậm rãi đi đến, hắn vô thức tiến lên nghênh đón. Lúc này đám người trong bóng đêm cũng đứng yên lặng, bọn họ không muốn phá vỡ tình cảnh tươi đẹp vào lúc này. Đối với Vương Tử Quân thì đây là một đêm tuyệt đẹp, nhưng với một số người thì lại khác. Lý Băng không ngủ vì nàng còn phải làm bản thảo, những người phóng viên như nàng cũng phải làm bản thảo, rất nhiều người còn thảo luận trên mạng vì bọn họ còn chưa thỏa mãn. Lúc này ba cái tên Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc và thành phố La Nam đã xếp 3 vị trí đầu tiên trên trang tìm kiếm, các diễn đàn cũng có rất nhiều lời thảo luận về Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.